chương 9940, Thủy Nguyệt Ma Tiên. Quỷ diện hùng xem đến Lâm Phong tựa hồ có chút tức giận hình dạng, liền tranh thủ nói rằng, người biết rõ, này loại mẫn cảm chủ đề luôn luôn nhường trong lòng người có chút run rẩy bất quá người nếu là nghĩ muốn biết rõ, tố cáo người cũng không sao, nghe nói, là thiên đạo đối bọn họ tiến hành rồi nguyền rùa. Nơi này chỗ nói thiên đạo, hiển nhiên là bao trùm bởi cá nhảy, thậm chí kẻ khai hoang bên trên trí cao thiên đạo, mà không phải là bị tu sĩ dẫm ở dưới chân bình thường thiên đạo. Thiên đạo, chốc lát lúc ẩn lúc hiện, cái gì sự tình đều hướng thiên đạo mặt trên dẫn lời nói, tựa hồ là có thể giải thích không ít sự tình, nhưng cũng nhường người cảm giác nghi hoặc, này cùng thiên đạo có quan hệ, kia cùng thiên đạo có quan hệ, thật cùng thiên đạo có quan hệ sao, thật muốn toàn do thiên đạo sao, rất nhiều sự tình thật giải thích không rõ ràng. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đại khái hay là thật tin những thuyết pháp này, ví dụ như quỷ diện hùng nói lên này kiện sự tình thời gian một bộ giữ kín như bưng hình dạng ở hắn nội tâm bên trong đại khái thật cảm thấy là thiên đạo nguyền rủa rồi những này cổ xưa chủng tộc A, có lẽ hắn cảm thấy tu sĩ không có cái này năng lực, nhưng Lâm Phong luôn cảm giác sự tình có lẽ không có tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản, rất nhiều thời điểm, nhìn như là kết quả sau lưng, thường thường còn có phía sau màn hắc thủ đâu. Đương nhiên, này cùng Lâm Phong không có nhiều lớn quan hệ, Lâm Phong cũng không thèm để ý những này sự tình. Lâm Phong nhìn hướng quỷ diện hùng, hỏi nói, nghe nói thế giới này bên trong, có rất nhiều cơ duyên, như vậy cái này đông bộ khu vực, có cái gì kinh người cơ duyên sao? Quỷ Diện Hùng nói rằng, nơi này cơ duyên đó thật là quá nhiều rồi, rất nhiều nơi đều có bí địa bí cảnh một loại tồn tại, còn có ngộ đạo chi chỗ, nhưng là ra ra ngươi tu vi chân thực là quá sâu hiểm khó dò rồi. Những này cơ duyên đối với người khác mà nói có lẽ có thể giúp đỡ bọn họ nhất phi trùng thiên, nhưng đối với ra ra ngươi tới nói, khả năng liền thưa thất bình thường rồi, bất quá có hai cái địa phương, ngược lại là có thể đi xem xem cái thứ nhất địa phương gọi là thủy nguyệt ma động chính là thủy nguyệt ma quốc tổ địa này thủy nguyệt ma quốc gia ra ngươi khả năng không có nghe nói qua kia nhưng cũng là một cái tương đương khủng bố thế lực cùng thuộc tại vỡ vụn thời đại di tộc dù là ở vỡ vụn thời đại về sau cũng đã từng đang thịnh qua nhưng về sau nghe nói nghĩ muốn xông ra cái này thế giới đến mặt ngoài thế giới bên trong do đó lại đến rồi thiên đạo trừng phạt năm đó mang lấy cả một tộc bầy nghĩ muốn xông ra đi vị kia vô thượng đại năng thủy nguyệt ma tiên cũng do đó mà vẫn lạc có nghe đồn nói, kia Thủy Nguyệt Ma Tiên thi thể liền rơi rụng ở rồi tổ địa chung quanh, nhưng là như vậy nhiều năm đi qua rồi, cũng một mực chưa từng có người tìm tới nàng thi thể. Đương nhiên chủ yếu còn là bởi vì Thủy Nguyệt Ma Động bên kia ở bọn họ này một tộc hủy diệt về sau bị đến rồi càng thêm mạnh mẽ nguyền rùa. Rất nhiều nơi đều biến thành rồi không thể tìm tòi chi địa, do đó muốn tìm được Thủy Nguyệt Ma Tiên thi thể, xác thực không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Lâm Phong giữa đôi lông mày không khỏi hơi hơi một khươi, người chỗ nói cái này Thủy Nguyệt Ma Tiên, nghe lấy giống như một tên nữ tử. Quỷ diện hùng gật gật đầu, nói rằng, không có sai, là một tên nữ tử, nghe nói đẹp như tiên nữ một loại, nhưng không biết làm sao hồng nhan bạc mệnh. Lâm Phong nói rằng, thân là nữ tử, lại dám dẫn đầu lấy người trong họ hướng lên trời khiêu chiến, nghĩ muốn nghịch thiên mà đi, xác thực nhường người kính nể. Lâm Phong lập tức cũng không khỏi thở dài một tiếng, đáng tiếc rồi dạng này một vị nhường người cảm giác kinh diếm kỳ nữ tử rồi. Liền thảm như vậy chết ở rồi thiên đạo công kích phía dưới, xác thực là nhiều người tiếc hận không thôi. Nhưng này chính là máu chảy đầm đìa tàn khốc sự thực, người tu luyện thế giới luôn luôn đều là như thế. Quỷ Diện Hùng tiếp theo nói cái thứ hai địa phương, cái thứ hai địa phương gọi là Thất Tinh Tiên Mộ, này Thất Tinh Tiên Mộ thế nhưng là một chỗ vô cùng quỷ dị tuyệt luân địa phương, ngày bình thường đều là cấm phong, bất quá gần nhất đã buông lỏng, nghe nói khả năng muốn mở ra rồi, nghe đồn nói, này là cổ thời đại đã từng tiếng tăm lừng lẫy Thất Tinh Tiên Quốc mồ mả bầy nơi chi địa, này Thất Tinh Tiên Quốc, nghe nói sau kia thủy nguyệt ma quốc còn muốn càng thêm xa xưa, càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm thần bí. Mà bọn họ này một tộc mồ mả chi địa, mà trong đến cùng có nhiều ít kinh người vật bồi táng, thì là không có cách gì tưởng tượng, như người mong đợi cùng hướng về. Xem quỷ diện hùng kia con mắt bốc ánh sáng hình dạng liền biết rõ này ra hỏa cũng có ý đi kia thất tinh tiên mộ bên trong tìm tòi một phen, dù sao, tổ địa cùng mồ mả bầy là không một dạng. Tổ địa trong, tuy nói khả năng có không ít tốt đồ vật, nhưng là quanh năm nhật nguyệt tiêu hao, rất nhiều tốt đồ vật nói không chừng đều bị tiêu hao kém không nhiều rồi, lại thêm lên kia Thủy Nguyệt Ma Tiên còn mang lấy người trong họ nếm thử rời khỏi tòa này thế giới, tốt đồng Tây Thiết Định cũng đều tùy thân cùng một chỗ mang đi rồi, liền tính còn đã kéo xuống một chút tốt đồ vật, nhưng nên cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy nhiều, nhưng mồ mả bầy liền không một dạng rồi, những này vật bồi táng là thực đánh thực tốt đồ vật a. À. Đây cũng là vì cái gì trộm mộ như vậy hung hăng ngang ngược nguyên nhân, phàm là đào ra đến một tòa vật bồi táng kinh người mộ huyệt, đủ để nhường rất nhiều người nhất phi trùng thiên rồi. Này hai cái địa phương, ngược lại là đều gây nên rồi Lâm Phong hứng thú. Lâm Phong hỏi thăm rồi một chút cụ thể địa chỉ, bởi vì kia thất tinh tiên mộ hiện tại còn chưa mở ra đâu, do đó Lâm Phong dự định đi Thủy Nguyệt Ma Quốc tổ địa bên kia xem xem, thuận tiện đi chiêm ngưỡng một chút vị kia kỳ nữ tử. Lâm Phong nhìn hướng quỷ diện hùng, nói rằng, quỷ diện hùng, ta nể tình trên trời có đức hiếu sinh phần trên liền tha ngươi một cái mạng, ngươi nhớ kỹ ta lời nói, về sau làm một đầu chó ngoan gấu không cần lại làm chuyện xấu gấu chó rồi nếu để cho ta biết rõ người còn là lạm sát kẻ vô tội định chém không bỏ qua vâng 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 ra ra người nói cái gì chính là cái gì quỷ diện hùng tranh thủ cúi đầu khom lưng nói rằng lâm phong cũng không tiếp tục để ý quỷ diện hùng tên này hắn nhanh chóng hướng lấy nơi xa bay đi chớp mắt ở giữa cũng đã biến mất không còn tâm tích chờ lâm phong rời khỏi về sau quỷ diện hùng vừa mới thở ra rồi một hơi dài lập tức nhỏ giọng chửi mắng lên đến, loài người khốn nạn, không có khi dễ như vậy gấu, ngươi cho ta trở lấy, khác cắm ở ngươi hùng ra ra trong tay, bằng không lời nói, ngươi hùng ra ra không phải mang ngươi rút gân lột ra. Quỷ diện hùng là xem đến lâm phong rời khỏi rồi mới lại chi lăng rồi lên đến, ngược lại cũng phù hợp hắn kia cường giả trước mặt ra vẻ đáng thương, kẻ yếu trước mặt ngang ngược càn dỡ tính cách. Về phần lâm phong, thì là một đường ra roi thúc ngựa một loại hướng lấy kia thủy nguyệt ma động tổ địa bay đi lâm phong kỳ thực không nghĩ ở cái thế giới này đợi quá lâu thời gian nhanh chóng tìm tòi nhanh chóng đạt được cơ duyên cũng bớt đi rồi lâm phong rất nhiều thời gian hai ngày về sau lâm phong liền đến rồi thủy nguyệt ma động tổ địa ngoại vi khu vực núi rừng bên trong đi tới nơi này về sau đã có thể xem đến không ít bóng dáng rồi có thổ dân sinh linh cũng có từ bên ngoài đến tu sĩ hiển nhiên này thủy nguyệt ma động còn là lệch là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người cũng đều nguyện ý đến nơi này đụng đụng vận khí xem xem đúng không đúng có khả năng đạt được một chút chỗ tốt. Lâm Phong đứng ở đằng xa nhìn ra xa Thủy Nguyệt ma động khu vực hạch tâm, nơi đó mới là Lâm Phong mục tiêu, chỉ là cái đó địa phương, lượn lờ lấy vô tận nguyền rủa cái đó địa phương tràn ngập nguyền rủa lực lượng, nhưng Lâm Phong đều có một loại vô cùng e dè cảm giác. chương 9941, Thần Bí Bà Lão Bỗng nhiên, Lâm Phong con mắt hơi híp bởi vì Lâm Phong xem đến rồi một tên bà lão, đứng ở hắn ngoài trăm thước vị trí cũng ở ngắm nhìn thủy nguyệt ma động chỗ sâu vị trí. Lâm Phong nhớ kỹ, trước đó hắn chú ý tới cái đó địa phương. Nơi đó không có người, bà lão khi nào xuất hiện, hắn vậy mà không có phát hiện, này đủ để nói rõ kia bà lão đến cùng bao nhiêu đáng sợ rồi. Lâm Phong hướng lấy bà lão chạy đi, hắn ôm quyền, nói rằng, bà bà tựa hồ đối thủy nguyệt ma động chỗ sâu rất cảm thấy hứng thú. Bà lão quay đầu xem rồi Lâm Phong một mắt, nói rằng, lão bà tử chỉ là đến chiêm ngưỡng một chút tòa này giàu có truyền kỳ sắc thái cổ xưa quốc độ tổ địa, chỉ là đáng tiếc, người đi nhà trống, cả một tộc bầy cũng bởi vì một lựa chọn sai lầm mà chôn vùi. Lâm Phong nói rằng, cái này chủng tộc rất mạnh mẽ, liền dạng này hủy diệt mất rồi xác thực đáng tiếc, nhưng nói thực ra, ta không hề công nhận bà bà cái đó cách nói. Thế nào, người khó nói cảm thấy Thủy Nguyệt Ma Tiên quyết định không phải là sai lầm sao? Nàng như không thử nghiệm lấy mang lấy người trong họ rời khỏi nơi này, Nàng sẽ không chết, nàng người trong họ cũng sẽ không chết." Bà lão mở miệng nói rằng, Lâm Phong nói rằng, chúng ta đều là kẻ đến sau, là dùng người đến sau ánh mắt đi đối đãi này kiện sự tình, dùng hiện tại một chút người mà nói, chúng ta là mở ra rồi thượng đế thị giác, dùng đã phát sinh kết quả đi bình phán lúc đó tình huống, bản thân chính là sai lầm, mà lại này vị thủy nguyệt ma tiên cũng là vì rồi nàng tộc đàn suy nghĩ, toàn bộ chủng tộc nếu như một mực bị vây ở dạng này một cái địa phương mà không có cách gì ra ngoài. Đối với dạng này một cái mạnh mẽ mà bộ tộc cổ xưa tới nói. Chân thực là cực quá mức bi ai, người sống nên có hy vọng mới là, ta nghĩ, bọn họ hy vọng chính là rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài kia rộng lớn thế giới bên trong sinh hoạt, mà Thủy Nguyệt Ma Tiên là vị kỳ nữ tử, ta nghĩ, nàng người trong họ nên cũng đồng ý rồi nàng ý nghĩ, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng thất bại trong gan tắc, không có thành công mà thôi, nhưng nếu là thành công rồi đâu, bọn họ sắp sẽ lại lần nữa giành tự do. Bà lão hừ lấy một tiếng nói rằng, cho nên, ngươi này tuổi tác thiếu niên lang, đang giáo huấn ta một cái sắp xuống mổ lão bà tử sao? Lâm Phong xem đến này bà lão ánh mắt không thiệt, trong lòng buồn bã. Bà lão lại lão cũng là nữ nhân a, à, cùng nữ nhân giảng đạo lý, đây không phải là thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ à? Lâm Phong tranh thủ giải thích rồi một phen, nói rằng, bà bà hiểu lầm rồi, vãn bối không có đối bà bà bất kính ý tứ, chỉ là xem đến dạng này một cái bộ tộc mạnh mẽ, liền dạng này hủy diệt rồi trong lòng có chút khó trách, đồng thời vãn bối còn nghĩ tới rồi chính mình năm đó trên người phát sinh một chút sự tình, năm đó vãn bối liền giống những này vỡ vụn thời đại di tộc một dạng, đều bị mạnh mẽ nguyền rủa, vãn bối bốn phía bôn ba, chính là vì giải quyết trên người nguyền rủa, nhiều lần đều chín phần chết một phần sống. nhưng vãn bối là may mắn, cuối cùng hóa giải rồi quấy nhiễu chính mình nguyền rủa, mà đáng tiếc là những này vỡ vụn thời đại di tộc, đặc biệt là đã hủy diệt thủy nguyệt ma quốc, liền không có vãn bối may mắn như vậy rồi đại khái là bởi vì một dạng kinh lịch a vãn bối có khả năng lý giải tâm tình của bọn hắn. Bà lão hừ lạnh rồi một tiếng, nói rằng, người chỉ là một cái đơn thuần cá thể. liền tính tiếp nhận rồi nguyền rủa thống khổ, nguyền rủa lại có thể bao nhiêu mạnh mẽ đâu. Thế nào có khả năng cùng những này cố thời đại di tộc người, đánh đồng đâu. Lâm Phong cũng không có phản bác này bà lão, hoàn toàn không có cái này cần thiết, còn nữa nói, thật nếu là dạng này làm rồi, này không phải là vào chỗ chết đắc tội này bà lão sao, dù sao này bà lão tính tình nhìn lấy cũng không thế nào tốt a. À. Lâm Phong nói rằng, ta xem này chỗ sâu vị trí chứa chú chi lực tương đương khủng bố, nghĩ muốn tìm tòi một phen xác thực là một kiện lệch là nguy hiểm sự tình, bà bà nhưng có tìm kiếm ý nghĩ. Nếu là có, vạn bối nghĩ muốn cùng bà bà Lâm thời tổ cái đội, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau như thế nào. Kia bà lão cười ha ha, nói rằng, tuổi trẻ người lòng can đảm thật là lớn, liền chỗ sâu nhất khu vực đều dám đi nơi đó thế nhưng là thiên đạo nguyền rủa che phủ khu vực tiến vào dạng kia địa phương không thuần túy là hành động tìm chết sao mặc dù lão bà ta một chân đều đã chôn vào đất vàng bên trong rồi nhưng lão bà ta nhưng còn muốn sống thêm mấy năm nữa cũng không dám tiến vào chỗ sâu khu vực tìm tòi lâm phong luôn cảm giác này vợ bà lời nói thật thật giả giả không thể tin hoàn toàn hắn nói rằng bà bà yên tâm ta ở trước bà bà ở sau thật nếu là ra rồi vấn đề ta đỉnh lấy nguy hiểm nhường bà bà trước tiên lui Người người trẻ tuổi kia không phúc hậu, chẳng phải là xem lão bà ta tu vi mạnh mẽ, nghĩ muốn kéo lấy lão bà ta cùng một chỗ mạo hiểm sao, tính toán đánh ngược lại là không sai, nhưng lão bà ta chính là không mắc mưu, ngươi xem này núi rừng bên trong, phân tán không ít sinh linh, có thổ dân, cũng có kẻ từ bên ngoài đến, không thiếu thực lực không tầm thường chi bối phận, ngươi đều có thể lấy đi tìm một, hai người, nhưng bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ đi vào a. Hà tất hố ta này sắp xuống lỗ lão bà tử đâu? Bà lão nói rằng, Lâm Phong nói rằng bà bà thật đúng là hiểu lầm ta rồi, ta nhưng không có nghĩ lấy hú bà bà, ta chỉ là hiểu lầm rồi bà bà ý nghĩ mà thôi. Đã bà bà vô tâm tiến vào trong đó, vậy chuyện này cứ tính như thế. Về phần cái khác người cũng tính rồi a, à, mặc dù có chút người thực lực không tầm thường, nhưng còn không có tư cách bước vào chỗ sâu nhất khu vực. Bà lão đối Lâm Phong này phen lời nói ngược lại là có chút tán đồng. đương nhiên nàng đối Lâm Phong, mặc dù ngữ khí không quá tốt, nhưng cũng là xem trọng ba phần. Lấy tu vi của nàng, có thể cảm ứng ra đến người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng bao nhiêu bất phàm Nhìn như ôn hòa bề ngoài phía dưới ẩn núp thủ đoạn, tuyệt đối có thể xưng khủng bố Bà lão vung rồi vung tay tay bên trong quải trược, nói rằng, thật nếu là nghĩ muốn đi vào lời nói Liền chờ ban ngày thời gian A, thiên đạo nguyền rủa chi địa buổi tối sẽ xuất hiện chớ chú chi lực chỗ hóa mà thành sinh linh Những này quái vật rất khó đối phó, dù là người tu vi nghịch thiên, không có đặc thù biện pháp cũng không có cách nào đối phó được những này quái vật nhưng là ban ngày thời gian những này quái vật lại sẽ không xuất hiện do đó người được nhanh vào nhanh ra không thể ở trong đó kéo dài nếu bị khốn ở chỗ sâu khu vực kia liền nguy hiểm rồi lão bà tử nói đến thế thôi rồi thừa xuống sự tình ngươi chính mình nắm chắc a à. nói xong này phen lời nói về sau bà lão liền nhanh chóng rời khỏi rồi này vợ bà người thật giống như còn không sai ở bà lão rời khỏi về sau lâm phong không khỏi nói thầm rồi một tiếng hắn lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi lâm phong tiên sinh rồi một đống lửa sau đó khu đánh tới một đầu hung thú lâm phong mang hung thú mở ngực mổ bụng hắn chuẩn bị làm thịt nướng tiệc lớn thời gian thật dài không có ở dã ngoại làm thịt nướng bữa tiệc lớn cỗ này thân thể mặc dù chỉ là thần niệm chỗ hóa nhưng cái này thế giới rất đặc thù thần niệm chỗ hóa thân thể cùng chân thật thân thể không có khác biệt cũng cần muốn bổ sung một chút tiêu hao năng lượng hôm nay ý cảnh ngược lại là không sai tâm tình đồng giảng cũng không sai rất thích hợp ăn chút thịt nướng đến bổ sung thân thể tiêu hao rất nhanh, đống lửa trên thịt nướng cũng đã tỏa ra đi ra rồi nồng đậm mùi thịt nói, một giọt giọt màu hoàng kim dầu trơn, nhỏ ở ngọn lửa bên trong, nhưng ngọn lửa càng vượng thịnh. Chít 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 chít, bỗng nhiên, Lâm Phong nghe đến rồi một trận kỳ quái tiếng kêu, sau đó một chỉ thông linh thú nhỏ theo núi rừng bên trong chạy ra, tròn vo mắt to nhìn lấy Lâm Phong thịt nướng, không ngừng mà nuốt nước miếng. Trường 9942, không thèm nói đạo lý nữ nhân. Nhưng Lâm Phong biết rõ, này không phải là mèo con này là nghe đồn bên trong thôn tiên thú. Trước đó thời gian, Lâm Phong đã từng theo một quyển đạo kinh mặt trên xem đến qua ghi chép, nói là có một thú nhỏ, lông tóc thuần trắng chi sắc, ngoại hình như mèo, lấy tiên làm thức ăn, là vì thôn tiên thú. Nhưng Lâm Phong chưa bao giờ gặp qua này loại linh thú, thậm chí cảm thấy thôn tiên thú, đại khái cũng liền là truyền thuyết bên trong tồn tại A. À. Nhưng hôm nay, vậy mà thật nhìn thấy đến rồi đạo kinh mặt trên ghi chép thú nhỏ, nội tâm đương nhiên rất kinh ngạc, này ngoại hình xác thực không có được nói, chân thực là thật là đáng yêu, thuần lông tóc, hai mắt thật to, cùng bối bối lông tóc một cái màu sắc, bối bối cũng có mắt to, đều thuộc về cực kỳ đáng yêu, cực kỳ nghịch thiên chủng tộc. Chỉ là Lâm Phong biết rõ, không thể đơn thuần bị này tiểu gia hỏa bề ngoài chỗ lửa gạt, này thế nhưng là thôn tiên thú A, này tiểu gia hỏa nếu là nổi giận lên, kia là tương đương đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Phong ngược lại là không sợ, dù sao hắn thực lực ở chỗ này bày lấy đâu. Mà linh thú một loại tồn tại đối với tu sĩ thực lực cảm nhận là so sánh nhạy bén, ví dụ như nói thôn tiên thú A, như thế nghịch thiên chủng tộc, đối với thực lực cảm nhận nên càng thêm nhạy bén một chút, ở Lâm Phong trước mặt một bộ mốc manh hình dạng, đó là bởi vì biết rõ Lâm Phong mạnh mẽ. Ở trước mặt người khác, liền không nhất định dạng này rồi. Người nghị ăn, Lâm Phong nhìn hướng thú nhỏ hỏi nói. Thú nhỏ tranh thủ gật gật đầu, Lâm Phong liền xé xuống đến một khối lớn thịt nướng, ném cho rồi thôn tiên thú thôn tiên thú kia nho nhỏ thân thể nhảy lên một cái sau đó ôm lấy thịt nướng thân thể mạnh mẽ rơi vào đất trên sau đó liền đẹp đẹp gặp lâm phong cũng cắt xuống đến một miếng thịt bắt đầu ăn một người một thú ở chỗ này hưởng thụ lấy mỹ thực mang đến vui sướng lâm phong cảm thấy có chút đáng tiếc bởi vì này thú nhỏ rất nghịch thiên nếu là có thể mang đi ra ngoài lời nói đáng giá tốt tốt bồi dưỡng một phen nhưng nơi này là bị nguyền rủa thế giới nơi này hết thải thổ dân sinh linh đều không có biện pháp ra ngoài Do đó, Lâm Phong nghĩ muốn mang này thú nhỏ mang đi ra ngoài, có chút không quá hiện thực. Này nhường Lâm Phong có một chút tiếc nuối, dù sao như thế nghịch thiên thú nhỏ, lại không có cách gì mang đi ra ngoài, vẫn là để người có một chút phiền muộn. Một người một thú, một bên chia sẻ lấy mỹ thực, một bên xem phong cảnh, tâm tình đều tương đương không sai. Thẳng đến, một đoạn thời khắc, một đạo tiếng kinh hô vang vọng bắt đầu, tiểu nguyệt nguyệt, tỷ tỷ cuối cùng tìm tới người rồi, người thế nào chạy đến nơi đây. Sau đó Lâm Phong nhìn đi, một tên nữ tử theo núi rừng bên trong chạy ra. Da trắng, mạo, đẹp, lớn, dài, chân, như cũ còn là người phương Tây tướng mạo, thực tế trên, người phương Tây khuôn mặt là không bằng người phương Đông tinh xảo, nhưng này nữ tử lại là ngoại lệ, mặc dù là phương Tây mỹ nữ, nhưng là khuôn mặt lại tương đương tinh xảo tuyệt đẹp. Hiển nhiên, kia thôn tiên thú nên chính là này nữ tử miệng bên trong chỗ nói Tiểu Nguyệt Nguyệt rồi. Kia thôn tiên thú xem đến nữ tử về sau, chít chít nha nha kêu rồi một hồi, cũng không biết rõ là cái gì ý tứ. Ai nha, người thế nào có thể ăn những này đồ vật đâu, những vật này là rất không khỏe mạnh. Nữ tử xem đến này thôn tiên thú đang ăn thịt nướng, có chút không quá cao hứng, nàng mang thôn tiên thú nhỏ chân bên trong thịt nướng đoạt lại về sau vứt bỏ rồi, nhưng Lâm Phong không khỏi có chút không có lời. Này nữ nhân chân thực là không hiểu được chân quý người khác lao động thành quả, chỉ là nể tình nàng là nữ nhân phần trên, Lâm Phong lười nhắc cùng cái này nữ nhân so đo nhưng này nữ nhân lại có chút không buông tha bắt đầu nàng nhìn hướng lâm phong có chút tức giận nói rằng người cái này người cũng không có hỏi thăm chủ nhân ý kiến liền tự tiện nuôi nấng người khác linh thú không cảm thấy có chút quá mức sao lâm phong nói rằng ta cho rằng nó là không chủ sinh linh đồng thời còn một bộ tội nghiệp hình dạng hướng ta đòi hỏi thịt nướng ta mới cho nó ăn ngươi nói láo ta nhà tiểu nguyệt nguyệt cho tới bây giờ không ăn lạ lẫm người đồ vật càng sẽ không ăn những này không khỏe mạnh đồ vật Nữ tử hư lạnh rồi một tiếng nói rằng, một bộ chất vấn lâm phong ngữ khí cùng thái độ. Theo này nữ tử trên người đeo mang một chút phối sức liền có thể nhìn được đi ra này nữ tử xuất thân tương đương bất phàm, bởi vì nàng trên người mấy kiện phối sức, đều là cấp bậc rất cao pháp bảo, hiển nhiên từ nhỏ nuông chiều từ bé trưởng thành, do đó làm người tương đương ương ngạnh, nàng mới không quản lâm phong là cái gì người đâu, dưới cái nhìn của nàng, phàm là đắc tội nàng người, hoặc là không để cho nàng cao hứng người, đều sẽ biến thành nàng gian dậy đối tượng. Đối với này loại nữ nhân, Lâm Phong đều chẳng muốn nhiều nói cái gì. "Lan," Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, "Ngươi, này nữ nhân đâu chịu nổi dạng này khí a," à. liền nghĩ muốn đánh lại Lâm Phong, nhưng là một luồng mạnh mẽ khí thức che phủ ở rồi nàng thân thể, nàng lập tức liền cảm giác giống như là rơi vào rồi vô biên luyện ngục bên trong một loại, này loại cảm giác là như thế khủng bố, bị nàng ôm ở trong ngực thôn tiên thú, toàn thân lông tóc đều nổ nổi rồi, một đôi mắt to hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phong, tràn ngập rồi run rẩy cùng sợ hãi. Này nữ nhân lại không ngốc, biết rõ Lâm Phong thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Cho nên, nàng cũng dứt khoát, quay người liền đi. Lâm Phong hơi hơi lắc rồi lắc đầu, cùng lúc chưa mang kia nữ tử thả ở tâm trên, đối với Lâm Phong tới nói, kia nữ nhân trừ rồi dài được xinh đẹp một chút, vóc người đẹp một chút bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, mà cái này thế giới trên, không thiếu hụt nhất chính là mỹ nữ. Nghĩ nghĩ trước đó nhìn thấy đến bị đấu giá những kia nữ tử, đồng dạng có rất nhiều sắc đẹp đều tương đương không sai, nhưng mạng của các nàng vẫn là cực kỳ bi thảm, mà cái này nữ tử đâu, lại có thể như vậy tùy hứng, vẻn vẹn cũng là bởi vì các nàng xuất thân không giống, mà có một cái tốt xuất thân, không phải là khoe khoang vốn liếng, mà là nên tốt tốt nắm chắc cơ hội, nghiêm túc tu luyện, cố gắng nâng cao chính mình, hiển nhiên cái đó nữ nhân cùng lúc chưa lý giải này một điểm. Bữa ăn ngon một trận, Lâm Phong liền khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, hắn chờ đợi ngày hôm sau đến. Nhưng là nhường Lâm Phong không có nghĩ đến là, một cái thời gian dài thần về sau, này nữ tử đi mà quay lại. Trừ rồi này nữ tử bên ngoài, còn có hơn 10 người, người tu sĩ, những này người, đều tương đối trẻ tuổi một chút, có nam có nữ, từng cái vênh váo tự đắc, cao nhân một chờ hình dạng. Bởi vì cái gọi là kẻ thiện thì không đến, người đến không thiện, Lâm Phong cũng không cho rằng cái này nữ nhân dẫn một đám người về đến, chỉ là trùng hợp. Tiểu tử, người biết rõ chúng ta bên thân này vị đại tiểu thư là cái gì người sao? Một tên dáng người gầy gò, nhưng nhìn lấy lệch là anh Tuấn tu sĩ lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhàn nhạt nói rằng, không biết rõ, cũng không có hứng thú biết rõ, thừa dịp ta không có sinh khí trước đó, mau chóng rời đi nơi này, ta còn có thể tha thứ các người không có tội, nếu là không biết sự việc trọng đại trước mắt lời nói, đừng trách ta đối các người không khách khí. Nghe đến Lâm Phong này phen lời nói về sau, một đám người không khỏi hơi hơi một sướng sờ, đại khái hoàn toàn không có nghĩ đến Lâm Phong bị bọn họ những này người bao vây, vậy mà còn dám nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói đến, này không phải là không có đem bọn hắn để vào mắt sao, về qua đến tương lai một đám người, nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt, lập tức nhiều ra rồi một chút rét lạnh chi ý đến. Trường 9943, hiện tại biết rõ sợ rồi. Đối phương có khả năng nhìn ra đến chính mình thân phận Lâm Phong không hề kinh ngạc, dù sao những này người kỳ thực còn là lệch là có chút không đơn giản, một chút người thiên phú rất cao, mà Lâm Phong có thể nhìn được đi ra, bọn họ đều là thổ dân tu sĩ. Thổ dân bên trong là mạnh mẽ nhất chính là vỡ vụn thời đại di tộc, trừ rồi vỡ vụn thời đại di tộc bên ngoài xác định vững chắc còn có cái khác một chút thế lực tồn tại, thân phận của những người này đúng không đúng ra từ bởi vỡ vụn thời đại di tộc, Lâm Phong không hề rõ ràng, liền tính thật sự là ra từ bởi vỡ vụn thời đại di tộc lại như thế nào đâu. Ở Lâm Phong xem đến, cũng chỉ là an phận ở một góc, thú bị nhốt một loại chủng tộc mà thôi, lật không nổi cái gì lớn bọt nước đến. Lan, nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Phong lạnh lùng quát lớn nói. Hắn không có hứng thú cùng những này đến tìm hắn để gây sự người hao đi xuống. Lâm Phong thái độ hiển nhiên nhường đám người rất là giật mình, rất nhiều người cảm thấy Lâm Phong bị đám người bọn họ vây quanh rồi, nên ăn nói khép nép cầu xin tha thứ mới là, nhưng hắn biểu hiện lại cường thế như vậy, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là trần trụi khinh thường a, đặc biệt là nói chuyện kia tên tu sĩ, đã vì kia nữ tử ra mặt, lớn xác suất chính là đang theo đuổi kia nữ tử. Cho nên này nam tử tự nhiên nghĩ muốn ở trước mặt cô gái kia tốt tốt biểu hiện một chút chính mình rồi, thế nhưng là, Lâm Phong không có cho hắn bất luận cái gì mặt ngoài, này nhưng hắn cảm giác rất mất thể diện, nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt cũng lộ ra dày đặc sát ý, hắn cười lạnh lấy nói rằng, thật sự là buồn cười đến cực điểm, một cái kẻ từ bên ngoài đến vậy mà cũng dám ở chúng ta trước mặt này loại tự cho là đúng, quả thực chính là không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, kia chúng ta không chú ý diệt ngươi. Oanh, tiếng nói rơi xuống, này tu sĩ trực tiếp đối Lâm Phong ra tay rồi, hắn thân thể bên trong tỏa ra đi ra rồi một luồng khủng bố đến cực điểm khí thức, người này tu vi xác thực không tầm thường, chính là vài chục và tiên điện tu vi, loại tu vi này thả ở mặt ngoài cũng tính là chấn giữ một phương cường giả rồi, cũng khó trách như vậy ngạo nghế. Này nam tử ở một đám người bên trong danh vọng rất lớn, xem đến hắn ra tay, rất nhiều người vẻ mặt hờ hững nhìn hướng rồi Lâm Phong, cảm thấy Lâm Phong này dưới nhất định phải thảm rồi. Dù sao Lâm Phong là kẻ từ bên ngoài đến, chỉ là thần niệm chỗ hóa mà thành, mặc dù toàn này thế giới rất đặc thù, mặt ngoài tiến đến tồn tại, thần niệm chỗ hóa thân thể cùng máu thịt chi thân thể không có quá lớn khác biệt, nhưng là, chiến lực là xa không bằng mặt ngoài, đối phó Lâm Phong, tuyệt đối khỏi phải nói xuống A. À. Người không biết không sợ, đối mặt lấy đánh giết mà đến tu sĩ, Lâm Phong không khỏi hơi hơi lắc rồi lắc đầu, hắn lạnh giọng nói rằng, ta qua lâu rồi đánh nhau vì thể diện thời gian, nhưng người ở ta trước mặt làm cằn như thế, không thể dễ dàng tha qua, ở đây quỳ ba ngày lấy tha thứ ngươi tội. Chỉ thấy Lâm Phong bấm đốt ngón tay một bắn, một đạo chùm ánh sáng nhanh chóng bay rồi ra ngoài, trực tiếp đánh lui này tên đánh giết mà đến tu sĩ, quang thúc kia bỗng nhiên hóa thành vô số phù văn Trấn áp ở rồi này tên tu sĩ trên người, này tên tu sĩ vẻ mặt kinh hãi, nghĩ muốn phản kháng, nhưng rất nhanh liền đau xót trong lòng phát hiện, hắn căn bản không có cách gì phản kháng Lâm Phong chấn áp. Nhào nhảy một tiếng, này tên tu sĩ trực tiếp quỳ gối rồi đất trên, này đột nhiên phát sinh một màn nhường tất cả người đều không gì sánh được kinh ngạc hoàn toàn không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như thế này nhường mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi dù sao trước mắt này tu sĩ chỉ là từ bên ngoài đến chi người sinh mệnh khí tức cũng tuổi trẻ quá mức thế nào khả năng có này loại mạnh mẽ thực lực đâu chân thực là không phù hợp lẽ thường a à? bị chân áp quỳ gối đất trên tu sĩ chưa từng nhận đến qua này loại vũ nhục a à? trước mắt lập tức biến được đỏ tươi bắt đầu nhìn hướng lâm phong càng là tràn ngập rồi vô cùng vô tận thù hận một loại hắn gầm thét ra tiếng tiểu xúc sinh a à, ngươi vậy mà dám dạng này nhục nhã ta ta dương hải thiên cùng ngươi không chết không thôi ồ họ dương lâm phong kinh ngạc hắn nghĩ tới rồi tiếng tăm lừng lấy dương thị một tộc cái đó thần bí mà lại vĩ đại chủng tộc lịch sử trên xuất hiện quá nhiều vị long trời lở đất một loại nhân vật nhưng rất nhanh lâm phong lắc rồi lắc đầu hắn cảm thấy cái đó dương thị cùng dương hải thiên nơi dương thị căn bản không khả năng là một chủng tộc dù sao cái đó dương thị một tộc thật quá vĩ đại rồi đoán chừng chính là dòng họ trùng hợp mà thôi, đều bị chân áp rồi còn chưa giả thực, thật sự là nhiều người không có lời. Lâm Phong biểu biểu miệng, lại hướng lấy kia quỷ gối đất trên Dương Hải Thiên đánh ra rồi một đạo cấm chế phù văn, sau đó cái này Dương Hải Thiên hai tay không có cách gì khống chế một loại nhất rồi lên đến. Trái phải mở cong, ba ba ba, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay hung hăng quất vào rồi chính mình khuôn mặt bên trên, sức lực dùng tương đối lớn, mấy bàn tay đi xuống khuôn mặt cũng đã phủ sưng lên đi. Này tiểu tử, mặc dù tà môn, nhưng là chúng ta cũng đừng sợ hắn, nhất định là sử dụng rồi cái gì tà thuật mới như thế lợi hại, nhưng này loại thủ đoạn nhiều nhất liền dùng một lần mà thôi, hắn vừa mới đối phó Dương huynh thời gian đã sử dụng qua rồi, chúng ta một loạt mà lên, tuyệt đối có thể chừng trị hắn. Này bên lại có tu sĩ mở miệng nói rằng, bọn họ đều là một nhóm, Dương Hải Thiên này bên kinh ngạc, bọn họ tự nhiên không khả năng liền rút lui như vậy đi rồi, nếu là truyền ra đi, chân thực là quá mất mặt rồi những này người đều là thế lực lớn xuất thân, nhưng ném không nổi cái này người A. Những này người đạt thành nhất trí hiệp nghị về sau, liền nhau nhau hướng lấy Lâm Phong giết đến. Trừ rồi trước đó cùng Lâm Phong từng có xung đột nữ tu không có động thủ bên ngoài, còn lại người đều ra tay rồi. Thậm chí bao gồm mấy tên nữ tu sĩ cũng ra tay rồi. Theo này một điểm trên cũng có thể nhìn được đi ra, này ra. Trắng, mạo, đẹp, lớn, dài, chân nữ tu sĩ, thân phận nên là cao nhất nàng hơi hơi nhăn rồi nhăn giữa đôi lông mày nói rằng giáo huấn hắn một trận liền coi như rồi không cần thương hắn tính mạng lâm phong trong lòng tự nhủ này nữ nhân mặc dù giảo hoạt vì hứng rồi một chút nhưng còn không phải là đặc biệt hỏng bằng không lời nói xác định vững chắc sẽ nhường những này người muốn rồi chính mình mệnh a à. một đám ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa lâm phong nhìn hướng vây đánh mà đến những này người hơi hơi lắc đầu hắn nói rằng cùng một chỗ quỷ xuống a à. lâm phong bấm đốt ngón tay một bắn từng nét bùa chú bay rồi ra ngoài, sau đó hướng lấy những này người chân áp mà đi. những người này ở đây lâm phong trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, nhao nhao bị chấn áp, một cái cái quỳ gối rồi đất trên, này không khả năng. một đám người thét lên gào thét, căn bản không có cách gì tiếp nhận trước mắt này loại tình huống. nhưng ván đã đóng thuyền, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận hiện thực a. À, cho tới bây giờ, bọn họ mới biết rõ, lâm phong đến cùng bao nhiêu mạnh mẽ, mà bọn họ đến cùng chọc nhân vật khủng bố cỡ nào, này nhường tâm can của bọn họ mà đều run rẩy lên đến. Nếu là Lâm Phong thật nghĩ muốn giết bọn hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà Lâm Phong thì là hướng lấy dẫn đầu nữ tử chạy đi. Ngươi, 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 muốn làm cái gì, ta nhưng tố cáo ngươi, ta là vỡ vụn thời đại di tộc lý ra người. Nữ tử âm thanh run rẩy nói rằng, Lâm Phong đi đến rồi nữ tử bên thân, bóp ở rồi nàng cầm thon thon, cười lạnh lấy nói rằng, hiện tại biết rõ sợ rồi chương 9944, Thủy Nguyệt Ma Tiên Chi Mộ. Nữ tử nghĩ muốn vùng vẫy mở, nhưng không có thành công, nàng cùng Lâm Phong dựa vào là rất gần. Thậm chí có thể cảm nhận đến Lâm Phong hít thở, nàng xuất thân cao quý, cho nên dưỡng thành cao cao ở trên này loại tính cách, lại thêm lên thân hình của nàng, dung mạo, đều có thể xưng cực phẩm bên trong cực phẩm, người theo đuổi cũng nối liền không dứt Đối với nam nhân, nàng là sắc mặt không chút thay đổi, bởi vì nàng kiêu ngạo như cái công chúa, mà những nam nhân kia cũng chỉ xứng làm nàng liếm chó mà thôi, nghĩ muốn một thân dung mạo, càng là như là ban ngày nằm mộng một loại. Theo lý nói, này loại tính cách người, bị một tên nam nhân như thế này loại nhục nhã, nàng nên là cực kỳ chán ghét, cực kỳ thống hận cái này nam nhân. Thế nhưng là, hiện tại, nàng nội tâm bên trong, cùng lúc chưa nảy sinh này loại ý nghĩ, ngược lại có một loại, khác kích thích cảm giác, trái tim nhảy cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhớ kỹ, trời ngoài có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn, lần này gặp đến ta, coi như các người vận khí tốt, nếu là gặp đến người khác, các người có lẽ liền không có như thế tốt vận khí rồi. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, lập tức tha qua nữ tử, hướng lấy nơi xa chạy đi, miệng bên trong còn nói thầm lấy, đáng tiếc rồi này dáng người khuôn mặt. rất nhanh Lâm Phong liền biến mất không còn tâm tích rồi. mà trong ngực cô gái kia thôn tiên thú kêu rồi hai tiếng mang nữ tử phân loạn suy nghĩ kéo rồi về đến, nàng lập tức nghiến răng nghiến lợi bắt đầu, này ra hỏa là cái đại hỗn đàn vậy mà dám nói đáng tiếc rồi ta này dáng người khuôn mặt, là nhìn không lên ta không thành sao. Mộ Nguyệt, nhanh điểm tìm người tới cứu chúng ta a à. Một tên nữ tu sĩ nói to, hiện tại tụ lại qua đến người càng ngày càng nhiều rồi, đều ở phía xa chỉ chỉ điểm điểm, bọn họ thế nhưng là mất mặt quá mức rồi a à, chỉ muốn mau chóng rời đi đây không phải là chi địa. Tốt, các người chờ lấy, ta đi kiếm người được xưng chi vì Mộ Nguyệt nữ tử tên đầy đủ gọi là Lý Mộ Nguyệt, về rồi một tiếng về sau, liền mau chóng rời đi tìm người giúp đỡ đi rồi. Về phần Lâm Phong, thì là tìm rồi một chỗ yên tĩnh địa phương không người tiếp tục nghỉ ngơi. Những kia thế ra con cháu sự tình căn bản không có thả ở Lâm Phong tâm trên, ở Lâm Phong xem đến, hắn cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ rồi một chút những này nhị thế tổ mà thôi. Bọn họ nếu là thức thời lời nói, liền nên biết rõ, sự tình đến nơi đây, kém không nhiều liền nên kết thúc rồi. Nếu là không biết sống chết lại tìm người đến báo thù hắn lời nói. Kia chính hợp lâm phong tâm ý, Đến lúc đó Lâm Phong không chú ý mang người sau lưng bọn họ cũng cho hung hăng thu thập một trận, thuận tiện đem bọn hắn sau lưng nhân vật lớn cho cướp sạch không còn. Chắc hẳn bọn họ sau lưng nhân vật lớn trên người tốt đồ vật nên không ít. Lâm Phong sẽ không chủ động làm cướp đoạt người khác bảo bối này loại không có phẩm sự tình, nhưng nếu là có người tìm hắn để gây sự, Lâm Phong cũng sẽ không khách khí a. À. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên thời điểm, Lâm Phong cũng đã động thân hướng lấy Thủy Nguyệt Ma Động Hạch Tâm Phúc địa bay đi một chút người xem đến rồi này một màn đều người phần giật mình, cũng có người nhận ra đến rồi Lâm Phong thân phận, biết rõ Lâm Phong là tối hôm qua trên dậy dỗ một đám nhị thế tổ từ bên ngoài đến tu sĩ, lòng can đảm lại to lớn như thế, liền Thủy Nguyệt Ma Động chỗ sâu đều dám xông vào, chuyến này sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Cũng không phải bọn họ nhìn không lên Lâm Phong thực lực, bọn họ cũng biết rõ Lâm Phong tuyệt đối là cái lợi hại nhân vật, chủ yếu là bởi vì Thủy Nguyệt Ma Động chỗ sâu nhất quá quỷ dị rồi. Trước kia rất nhiều mạnh mẽ tu sĩ tiến vào trong đó, cuối cùng cũng đều rơi vào thân tử đạo tiêu cục diện, bọn họ không cảm thấy Lâm Phong có thể có quá kết cục tốt đẹp. Lâm Phong tự nhiên không biết rõ ngoại giới những kia người ý nghĩ, hắn hiện tại, sự chú ý đều ở nơi này chớ chú chi lực trên, thủy nguyệt ma động khu vực bản thân chính là bị nguyền rủa khu vực, càng hướng chỗ sâu, lời nguyền này chi lực liền càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phong đối kháng quá nhiều loại nguyền rủa, biết rõ những này chớ chú chi lực quỷ dị chi chỗ về sau Lâm Phong còn tu luyện rồi đại chớ chú thuật, cùng với cái khác một chút nguyền rủa loại thủ đoạn, cho nên một loại nguyền rủa lực lượng căn bản không có cách gì tổn thương đến hiện tại Lâm Phong rồi. Nhưng theo lấy không ngừng đi sâu vào, Lâm Phong lại cảm giác càng không thoải mái, nơi này chớ chú chi lực, xác thực đối hắn tạo thành rồi ảnh hưởng, này đại khái chính là trí tôn thiên đạo lực lượng A. Thủy Nguyệt ma động tổ địa 10 phần to lớn, chỗ sâu vị trí, chớ chú chi lực gần như biến thành rồi màu nâu nhạt xương mù dáng hình thái, Lâm Phong đều không thể không vận chuyển đại chớ chú thuật, đến chống cản chớ chú chi lực đối thân thể ăn mòn. Lâm Phong trong lòng thầm nói, tuy nói ta này thần niệm chỗ hóa mà thành thân thể cùng máu thịt chi thân thể rất tương tự, nhưng cũng tiếc, dù sao không phải là ta chân chính thân thể, rất nhiều thủ đoạn đều không có biện pháp thi triển đi ra, ví dụ như thiên hỏa. Nếu là có thiên hỏa hộ thể lời nói, ở chỗ này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đây cũng là không có có biện pháp sự tình, Lâm Phong cũng được tiếp nhận hiện thực không phải là. May mà Lâm Phong cảnh giới cao thâm, dù là nhận đến rồi chớ chú chi lực ảnh hưởng, kiên trì một đoạn thời gian còn là không có vấn đề. Thủy Nguyệt ma động chỗ sâu nhất vị trí, có mảng lớn khu kiến trúc. Những này khu kiến trúc hiện tại đều đã đổ sụp rồi, Lâm Phong đoán chừng những này khu kiến trúc lớn xác suất là năm đó này một tộc cư trú địa phương, đương nhiên, cũng có thể là còn có một chút phòng luyện công A, đan dược phòng A, chấp pháp điện A đợi một chút một loại địa phương, bất quá đều đã hủy diệt rơi rồi, tựa hồ là nguyền rủa hủy rơi rồi hết thảy. Lâm Phong không khỏi tự nói nói, năm đó, Thủy Nguyệt Ma Tiên công tham tạo hóa, mắt thấy lấy liền muốn dẫn đầu tất cả người rời khỏi tòa này vỡ vụn thế giới, nhưng lại bị đánh rơi xuống, cuối cùng chết thảm, xem đến liền toàn bộ tổ địa, đều là vào lúc đó bị nháy mắt giữa đập nát, nếu là như thế, nghĩ muốn từ nơi này tìm tới cơ duyên xác suất, chỉ sợ cũng là không lớn. Đương nhiên, Lâm Phong nhất bắt đầu cũng chỉ là tồn lấy chiêm ngưỡng một chút Thủy Nguyệt Ma Tiên sinh hoạt chi địa ý nghĩ tiến đến, nếu là có khả năng tìm tới cơ duyên kia liền tốt nhất rồi nếu là tìm không được, Lâm Phong cũng sẽ không cưỡng cầu, rất nhiều sự tình, cuối cùng còn là muốn giảng duyên phận. Lâm Phong ở mảnh này khu vực tìm kiếm một phen, cái gì đều không có tìm tới, hết thảy đều bị hủy rơi rồi, triệt để biến thành rồi phế tích, hắn khẽ thở dài một tiếng, năm đó đây cũng là một chỗ phồn thịnh không gì sánh được thánh địa, nhưng bây giờ lại trở thành này loại hình dạng, xác thực như người thổn thức không thôi, về phần thủy nguyệt ma tiên thi thể, càng là không có nhìn thấy đến. Lâm Phong cảm thấy, Tuy nói năm đó có nghe đồn nói Thủy Nguyệt Ma Tiên thi thể rơi dụng ở rồi nơi này, nhưng này loại cách nói cùng lúc chưa bị chứng thực thật giả, cũng có thể là sa đọa ở rồi cái khác địa phương. Cái này địa phương tìm không được Thủy Nguyệt Ma Tiên thi thể tự nhiên bình thường. Đương nhiên, Lâm Phong càng có khuynh hướng một khả năng khác tính, kia chính là Thủy Nguyệt Ma Tiên thi thể xác thực rơi dụng ở rồi nơi này, nhưng là ở bị đến thiên đạo công kích thời gian, đã triệt để bị hủy diệt rồi. Nàng thi thể hóa thành bụi bặm, vĩnh cửu biến mất rồi. Lâm Phong dự định rời khỏi nơi này rồi, bởi vì tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, dù sao nên đi địa phương đều đã đi rồi. Lâm Phong hướng lấy mặt ngoài lao đi, nhưng là liền ở cái này thời gian, đại địa bỗng nhiên lắc lư lên đến, bên trái một tòa vách đá vậy mà đổ sụp. Chờ kia vách đá đổ sụp về sau, lập tức lộ đi ra rồi một tòa to lớn cổ mộ. Mộ bia bên trên, dùng cổ chữ Hán viết lấy, Thủy Nguyệt Ma Tiên Chi Mộ. Mà những này chữ Hán, vừa lúc là Lâm Phong nhận biết Xem đến tòa này cổ mộ, Lâm Phong giật nảy người. Lại có người cho Thủy Nguyệt Ma Tiên ở chỗ này xây dựng rồi đại mộ, này quá quỷ dị rồi. Chương 9945, trộm động. Mà Lâm Phong rất nhanh phát hiện rồi một chút đặc biệt địa phương, tòa này mộ huyệt bên trong tiêu tán đi ra rồi mạnh mẽ lực lượng, chính là này loại mạnh mẽ lực lượng, làm vỡ nát mặt ngoài vách đá. Có người xây dựng thành rồi tòa này cổ mộ về sau, hết sức dùng vách đá xem như yểm hộ lớn xác suất là không nghĩ để cho người khác phát hiện toàn này cổ mộ a. À. Lâm Phong không khỏi tự nói nói, đối với tu sĩ tới nói, ở cổ mộ bên ngoài chế tạo ra vách đá chân thực là quá đơn giản rồi, bản thân mạnh mẽ tu sĩ thì tương đương với tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể sáng tạo ra một chút mới sinh mệnh, chớ nói chi là chỉ là xem như công sự che chắn vách đá rồi. Lâm Phong cũng không có tìm tòi cổ mộ ý tứ, dù sao, hắn kỳ thực còn là lệch là bội phục này vị thủy nguyệt ma tiên. Này là một vị kỳ nữ tử nhân sinh có thể xưng truyền kỳ, chỉ là không có một cái tốt hậu quả. Vô luận như thế nào, đều đổi tôn trọng nàng mộ huyệt. Lâm Phong nhìn chăm chú lên cổ mộ, nói rằng, thật nếu là có thiên địa luân hồi đầu thai mà nói, ta ngược lại là hy vọng ngươi có khả năng có một cái tốt tương lai, đầu thai tại một cái mới tinh thời đại A. À. Lâm Phong quay người dự định rời khỏi, nhưng là liền ở cái này thời gian, Lâm Phong nhận ra đến rồi không quá thích hợp địa phương. Này cổ mộ, nhìn lấy rất hoàn chỉnh, mà lại còn xây dựng ở rồi Thủy Nguyệt Ma Tiên tổ địa bên trong, muốn biết rõ nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm địa phương, người bình thường căn bản vào không được. Đã nhưng như thế lời nói, có khả năng ở nơi này giúp đỡ Thủy Nguyệt Ma Tiên xây dựng mộ huyệt chi người, tu vi nên cực kỳ mạnh mẽ mới đúng, dạng này nhân vật xây dựng mộ huyệt nên rất đặc biệt, tối thiểu nhất bị kín tính là cực kỳ chi tốt. Lớn xác suất sẽ không xuất hiện như thế mạnh mẽ năng lượng ngoài tràn này loại tình huống mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống là, Nơi này năng lượng ngoài tràn tình huống 10 phần nghiêm trọng, này liền có chút quỷ dị rồi. Bởi vì cái gọi là việc ra khác thường tất có yêu. Lâm Phong cảm thấy tòa này cổ mộ khả năng phát sinh rồi một chút không muốn người biết sự tình, Lâm Phong quấn cổ mộ một vòng, kiểm tra xem xét rồi một phen, phát hiện cổ mộ không có cái gì đặc biệt địa phương, hết thảy đều rất hoàn chỉnh. Lâm Phong trước đó hoài nghi, tựa như là ảo giác một loại. Nhưng, Lâm Phong lại không dạng này nghĩ, hắn là một cái cực độ tự tin chi người đối với trực giác của mình sẽ không nảy sinh hoài nghi tòa này mộ huyệt nhất định xuất hiện rồi một chút vấn đề lâm phong nếm thử lấy dùng thần niệm tìm tòi tòa này mộ huyệt tình huống thần niệm tìm tòi một phen như cũ còn là hoàn toàn không có thu hoạch lâm phong lại không có vứt bỏ một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần lâm phong cảm thấy nếu như thật có vấn đề sớm muộn sẽ bị hắn phát hiện dấu vết để lại này là lâm phong như thế nhiều năm đến đã thành thói quen rất nhiều thời điểm tìm tòi một ít sự tình thời gian, đều là lặp đi lặp lại rất nhiều lần về sau mới tìm được rồi đầu mối, những năm này kinh lịch nhường Lâm Phong dưỡng thành rất mạnh mẽ kiên nhẫn, điểm này là cực kỳ ưu tú phẩm chất. Cũng là rất nhiều tu sĩ chưa từng có đủ ưu điểm. Ở tìm tòi rồi 17 lần về sau, rốt cục Lâm Phong tìm tới rồi đầu mối. Hắn đi đến đại mộ một góc, đánh ra rồi một đạo đạo pháp quyết. Kia một đạo đạo pháp quyết, tan vào rồi đại mộ cái đó nơi hẻo lánh bên trong ở tan vào rồi mấy chục cái phù văn về sau, rốt cục cái đó địa phương xuất hiện biến hóa, vậy mà xuất hiện rồi rất nhiều màu đen phù văn, này loại màu đen phù văn ẩn núp quá tốt rồi, Lâm Phong cũng là hao phí rồi khá nhiều phù văn, mới ép những này màu đen phù văn hiện rõ đi ra, ở những này màu đen phù văn hiện rõ đi ra về sau, Lâm Phong tiếp tục đánh ra càng nhiều phù văn, lượng lớn phù văn phun trào mà ra, nếm thử lấy triệt để đập nát hiện rõ đi ra màu đen phù văn. Nhưng những này màu đen phù văn không thể coi thường vậy mà cắn nuốt rồi Lâm Phong bố trí rất nhiều phù văn. Thật là lợi hại thủ đoạn, cái này màu đen phù văn tựa hồ phong ấn rồi một ít bí mật. Lâm Phong không khỏi tự nói, hắn là càng đánh càng hăng. Lâm Phong nếm thử lấy ký kết càng thêm mạnh mẽ phù văn tới đối phó những này màu đen phù văn. Những này màu đen phù văn mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao số lượng chỉ có nhiều như vậy, ở Lâm Phong tiếp tục không ngừng chuyển vận phía dưới, màu đen phù văn lực lượng đang bị không ngừng mài tắt lấy, theo lấy thời gian chuyển rời, Màu đen phù văn lực lượng biến được càng ngày càng yếu nhỏ bắt đầu. Ba cái giờ về sau, cái thứ nhất màu đen phù văn bị đập nát, này là một cái tốt bắt đầu, cái thứ nhất màu đen phù văn bị đập nát về sau, ngay sau đó liền là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều màu đen phù văn bị đập nát, cuối cùng, tất cả màu đen phù văn đều bị triệt để đập nát rồi. Mà những này màu đen phù văn bị đập nát về sau, màu đen phù văn nguyên bản bao trùm chi địa, vậy mà xuất hiện rồi một cái lỗ thủng cái này lỗ thủng không tính quá lớn, chỉ có một cái nắm đấm lớn nhỏ. Trộm động, xem đến cái này lỗ thủng về sau, Lâm Phong ánh mắt không khỏi đột nhiên một ngưng. Lâm Phong trước đó nghe vô lượng đạo sĩ giảng giải qua các loại các dạng trộm động, có một loại trộm động chính là mở miệng rất nhỏ, càng hướng bên trong càng lớn, tu sĩ thì là cần muốn thi triển xương quai xanh thuật hoặc là biến hóa chi thuật tài năng đủ tiến vào dạng này trộm động bên trong, mà vô lượng đạo sĩ chỗ hình dung trộm động, cùng trước mắt lỗ thủng thì là giống nhau như đúc, cũng liền là nói, có người ở Thủy Nguyệt Ma Tiên mộ huyệt bên trên mở rồi trộm động, tòa này cổ mộ khả năng đã bị người cho trộm hái qua rồi. Nhưng nhường Lâm Phong nghi hoặc là, vì cái gì những người này ở đây trộm hái tòa này mộ huyệt về sau, còn muốn bố trí phức tạp như vậy màu đen phù văn phong ấn rồi trộm động đâu, này là nghĩ muốn che lấp cái gì đâu, này một điểm còn thật sự là nhường người sờ vuốt không đến đầu óc. Rất nhiều sự tình chính là, người đã không nghĩ ra lời nói, liền không có cần suy nghĩ nữa. Lâm Phong dự định tiến vào này mộ huyệt bên trong xem xem là cái gì tình huống. Lâm Phong nhảy lên một cái, hắn thân thể hóa thành một đạo thần quang, theo trộm động bên trong tiến vào, quả nhiên cùng vô lượng đạo sĩ miêu tả một mô một dạng, này loại trộm động là cửa vào nhỏ, tiến đến về sau liền biến lớn rồi, Lâm Phong tiến vào trộm động về sau liền phát hiện mặt trong biến được càng lúc càng lớn. Một đường phi hành, đại khái phi hành rồi khoảng một ngàn mét, mặt dưới xuất hiện rồi một tòa to lớn mộ thất tòa này mộ thất kết nối lấy một tòa dưới mặt đất thế giới nơi này có rất nhiều dưới mặt đất quái thạch rất nhiều quái thạch quỷ phủ thần công nhìn lấy giống như là một đầu đầu hóa đá quái dị sinh linh một loại nơi này mười phần yên tĩnh cũng mười phần âm u nhưng người có một loại sởn tóc gáy cảm giác xem đến nơi này nên không phải là năm đó xây dựng mộ huyệt người kiến tạo ra được nên là lúc đầu liền tồn tại mà năm đó vì thủy nguyệt ma tiên xây dựng mộ huyệt chi người mang nơi này xem như rồi mộ địa sau đó ở phía trên xây dựng nấm mồ, Lâm Phong trong lòng không khỏi hơi hơi một động, hẳn là vì Thủy Nguyệt Ma Tiên xây dựng mộ huyệt chi người, kỳ thực là Thủy Nguyệt Ma Tiên người trong họ sao, cũng liền là nói, Thủy Nguyệt Ma Tiên này một tộc, khả năng còn có người chưa từng vẫn lạc. Đương nhiên những này cũng chỉ là Lâm Phong suy đoán mà thôi, cụ thể là thế nào một cái tình huống, sớm liền đã không người biết đến. Kia là, bỗng nhiên, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, tựa hồ xem đến rồi cái gì kinh người đồ vật chương 9946, Thủy Nguyệt Ma Tiên chuyển kiếp về đến rồi. Sinh trưởng lít nha lít nhít thảm thực vật, những kia thảm thực vật chính là một loại màu đen cây mây và dây leo thảm thực vật, nhìn lấy giống như là ba sơn hổ dường như, nhưng không hề là ba sơn hổ này trồng trọt bị, này loại cây mây và dây leo thảm thực vật lá cây, liền giống là lão hổ chân một dạng, dễ cây thì là giống không chết ma đằng dễ cây một loại, mọc đầy rồi gai sắc, nhìn lấy so sánh quỷ dị. Đương nhiên, hấp dẫn Lâm Phong chú ý không hề là những này cây mây và dây leo, mà là những này cây mây và dây leo trung tâm một cái to lớn viên cầu. Kia viên cầu, chính là cây mây và dây leo kết ra đến bông hoa, nhưng là gần như trong suốt bông hoa, mà ở bông hoa bên trong, vậy mà nằm lấy một tên nữ tử. Kia nữ tử, ăn mặc màu đen váy dài, mơ hồ trong đó có thể xem đến kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp, đẹp đến rồi nhường người ngạt thở trình độ, nhường người thình thịch động tâm. Thủy Nguyệt Ma Tiên không có chết sao? Xem đến kia nữ tử thời gian, Lâm Phong 10 phần giật mình. Bởi vì nơi này là Thủy Nguyệt Ma Tiên mộ địa, ở chỗ này xem đến một tên nữ tử, tự nhiên rất dễ dàng nhường người đem nó cùng Thủy Nguyệt Ma Tiên liên hệ đến cùng một chỗ. Năm đó ngoại giới về Thủy Nguyệt Ma Tiên vẫn là truyền thuyết cực kỳ chi nhiều, nhưng dù sao không có người tận mắt nhìn đến Thủy Nguyệt Ma Tiên tử vong, nói không chừng nàng chỉ là bị thương nặng đâu. Đây là có khả năng, bất quá Lâm Phong rất nhanh liền phát hiện rồi không thích hợp địa phương. Nơi này nữ tử giống như thuộc về tân sinh tồn tại, sinh mệnh khí tức là như vậy vượng thịnh, như vậy bành trướng. Nếu như là Thủy Nguyệt Ma Tiên thân thể bị trọng thương ở đây chữa thương lời nói, sinh mệnh khí tức tuyệt đối không phải là dạng này, nên là loại kia uể oải một chút sinh mệnh khí tức mới đúng. Truyền kiếp về đến, mới sinh ra thân thể sao? Lâm Phong nghĩ đến rồi một khả năng khác tính, truyền kiếp có rất nhiều loại biện pháp, ví dụ như thi giải đợi một chút thủ đoạn. Đương nhiên cũng có cái khác biện pháp, ví dụ như mượn nhờ bởi một ít đặc thù thảm thực vật, lâm phong gặp qua một chút người chính là ở đặc thù thảm thực vật bên trong một lần nữa ngưng luyện mới thân thể các nàng chỉ cho nên như thế làm lớn xác suất chính là bởi vì bọn họ xác thịt đã tử vong rồi linh hồn cũng có thể là nhận đến rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế nhưng các nàng khả năng còn bảo lưu lại một chút mạnh mẽ tinh huyết lại thêm lên tự thân linh hồn chưa từng hoàn toàn hủy diệt tinh huyết cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau về sau biến thành rồi đặc thù hạt giống lại cùng một chút so sánh đặc thù thảm thực vật kết hợp ở cùng một chỗ liền có nhất định xác suất sinh ra bước phát triển mới thân thể đương nhiên toàn bộ quá trình nhất định là cực kỳ phức tạp bởi vì lâm phong cũng không có kinh lịch qua này loại sự tình lớn xác suất cũng chỉ có thể làm một cái đơn giản miêu tả cụ thể là cái gì dạng quá trình liền không phải là lâm phong có thể biết giải rồi nhưng không quản thế nào nói thủy nguyệt ma tiên đã sinh ra đi ra rồi mới thân thể chỉ cần nàng linh hồn có khả năng lại lần nữa tỉnh tới như vậy liền xem như chuyển kiếp thành công rồi này nhường lâm phong cực kỳ cao hứng Dạng này một vị giàu có sắc thái truyền kỳ nữ tử nếu là thật hương tiêu ngọc vẫn lời nói, kia thật quá nhiều người cảm giác đáng tiếc rồi. Mà bây giờ, nàng thì là có chuyển kiếp trở về khả năng tính rồi. Tuyệt đối là đáng mừng đáng chúc một kiện sự tình, bỗng nhiên, Lâm Phong trong lòng đột nhiên nhảy rộn, hắn cảm giác đến rồi nguy hiểm tựa hồ đang tới gần. Bá, cơ hồ mảy may không do dự, Lâm Phong thi triển đi ra rồi bổ thiên thuật này môn tuyệt học. Hướng lên trời lại mượn một lần cơ hội, Lâm Phong thân thể biến mất, mà ở Lâm Phong thân thể biến mất thời gian, Lâm Phong trước người, vậy mà xuất hiện rồi một đao một kiếm, đao, cực nóng như dương, kiếm, dày đặc khí lạnh. Là thuộc tính không giống hai loại pháp bảo. Theo Lâm Phong trước đó đứng lấy địa phương cắt ngang rồi đi qua, nếu là Lâm Phong động tác chế một bước nữa lời nói, như vậy Lâm Phong thân thể đã bị đối phương cắt chém thành nhiều đoạn rồi. Bổ thiên thuật mấu chốt thời khắc cứu vãn rồi Lâm Phong, mà Lâm Phong thì là xuất hiện ở rồi ngoài trăm thước hắn tiếp lấy phóng thích đi ra rồi bá khí từ trường này môn tuyệt học, bá khí từ trường nháy mắt giữa thay phiên thêm ở cùng một chỗ, hình thành rồi tương đương khủng bố sóng xung kích, không quản đối phương ẩn nấp thủ đoạn bao nhiêu mạnh mẽ, đối phương dù sao đều sinh hoạt ở mảnh này thời không bên trong, cho nên, chỉ cần sinh hoạt ở mảnh này thời không bên trong thì nhất định sẽ nhận đến bá khí từ trường ảnh hưởng, không quản là hiện thân trạng thái, còn là ẩn nấp trạng thái, liền giống như hiện tại. Lâm Phong ở không có cách gì vận dụng pháp bảo, Thiên hỏa đợi một chút thủ đoạn tình huống phía dưới, bá khí từ trường nên tính là tốt nhất thủ đoạn rồi. Âm, um, âm, um, nương theo lấy hai đạo trầm muộn và chạm thanh âm truyền ra, ẩn núp ở trong tối tồn tại thì là bị Lâm Phong cho bức bách đi ra, mà Lâm Phong cũng rốt cục xem đến rồi ẩn núp ở trong tối tồn tại đến cùng là cái gì dạng đồ vật. Bọn họ mặc áo bảo đen, áo bảo đen bên trong thì là đen kịt một màu, xem không đến cuối sọ, áo bảo đen bên trong giống như liền không có đầu lâu một loại thế nhưng là lại có thể xem đến bọn họ kia song thảm con ngươi. Cặp mắt kia, thật sự là quá quỷ dị rồi, Nhưng lòng người bên trong sinh lạnh. Mà bọn họ cánh tay cũng là nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một bộ cánh tay áo giáp, một người cầm lấy kiếm, một người cầm lấy đao. Bọn họ khí thức mười phần quỷ dị, Lâm Phong có thể khẳng định, trước đó chưa bao giờ gặp qua loại này tồn tại, khí thức mặc dù mạnh không hợp thói thường, nhưng đối với Lâm Phong tới nói, bọn họ khí thức chân thực là cực quá mức lạ lẫm rồi, đến cùng là cái gì đồ vật lâm phong còn thật sự là không rõ lắm là các ngươi ở chỗ này đào móc trộm động đang dòm mó thủy nguyệt ma tiên chuyển kiếp chi thân sao lâm phong lạnh lùng nhìn lấy này hai tôn không biết mà khủng bố tồn tại hắn cảm nhận đến rồi áp lực nhưng là cùng lúc chưa lui bước dù sao lâm phong là rất thưởng thức thủy nguyệt ma tiên cái này người nếu như có năng lực giúp đỡ thủy nguyệt ma tiên lời nói lâm phong kỳ thực còn là nghĩ muốn giúp một chút nàng lâm phong cũng không hy vọng nàng tốt không dễ dàng chuyển kiếp về đến, sắp đến mang thành công trước đó, lại vì người khác làm rồi áo cưới. Kia thật sự là to lớn bi kịch rồi, thấp hèn loài người, đi chết. Này hai tôn không biết mà khủng bố tồn tại cùng lúc chưa trả lời Lâm Phong vấn đề, bọn họ lạnh lùng mở miệng, một trái một phải hướng lấy Lâm Phong đánh giết mà đến. Này hai tôn tồn tại, rõ ràng là nghĩ muốn nhanh chóng dựa sát Lâm Phong, dù sao bọn họ nắm trong tay lợi khí. Mà Lâm Phong không có pháp bảo sát thân, Đối lên bọn họ tay bên trong lợi khí là phải thua thiệt, gần người tác chiến, hơn nữa còn là tại phối hợp dưới tình huống, đối bọn họ xác thực là so sánh có lợi. Lâm Phong thì là chưa từng tuyển chọn cùng này hai tôn tồn tại gần người tác chiến, hắn ở mộ huyệt bên trong cùng này hai tôn tồn tại du đấu bắt đầu. Lâm Phong thủ đoạn, kia cũng là tương đương lợi hại. Bọn họ nghĩ muốn nhanh chóng gần người Lâm Phong cũng không dễ dàng. Cũng liền là hiện tại Lâm Phong không có cách gì vận dụng thế giới bên ngoài nắm giữ pháp bảo thực lực còn nhận đến rồi rất đại nạn chế, bằng không giải quyết này hai tôn khủng bố tồn tại căn bản không phải là cái gì khó khăn sự tình. Mà này hai tôn tồn tại xem đến không thể tới gần người lâm phong, liền cũng vứt bỏ rồi gần người lâm phong ý nghĩ, bọn họ mượn nhờ bởi pháp bảo kích phát đi ra rồi thần thông, cùng một chỗ cùng lâm phong triển khai rồi đối công. Hai bên các loại thần thông ra hết, nhanh chóng đối oanh rồi vài chục lần, mỗi một lần đều tiêu hao rồi to lớn pháp lực, nhưng ai cũng không có có khả năng không biết làm sao ai, Thế nhưng là liên tục ác chiến mười mấy cái hiệp về sau, Lâm Phong lại phát hiện rồi không thích hợp địa phương. Theo lý nói, này loại cấp bậc chiến đấu, mỗi một lần ra tay tiêu hao đều là cực kỳ nghiêm trọng mới đúng, ví dụ như hắn tiêu hao liền rất nghiêm trọng, thế nhưng là này hai tôn khủng bố tồn tại, như cũ còn là ngọn núi đỉnh trạng thái, một điểm tiêu hao đều không có, này cũng quá quỷ dị rồi, này loại tình huống, nhưng Lâm Phong tâm tình không khỏi đột nhiên một chìm. Chương 9947, phân tích cùng đối sách Căn cứ Lâm Phong như thế kinh nghiệm nhiều năm đến xem, nghĩ muốn bảo trì này loại trạng thái, có chừng ba loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất, bọn họ bản thân có khả năng cùng một ít đặc thù tồn tại tiến hành câu thông, ví dụ như một ít đặc thù bí địa, mà những này địa phương thường thường chứa đựng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tràn đầy năng lượng, tu sĩ theo tiêu hao theo bổ sung, liền sẽ cho nhân tạo thành một loại vô luận thi triển cái gì mạnh mẽ thủ đoạn, đều như cũ còn là ngọn núi đỉnh trạng thái hiện tượng. Loại tình huống thứ hai, kia chính là tu sĩ bản thân thể trong chứa đựng rồi tràn đầy như biển một loại dự bị năng lượng, mà tự thân pháp lực xuất hiện lớn biên độ hao tổn thời gian, những này dự bị năng lượng sẽ lập tức chuyển hóa làm cuồn cuộn không ngừng pháp lực ra trì tu sĩ, như vậy tu sĩ có thể dài thời gian bảo trì ngọn núi đỉnh trạng thái. Loại tình huống thứ ba thì là Lâm Phong nhận đến rồi mê hoặc, kỳ thực này hai người tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng bởi vì Lâm Phong nhận đến rồi mê hoặc, dẫn đến hắn cho rằng này hai người vẫn còn ngọn núi đỉnh trạng thái. Lâm Phong cảm thấy, đầu tiên có thể bài xuất loại tình huống thứ ba, bởi vì hiện tại Lâm Phong trạng thái tinh thần tương đương lợi hại, đặc biệt là tu luyện rồi tinh thần vực trường về sau, nghĩ muốn im hơi lặng tiếng mê hoặc hắn là một kiện mười phần khó khăn sự tình, bao quát trước mắt này hai tôn thực lực mạnh mẽ tồn tại, nghĩ muốn mê hoặc Lâm Phong cũng là khó như lên trời một loại sự tình. Lâm Phong lập tức mang loại tình huống thứ hai cũng cho loại bỏ, nói trắng rồi, tu sĩ thân thể liền giống như một cái năng lượng trồng. Không quản là tự thân pháp lực chữ bị, còn là dự bị năng lượng chữ bị, cũng hoặc là cái khác một chút lực lượng chữ bị đợi một chút, đều ẩn núp ở tu sĩ thân thể bên trong, thuộc về cái này năng lượng trồng một bộ phận. Nếu như, này hai tên tu sĩ thân thể bên trong thật ôm có này loại dự bị năng lượng trồng lời nói, Lâm Phong xác định vững chắc có thể nhận ra đi ra, nhưng là hắn hiện tại, cùng lúc chưa nhận ra đi ra cái gì đặc biệt địa phương, cũng liền là nói, loại thứ nhất khả năng tính càng lớn một chút. Này hai tên tu sĩ, nên là đạt được rồi một ít địa phương lực lượng gia trì, vừa mới có thể nhường chính mình một mực bảo trì ngọn núi đỉnh trạng thái. Lâm Phong cảm thấy, này loại tình huống không có cách gì thay đổi lời nói, nhiều nhất nửa cái nhiều giờ, hắn tất nhiên sẽ tan tác ở hai tôn tồn tại tay bên trong. Rất nhiều thời điểm, chân chính đáng sợ sự tình không phải là đối phương mạnh mẽ, mà là không biết rõ đối phương thủ đoạn, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đã biết rõ rồi đối phương là như thế nào bảo trì ngọn núi đỉnh trạng thái, như vậy Lâm Phong liền có biện pháp đối phó này hai tôn khủng bố tồn tại rồi, chỉ cần muốn ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, nhưng ngoại giới lực lượng không có cách gì truyền đưa cho bọn hắn liền có thể rồi. Ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, vận dụng chủ yếu là không gian chi đạo. Bởi vì chúng ta sinh hoạt ở cùng một cái không gian bên trong, chỉ cần có thể cắt đứt nơi đây không gian cùng ngoại giới không gian liên hệ, liền có thể mang lượng lớn đặc thù lực lượng, cách trở tại không gian bên ngoài, đương nhiên nơi này chỗ nói cách trở, không phải là trăm phần trăm cách trở, nghĩ muốn làm đến trăm phần trăm trình độ là rất khó khăn. Nơi này cách trở, là bộ phận cách trở, mà lại là tuyệt đại bộ phận cách trở, này liền đã rất tốt rồi. Mà vừa lúc, Lâm Phong tại không gian chi đạo mặt trên tạo nghệ là cực kỳ cao thâm. Nghĩ từ đến đây, Lâm Phong trực tiếp thi triển đi ra rồi không gian cắt chém thuật, trực tiếp đem chọn tòa mộ huyệt nơi khu vực, lợi dụng áo nghĩa pháp tác lực lượng bao phủ lại, đột nhiên cắt chém, lập tức ở giữa mảnh này khu vực cùng ngoại giới liên hệ biến được yếu kém bắt đầu mà này hai tôn khủng bố tồn tại tự nhiên cũng nhận ra đến rồi này một điểm bọn họ tựa hồ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi trong đó một tôn tồn tại nói rằng người một tên nhân tộc tu sĩ thế nào khả năng nắm giữ như thế mạnh mẽ không gian chi đạo kỳ thực đơn thuần dựa vào thần thông gia trì cho dù là không gian đại thần đám người truyền thừa cũng làm không đến cái này trình độ lâm phong bên thân không phải là còn có bối bối sao này thế nhưng là bối bối chủng tộc thần thông Lâm Phong nhưng không có ít cùng bối bối giao lưu, theo bối bối chủng tộc truyền thừa xuống tới một ít thần thuật bên trong, có rồi rất nhiều cảm mộ, do đó hắn hiện tại, tại không gian phương diện tạo nghệ thậm chí đã vượt qua rồi không gian đại thần đám người, mặc dù đạt không đến bối bối trình độ. Nhưng phóng tầm mắt chưa thiên vạn giới, muốn tìm được cùng hắn kẻ ngang hàng, cũng là so sánh khó khăn. Nhưng những ngày sự tình, Lâm Phong không có cần thiết cùng này tên thần bí tu sĩ giải thích, hắn cười lạnh lấy nói rằng, lão tử thủ đoạn nhiều lấy đâu căn bản không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Mặt khác một tên người áo đen cười lạnh lấy nói rằng, ha ha, ngươi nhưng không có tư cách ở trước mặt chúng ta diếu võ dương oai, không nương tay nữa, khô rơi hắn. Tốt, mặt khác một người gật gật đầu, bọn họ hai người thân thể bên trong khí thức bắt đầu liên tục tăng lên bắt đầu, hiển nhiên ở thi triển một chút lợi hại bí thuật. Lâm Phong thì là vẻ mặt hờ hứng, hắn kỳ thực cũng một mực ở nương tay đâu, một chút cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn cùng lúc chưa thi triển đi ra, đã này hai người bắt đầu thi triển ép dương đáy thủ đoạn rồi, Lâm Phong tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng đáp lại rồi, Lâm Phong thi triển đi ra rồi bốn lần chiến lược ra chỉ thủ đoạn sắt trá quyết. Hắn chiến lực nháy mắt giữa tăng lên rồi bốn lần chi nhiều, sau đó Lâm Phong lại thi triển ra đỉnh cấp tuyệt sát đại chiêu, ánh sáng, xua tan hắc ám này môn tuyệt học. Này thế nhưng là cố thời đại truyền thừa, đối cố thời đại những kia phát động hắc ám ăn mòn, thôi động thời đại thay đổi khủng bố tồn tại tác dụng khắc chế cực kỳ mạnh mẽ, là mặt sau lâm phong đối phó cố thời đại cường giả thủ đoạn trọng yếu. Đương nhiên, đối một chút âm u thuộc tính sinh linh, khắc chế kỳ thực cũng người phần to lớn. Trước mắt tồn tại, mặc dù khả năng không hề là thôi động thời đại tan vỡ, luân hồi thay đổi tồn tại. Nhưng bọn hắn lại thuộc về âm u thuộc tính sinh linh, vừa lúc bị lâm phong này môn thần thông khắc chế. Bốn lần chiến lực rất trá quyết khởi động, ánh sáng, xua tan lỗ đen khởi động, bị động thần thông long tượng bạo kích khởi động, bị động thần thông liên thành quyết khởi động, không thể không nói Lâm Phong vận khí tương đương không sai, hai loại bị động thần thông vậy mà toàn bộ bị kích hoạt rồi, này đối Lâm Phong giúp đỡ nhưng cũng quá lớn rồi, cho nên hiện tại tương đương với hai tôn Lâm Phong thi triển đi ra rồi tám lần chiến lực, đồng thời thôi động ra rồi khắc chế hai tôn khủng bố tồn tại thần thông. Oanh, Lâm Phong thân thể bên trong chiếu dọi đi ra rồi đáng sợ trùm sáng, vô cùng vô tận thần quang, những này trùm ánh sáng ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành rồi có thể tịnh hóa thế gian hết thảy lực lượng quang minh chi lực cùng hai tôn khủng bố tồn tại đánh ra lực lượng hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Hai tôn khủng bố tồn tại đánh ra lực lượng chính là màu đen lực lượng, cùng này loại lực lượng ánh sáng so lên đến, quả thực liền giống là tà ác lực, hai bên ai cũng không có có khả năng không biết làm sao ai. Hai loại lực lượng thì là hình thành rồi rằng co, mà rất nhanh, hai tôn khủng bố tồn tại liền xuất hiện rồi vấn đề, bởi vì bọn họ không có cách gì nhanh chóng bổ sung tự thân tiêu hao rồi, cho nên chiến lược bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Bọn họ thực lực kỳ thực là so không lên Lâm Phong, chỉ cho nên có thể đủ cùng Lâm Phong chiến đấu như vậy lâu cũng là bởi vì một mực ở vào ngọn núi đỉnh trạng thái, nhưng hiện tại trạng thái bắt đầu trượt xuống, lại thêm lên bị Lâm Phong hiện tại thi triển ra thần thông khắc chế, hoàn cảnh xấu một xem liền hiện rõ rồi đi ra. Đi chết Lâm Phong hét lớn ra tiếng, điên cuồng thúc giục lực lượng ánh sáng. Đạt được to lớn ra chỉ lực lượng ánh sáng giống như là ăn rồi dược một loại, uy lực đại tăng, ở cùng đối phương đánh ra hắc ám lực lượng rằng qua một khắc đồng hồ về sau bắt đầu từng bước xâm chiếm đối phương hắc ám lực lượng. Chương 9948 Thiên nô, cùng hắn liều tiêu hao, kém xa lắm đâu. Ha 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 ha, nói các ngươi không được, các ngươi chính là không được, hiện tại biết rõ cùng ta tranh lệch, đến cùng bao nhiêu to lớn rồi a. À. Lâm Phong cười to lên đến, hiện tại có điểm đắc chí vừa lòng ý tứ. Chủ yếu là thắng lợi trong tầm mắt, nội tâm vui vẻ. Này hai tôn khủng bố tồn tại sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ đã xem trọng Lâm Phong rồi rất nhiều, nhưng ai có thể nghĩ tới, Lâm Phong tiêu hao đều lớn như vậy, còn có như thế nhiều lợi hại sát chiêu đâu, bọn họ không biết rõ Lâm Phong thân phận chân thật, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lâm Phong ở bên ngoài chỉ sợ cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, bằng không lời nói không khả năng như thế khủng bố. Một tôn tồn tại nói rằng, người biết rõ chúng ta là cái gì người sao? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, không biết rõ, cũng không nghĩ biết rõ mặt khác một tôn tồn tại nói rằng chúng ta chính là thiên nô lâm phong hơi hơi nhíu mày hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ ngữ đâu hắn hỏi nói thiên nô cái gì là thiên nô này hai người nghe lời nói đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt đến bởi vì bọn hắn cảm thấy lâm phong tu vi cao như vậy nên là biết rõ thiên nô mới là nhưng hiện tại xem đến bọn họ nghĩ sai rồi lâm phong vậy mà không biết rõ thiên nô kia tám thành là địa phương nhỏ tu sĩ cũng không biết rõ đi rồi cái gì vận đạo lại có này loại tu vi cường đại. Này hai người cảm thấy Lâm Phong xuất thân một loại, đối Lâm Phong lập tức nhiều rồi mấy phần khinh bỉ. Đương nhiên, nội tâm mặc dù bỉ, nhưng bọn hắn mặt ngoài trên tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, dạng kia cũng quá không có IQ rồi. Mặt khác một tên tu sĩ giải thích nói, thiên nô, chính là vị trí tôn thiên đạo phục vụ tồn tại. Lâm Phong nói rằng, khó trách các người hai người tu vi này loại mạnh mẽ, vậy mà còn có dạng này lai lịch, bất quá cái này lại như thế nào, ta không quản các ngươi vì cái gì ẩn núp ở chỗ này, hiện tại đều tốt nhất cho ta rời khỏi nơi này, bằng không lời nói, đừng trách ta đối các ngươi không khách khí. Nghe đến Lâm Phong như thế nói, hai người lập tức một trận khí huyết trên tuôn ra, sắc mặt biến được càng thêm âm u khó nhìn lên đến, thứ nhất tên thiên nô nói rằng, trí tôn thiên đạo, ở thiên địa giữa sẽ tìm tìm một chút phân thân, dùng cái này ở thiên địa giữa đi lại, mà này Thủy Nguyệt Ma Tiên mới sinh ra đi ra thân thể chính là trí Chí tôn thiên đạo vừa ý thân thể, cho nên, ngươi nghĩ muốn cùng trí tôn thiên đạo đối kháng sao, kia thế nhưng là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết hành vi. Trí tôn thiên đạo, vượt qua rồi trước kia nhỏ thiên đạo, lớn thiên đạo, là hiện tại bao trùm bởi tu sĩ bên trên thiên đạo. Chốc lát lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng chân thật tồn tại. Một loại còn thật không có người dám đi trêu chọc trí tôn thiên đạo, bị trí tôn thiên đạo ghi hận lời nói, thế nhưng là tương đương hỏng bét sự tình, nhưng là, cái này lại như thế nào? Nam Nhi sinh tại thế gian, có việc nên làm có việc không nên làm. Rất nhiều sự tình, đều nên kiên trì. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là, này trí tôn thiên đạo, không phải là cái gì tốt đồ vật. Nếu như hắn là tốt đồ vật lời nói, cũng sẽ không nhìn lấy những kia thế lực lần lượt phát động thiên nhân ngũ suy, diệt thế chi chiến, nhiều người như vậy, đều do đó mà chết thảm. Không đúng, nói đúng ra, Lâm Phong thậm chí cảm thấy trí tôn thiên đạo bản thân chính là lửa cháy thêm dầu người dù sao đáng sợ nhất thiên nhân ngũ suy, đơn thuần dựa vào tu sĩ lực lượng căn bản không có cách gì phát động, tất nhiên có trí tôn thiên đạo ở dùng lực, tài năng đủ phát động bắt đầu. Do đó, đối với trí tôn thiên đạo, Lâm Phong căn bản sẽ không để ý tới. Lâm Phong nói rằng, đừng nói các ngươi chỉ là vì rồi trí tôn thiên đạo phục vụ thiên nô, liền xem như trí tôn thiên đạo đích thân tới, hôm nay cũng chỉ có cút đi nơi này. Xuồng xã, người tính cái gì đồ vật, vậy mà cũng dám đối trí tôn thiên đạo ngôn ngữ bất kính. Này hai Tôn Thiên nô đều không khỏi gầm thét bắt đầu. Lâm Phong cũng cười lạnh bắt đầu, các ngươi lại tính cái gì đồ vật? Chí Tôn Thiên đạo chó mà thôi, chỉ có thực lực cường đại như vậy, lại còn nguyện ý làm chó, thật sự là nhường ta cảm giác buồn nôn, mất mặt xấu hổ đồ vật, còn có các ngươi kia cái gọi là Chí Tôn Thiên đạo, cũng chỉ là chúng sinh ý niệm ngưng tụ mà thành ý thức mà thôi, liền máu thịt chi thân thể đều không có, nghĩ muốn trên thế gian đi lại đều chỉ có thể đi đoạt xá người khác thân thể cho nên, ngươi thật coi ta sợ hãi này trí tôn thiên đạo không thành. Nhớ kỹ một câu nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chúng sinh nhất niệm đã có khả năng sinh ra sinh ra tôn thiên đạo, cũng có thể hủy rơi trí tôn thiên đạo, nhanh chóng rời đi a, à, mang ta lời nói mang cho cái đó cái gọi là trí tôn thiên đạo, nhưng hắn về sau làm người tốt, khác cả ngày không có việc ở sau lưng mù mân mê. Tự tìm cái chết tự tìm cái chết, tiểu tử, người tội đáng chết vạn lần. Hai tôn thiên nô gầm thét bắt đầu, bọn họ biến được có chút điên cuồng rồi, điên cuồng vận chuyển pháp lực, thôi động thần thông, ý đồ có thể ở cùng Lâm Phong quyết đấu bên trong lấy được ưu thế. Nhưng là căn bản không có dùng, Lâm Phong đối bọn họ khắc chế quá lợi hại rồi. Quang Minh đấy lực lượng, đang cắn nuốt hắc ám lực lượng. Hai người này bị tẩy não tẩy quá nghiêm trọng rồi, Lâm Phong không khỏi nói thầm lấy. Cuối cùng, Quang Minh lực lượng, hoàn toàn cắn nuốt rồi hắc ám lực lượng. Lập tức, kia Quang Minh lực lượng, hung hăng oanh giết ở rồi hai tôn sinh linh khủng bố trên người, trực tiếp mang này hai tôn sinh linh khủng bố cho đánh bay ra ngoài. Này hai tôn sinh linh khủng bố bị oanh bay ra ngoài về sau, không khỏi phát ra rồi tiếng kêu thảm thiết. Nhưng thực tế trên bọn họ nhận đến tổn thương cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Dù sao ở hai bên rằng có đấu như thế dài thời gian, Lâm Phong đánh ra công kích ở đập nát rồi bọn họ hai người công kích về sau, kỳ thực đã lớn biên độ hạ thấp rất nhiều. Này loại tình huống phía dưới, dù lão oanh giết ở bọn họ trên người, cũng không có cách gì đối bọn họ thân thể tạo thành trí mạng tính tổn thương tiểu tử, người đáng hận đến cực điểm, chúng ta không phải là người đối thủ, này một điểm chúng ta cũng thừa nhận, nhưng là người thật cho là chúng ta không có chuẩn bị ở sau sao. Trong đó một tôn thiên nô lau sạch rồi miệng mũi bên trong tràn ra máu tươi, một mặt hung ác nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong lạnh giọng nói rằng, có cái gì thủ đoạn, cứ việc dùng ra đến là được. Thứ hai tôn thiên nô thì là cảm ứng đến rồi cái gì, không khỏi kinh ngạc vui mừng nói rằng, đến rồi, bọn hắn tới. Oanh, ngay sau đó, mạnh mẽ chớ chú chi lực bắt đầu trùng kích bị Lâm Phong cấm phong hư không. Cảm nhận đến lời nguyền này chi lực trùng kích, Lâm Phong sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi một biến. Bởi vì hắn đã nhận ra đến rồi tình huống bên ngoài, lượng lớn quái dị sinh linh đang oanh kích bị hắn giam cầm hư không. Những kia quái dị sinh linh, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, xấu xí dư tợn, nhưng lại khác thường mạnh mẽ, đương nhiên, mấu chốt là số lượng nhiều a, à, lít nha lít nhít, cũng không biết rõ có nhiều ít mà những kia quái dị sinh linh đều nắm giữ lấy mạnh mẽ chớ chú chi lực. Lâm Phong nháy mắt giữa liền nghĩ đến rồi trước đó nghe nói qua nguyền rủa sinh linh, kia bà lão đã từng khuyên bảo qua Lâm Phong, nói là lúc buổi tối, nguyền rủa sinh linh liền sẽ xuất hiện, mà lại những này nguyền rủa sinh linh cực kỳ khó đối phó. Xem đến, hiện tại đã đầu chuyển tinh di, đến rồi buổi tối. Cho nên, số lớn nguyền rủa sinh linh xuất hiện, mà những này nguyền rủa sinh linh, cùng thiên nô, cũng là một nhóm, hiện tại Lâm Phong bị nguyền rủa sinh linh cùng thiên nô hợp vây rồi, này dưới, gặp đến lớn phiền phức rồi. chương 9949, dáng một gậy vào đầu đại phát thần uy. Ở bên ngoài số lớn lần nguyền rủa sinh linh cùng hai tôn thiên nô trong ngoài công kích phía dưới, Lâm Phong cấm phong không gian, tất cả phong tỏa, đều bị triệt để đập nát rồi. Mà hai tôn thiên nô cùng số lớn lần nguyền rủa sinh linh, mang Lâm Phong vây nước không ngấm qua được. Bọn họ, đều là vẻ mặt hờ hững nhìn lấy Lâm Phong, như là xem một cái chết người một loại. Lâm Phong biết rõ, nơi này đã không phải là ở lâu chi địa rồi. Hắn dự định mang kia Thủy Nguyệt Ma Tiên mới sinh ra đi ra thân thể cướp đi, tuy nói hiện tại khả năng còn chưa thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái, mặt sau linh hồn tỉnh lại, đối thiên phú đợi một chút có nhất định ảnh hưởng. Nhưng dù sao cũng so rơi ở những này người tay bên trong mạnh. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Phong liền nhanh chóng hướng lấy kia Thủy Nguyệt Ma Tiên nơi phương hướng bay đi. Này tiểu tử nghĩ muốn cướp đi thủy nguyệt ma tiên thân thể, cùng một chỗ ra tay giết rồi hắn. Một tôn thiên nô quát lạnh bắt đầu, những ngày thiên nô, mỗi cái đều là thành tinh nhân vật. Tự nhiên nhìn được đi ra lâm phong có cái gì mục đích, cái gì ý nghĩ. Ở hai tôn thiên nô dẫn đầu phía dưới, lít nhà lít nhít nguyền rủa sinh linh đối lâm phong triển khai rồi công kích, mà mất đi rồi lâm phong đối không gian cách trở về sau, thiên nô khôi phục thực lực rồi rất nhiều, dù sao bọn họ lại có thể điều động thiên đạo lực lượng bổ sung thân thể tiêu hao rồi, chỉ bất quá trước đó bọn họ bị lâm phong đánh thương rồi cho nên thực lực mặc dù đạt được rồi tương ứng khôi phục nhưng khoảng cách ngọn núi đỉnh thời kỳ còn có khoảng cách nhất định đâu bằng không lời nói ngọn núi đỉnh thời kỳ thiên nô mang lấy như thế nhiều nguyền rủa sinh linh đối phó lâm phong kia lâm phong áp lực nhưng so hiện tại lớn quá nhiều rồi dù là hiện tại áp lực của hắn cũng là cực kỳ to lớn lâm phong mang kim cương bất hoại thần công cứng như tảng đá chờ mấy môn phòng ngự loại thần thông kích hoạt tại không có mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo tình huống phía dưới, Lâm Phong phòng ngự thần thông cũng là tương đương khủng bố, có thể phát huy ra kinh người tác dụng, cho nên Lâm Phong một người đối kháng như thế nhiều người, mặc dù tiếp nhận rồi mạnh mẽ công kích, nhưng kỳ thực cùng lúc chưa nhận đến quá nghiêm trọng thương thế. Mà Lâm Phong đang không ngừng tiếp theo Thủy Nguyệt Ma Tiên. Nguyên rủa chi vương, người còn không ra tay sao? Một tôn thiên nô lạnh giọng nói rằng, ha 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 ha, các người gấp cái gì, chúng ta như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sợ này tiểu tử có khả năng lật ra cái gì bọt nước không thành sao? Một đạo tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó mặt ngoài đi tới rồi một tôn quái dị đến cực điểm sinh linh, đầu rồng thân người cá xấu đuôi, còn mọc ra một đôi ác ma cánh chim. Xem đến tôn này tồn tại thời gian, Lâm Phong cảm giác hỗn thân lông tơ lóe sáng. Này loại cảm giác, quá hỏng bét rồi. Dù là đối mặt hai tôn thiên nô liên thủ, Lâm Phong đều không có nảy sinh này loại cảm giác. Này nói rõ, tôn này nguyền rủa chi vương, mới là tất cả người bên trong nhân vật khủng bố nhất. Giết, nguyên rủa chi vương xuất hiện về sau, quát lạnh một tiếng, trực tiếp hướng lấy Lâm Phong giết đến. Hai đại thiên nô, cũng nhao nhao ra tay. Ba đại tuyệt đỉnh cường giả bầy biện ra xếp theo hình tam giác mang Lâm Phong vây bọc, đồng thời đối Lâm Phong triển khai công kích. Số lớn nguyền rủa sinh linh cũng nhao nhao ra tay, phụ trợ ba người, vây giết Lâm Phong. Phanh phanh phanh, song phương triển mở rồi kịch liệt đến cực điểm chiến đấu, Lâm Phong cũng là các loại thần thông đều ra, nhưng không biết làm sao hắn bây giờ bị như thế nhiều cường giả vây khốn rồi, căn bản không có cách gì giết ra lớp lớp phòng vây, đặc biệt là mới gia nhập tiến đến tôn này nguyền rủa chi vương, thật sự là quá đáng sợ rồi, tuyệt đối là mấy trăm tòa tiên điện cường giả, mà những này nguyền rủa sinh linh bảo vệ ở chỗ này, Lâm Phong suy đoán rất khả năng cùng trí tôn thiên đạo cũng có quan hệ. Nói trắng rồi, chính là đang thủ hộ Thủy Nguyệt Ma tiên tôn này thân thể. Nhưng bọn hắn bảo vệ tôn này thân thể cũng không phải là ôm lấy cái gì tốt mục đích, mà là lấy phòng người khác phá hư rồi thủy nguyệt ma tiên tôn này thân thể trưởng thành. Nếu là như thế, ngày sau trí tôn thiên đạo ý thức liền xem không lên tôn này thân thể rồi. Mà bọn họ cũng mang phạm xuống thất trách chi tội. Tiểu tử, bản sự không tệ lắm, chắc hẳn ngươi ở bên ngoài cũng đúng rồi không lên tồn tại, mà ngươi vậy mà dám cùng chúng ta đối lập, kia nói rõ ngươi tuyệt đối không phải là vĩnh sinh chi môn, vô thượng thần đình, hoặc là chư lão điện đợi một chút thế lực tu sĩ, kia chính là chúng ta mặt đối lập tu sĩ rồi, là Diệp Hiên người trong liên minh sao? Nguyên rủa chi vương một bên công kích Lâm Phong, một bên cười lạnh lấy nói rằng. Lâm Phong lạnh giọng đáp lại nói, nghĩ biết rõ ta thân phận A, à, có thể A, à, quỳ gối dưới mặt đất học vài tiếng chó sủa, ta một cao hứng, nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết đâu. Tiểu tử, người này là tự tìm cái chết, ta muốn nhường ngươi chết không có chôn thây chi địa. Này Nguyên rủa chi vương hiển nhiên cũng bị Lâm Phong giận đến rồi, mà lại còn khí không nhẹ, phát động rồi công kích mãnh liệt hơn. Còn lại người cũng mượn cơ hội này, tăng cường thế công, nghĩ muốn một lần hành động đánh tan Lâm Phong. Nếu không phải Lâm Phong phòng ngự quá biến thái, sợ là sớm liền đã bị những này người liên thủ đánh tan. Nhưng dù là như thế, hiện tại Lâm Phong cũng cực kỳ không dễ chịu, hắn cảm giác chính mình sắp kiên trì không đi xuống rồi. Hiện tại Lâm Phong có hai lựa chọn, một là nhanh chóng đột phá vòng vây ra ngoài, lấy hắn thực lực, hết sức đánh giết một cái phương hướng, đột phá vòng vây ra ngoài xác suất là rất lớn. Lựa chọn thứ hai, kia chính là tiếp tục nếm thử lấy dựa sát thủy nguyệt ma tiên cướp đi thủy nguyệt ma tiên thân thể sau đó lại đột phá cái lựa chọn này đối với lâm phong tới nói hiển nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm một chút dù sau này lại kéo dài lâm phong không ít thời gian mà lại còn sẽ tiêu hao lâm phong càng nhiều tinh lực pháp lực đợi một chút nhưng lâm phong không phải là một cái làm sự tình bỏ dở nửa chừng chi người đã sớm liền đã nghĩ tốt muốn mang lấy thủy nguyệt ma tiên thân thể cùng một chỗ ra ngoài lâm phong tự nhiên không khả năng dễ dàng buông tha lâm phong còn có tuyệt chiêu không có thi triển đâu chính là hắn dáng một gậy vào đầu này môn thần thông đây coi như là lâm phong mạnh mẽ nhất thần thông một trong rồi thi triển ra dáng một gậy vào đầu về sau lâm phong chiến lược ngắn ngủi đạt tới ngọn núi đỉnh cấp độ cái này thời gian lâm phong có thể làm sự tình có rất nhiều lâm phong hít sâu một cái lập tức liền thi triển ra dáng một gậy vào đầu này môn mạnh mẽ tuyệt học đến ở lâm phong trước người ngưng tụ đi ra rồi một cây to lớn cây gậy liền giống như đủ thiên tổ thánh kim cô như ý bổng một loại. Lâm Phong nắm chắc kia to lớn cây gậy, đột nhiên một quét, một chiêu hoành đảo thiên quân trực tiếp hướng lấy ba đại cường giả cùng với kia lít nha lít nhít nguyền rủa sinh linh oanh giết mà đi. Nhưng Lâm Phong vui mừng chính là, này một lần, bị động thần thông long tượng bảo kích lại lần nữa kích hoạt, mà liên thành quyết cũng lại lần nữa kích hoạt thành công. Lâm Phong này một đánh uy lực cũng đạt tới rồi hai sức chiến đấu gấp 10 lần. Mà lại còn là trong chốc lát, liên tục hai lần đạt tới hai sức chiến đấu gấp 10 lần công kích quét ngang hướng những này khủng bố tồn tại. Bọn họ có khả năng chống cản ở lâm phong thứ nhất kích, lại ngăn cản không nổi lâm phong kích thứ hai. Cho nên, những này tồn tại liên thủ, cũng chỉ là chống cản ở rồi lâm phong lần công kích thứ nhất, mà lâm phong lần công kích thứ hai mang nguyền rủa chi vương, hai đại thiên nô, cùng với kia lít nha lít nhít nguyền rủa sinh linh toàn bộ oanh bay ra ngoài. Nguyền rủa chi vương ngược lại là không có nhận đến quá mạnh trùng kích, dù sao cảnh giới ở chỗ này bầy lấy đâu, mà hai đại thiên nô bản thân có tổn thương, này một lần nhận đến trùng kích, bị chấn miệng mũi chảy máu, thương càng thêm thương, về phần rất nhiều nguyền rủa sinh linh, thì là bị lâm phong này một đánh oanh giết thành cặn, bất quá những này nguyền rủa sinh linh là không chết tồn tại, rất nhanh liền lại lần nữa gây dựng lại rồi thân thể. Mà cái này thời gian, lâm phong bản nhân, thì là đã đi tới rồi kia sinh ra ra thủy nguyệt ma tiên yêu hoa trước người, hắn lớn tay một vung, liền nghĩ muốn mang thủy nguyệt ma tiên thu đi, Thế nhưng là, Lâm Phong lại gặp đến rồi kia yêu hoa công kích. Chương 9950, trí Tôn Thiên Đạo ý chí muốn hiển hóa rồi. Kia yêu hoa rõ ràng là có so sánh cao thâm trí tuệ, nghe hiểu Lâm Phong lời nói về sau, liền nhanh chóng loại bỏ rơi rồi công kích, sau đó yêu hoa cánh hoa nhanh chóng mở ra, Thủy Nguyệt Ma Tiên cũng do đó hiện rõ rồi đi ra, cùng này đồng thời, yêu hoa còn hướng Thủy Nguyệt Ma Tiên thân thể bên trong quán chú lượng lớn lực lượng thần bí, này loại lực lượng thần bí nên là giúp đỡ Thủy Nguyệt Ma Tiên thuế biến lực lượng. Làm thân thể bên trong quán chú những này lực lượng thần bí về sau, dù là Thủy Nguyệt Ma Tiên rời khỏi rồi yêu hoa, cũng có thể sau khi hoàn thành mặt thuế biến rồi. Này yêu hoa vẫn còn là rất tỉ mỉ, nghĩ mười phần chu đáo. Lâm Phong thì là mang Thủy Nguyệt Ma Tiên gánh tại rồi bả vai trên, sau đó hướng lấy mặt ngoài phóng đi. Lâm Phong kỳ thực ngưng tụ rồi một tòa cỡ nhỏ không gian, hắn có thể mang Thủy Nguyệt Ma Tiên thả ở trong đó. Nhưng kia cỡ nhỏ không gian dù sao cũng là chưa vững chắc. Lâm Phong lo lắng nếu là mang Thủy Nguyệt Ma Tiên thả ở trong đó, một khi hắn này bên xuất hiện một chút vấn đề, dẫn đến cỡ nhỏ không gian sụp đổ, đến lúc đó Thủy Nguyệt Ma Tiên nhưng liền hương tiêu ngọc vẫn rồi. Lâm Phong gánh lấy Thủy Nguyệt Ma Tiên hướng lấy mặt ngoài phóng đi. Nguyên rủa chi vương đám người lại lần nữa đối Lâm Phong triển khai rồi vây đánh, những này ra hỏa bị Lâm Phong giáng một gậy vào đầu oanh bay ra ngoài, tương đương nổi nóng, một cái cái con mắt đều ở phún ra ngoài lửa, dù sao bọn họ như thế nhiều người, còn có ba vị siêu cấp cường giả, cùng một chỗ liên thủ đối phó một tên kẻ từ bên ngoài đến, còn bị này tên từ bên ngoài đến tu sĩ chỗ thương, đây là bọn hắn nội tâm căn bản không có cách gì tiếp nhận chi việc, thật nếu là truyền ra đi, bọn họ đều sẽ biến thành trò cười. Cho nên hiện tại, bọn họ công kích càng thêm hung dữ mạnh mẽ bắt đầu cuồng bạo, một bộ không giết Lâm Phong, từ bỏ ý đồ hình dạng. Đáng chết, Lâm Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn lại lần nữa bị vây khốn rồi, mà lại còn mang lấy Thủy Nguyệt Ma Tiên cùng một chỗ bị những này người vây khốn, dù sao còn muốn bận tâm thủy nguyệt ma tiên an nguy này phân tán hắn bộ phận tinh lực đối hắn tự thân chiến lực cũng có nhất định ảnh hưởng đương nhiên nhất chủ yếu còn là dáng một gậy vào đầu đã thi triển qua rồi sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh hiện tại không có biện pháp thi triển dáng một gậy vào đầu rồi tự nhiên không có cách gì duy nhất một lần đánh lui nhiều người như vậy lấy hiện tại tình huống phát triển đi xuống lời nói đối với lâm phong tới nói sẽ là tai nạn tính cho nên Lâm Phong liền nghĩ lấy thông qua bốc cháy tự thân phương thức đến nâng cao chiến lực. Hiện tại hắn thân thể nhìn như là máu thịt chi thân thể, nhưng thực tế trên lại là thần niệm chỗ hóa mà thành, bốc cháy tự thân, cũng không có cách gì bốc cháy chân chính tinh huyết, chỉ có thể bốc cháy thần niệm rồi, này là đau khổ, bi tráng, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác rồi, không liều mạng không được a, à, không phải không phải chết ở những này người tay bên trong. Lâm Phong là một cái làm việc người quyết đoán, một khi làm ra quyết định, liền sẽ kiên quyết chấp hành lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ lâm phong liền muốn bốc cháy thần niệm cung cấp càng thêm chiến lược mạnh mẽ bất qua cái này thời gian một đạo bóng dáng nhanh chóng từ bên ngoài vọt vào hết thảy đều quá đột ngột rồi đạo thân ảnh này tốc độ nhanh không hợp thói thường bởi vì là từ bên ngoài giết tiến đến đang vây đánh lâm phong ba đại cường giả cùng rất nhiều nguyền rủa sinh linh đều không có về qua thần đâu số lớn nguyền rủa sinh linh liền bị đạo thân ảnh này xoắn giết mà tôn này tồn tại nhanh chóng đi đến rồi một tôn thiên nô sau lưng một trưởng hướng lấy tôn này thiên nô oanh giết mà đi này thiên nô phản ứng cũng nhanh quay người liền là một trưởng cùng chi đối oanh ở rồi cùng một chỗ tôn này tồn tại chiếm cứ rồi trước ra tay thêm thành lại thêm lên tốc độ nhanh không hợp thói thường như vậy nhanh tốc độ đối với tự thân chiến lược bản thân cũng không nhỏ thêm thành tác dụng do đó trực tiếp mang kia thiên nô oanh bay ra ngoài kia thiên nô bị chấn miệng lớn hộp máu thương càng thêm thương đi đạo thân ảnh này trầm giọng nói rằng lâm phong giật mình bởi vì hắn thấy rõ ràng rồi người đến là ai, vậy mà là mặt ngoài bà lão. Này bà lão cho Lâm Phong sâu không lường được cảm giác. Quả nhiên cùng Lâm Phong suy đoán một dạng, vừa mới một hệ liệt thủ đoạn chân thực là lợi hại, trực tiếp ở trùng điệp vây bọc bên trong xé rách rồi một cái lỗ hồng. Lâm Phong cũng không dám chậm trễ, gánh lấy Thủy Nguyệt Ma Tiên hướng lấy mặt ngoài phóng đi, mà này bà lão thì là ở phía trước cho Lâm Phong mở đường, lượng lớn nguyền rủa sinh linh giết đến, bà lão thì là vung bàn tay gầy guộc, mỗi một trưởng đều có thể đập bay mấy trăm nguyền rủa sinh linh, mạnh không hợp thói thường. Nguyên lai người này lão đồ vật còn không có chết, Nguyên rủa chi vương nhận ra đến rồi này vị bà lão thân phận, âm thanh lập tức biến được dày đặc bắt đầu, hắn nghe răng cười lấy nói rằng, không thể không nói người này lão đồ vật mạng chó còn thật sự là đủ lớn, nhưng hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát rồi. Hắn nhanh chóng giết hướng rồi bà lão, mặt khác một tôn thiên nô cũng giết hướng rồi bà lão. Bà lão trầm giọng nói rằng, ta cuốn lấy bọn họ, người trước sông ra đi. Tốt, người cẩn thận, Lâm Phong cũng là một cái người quyết đoán, biết rõ hắn hiện tại hộ lấy này Thủy Nguyệt Ma Tiên đâu, hắn trước sông ra đi, là tốt nhất tuyển chọn, mà lại này bà lão đầy đủ mạnh mẽ, chờ hắn sông ra đi về sau, bà lão nên cũng có thể sông ra đi. Thế là, ở bà lão cuốn lấy kia nguyền rủa chi vương cùng kia tôn thiên nô thời gian, Lâm Phong mang lấy Thủy Nguyệt Ma Tiên hướng lấy mặt ngoài phóng đi, lượng lớn nguyền rủa sinh linh thì là hướng lấy Lâm Phong giết đến, nghĩ muốn cản lại Lâm Phong, nhưng những này bình thường nguyền rủa sinh linh căn bản không có cách gì cản lại Lâm Phong. Tiểu tử, người trốn không đi ra, kia tôn nhất bắt đầu bị bà lão đánh bay thiên nô nhe răng cười liên tục hướng lấy Lâm Phong giết đến. Nhìn người nọ giết đến, Lâm Phong sắc mặt không khỏi hơi hơi một chìm, này thiên nô mặc dù bị thương, nhưng thực lực như cũ còn ở, lại thêm lên như vậy nhiều nguyền rủa sinh linh phụ trợ, nghĩ muốn cản lại hắn mang lấy một cái vướng víu hắn một đoạn thời gian còn là có thể làm đến. Bất quá may mà cái này thời gian, kia bà lão tế ra rồi một kiện pháp bảo, chính là một đầu ngòi lửa một loại pháp bảo, kia pháp bảo bay ra ngoài về sau, lập tức biến thành rồi một đầu to lớn rắn lửa, trực tiếp hướng lấy kia tên thiên nô giết đi. Lão đồ vật, người đáng chết, kia thiên nô cảm nhận đến rắn lửa khủng bố về sau không khỏi gầm thét bắt đầu, hắn không được không dừng lại đối phó rắn lửa. Xem đến này một màn, Lâm Phong con mắt không khỏi đột nhiên một sáng, Lâm Phong không có lãng phí cơ hội, hắn nắm chắc cơ hội, nhanh chóng đánh bay rồi lượng lớn nguyền rủa sinh linh, sau đó thuận lợi vào tới rồi mặt ngoài. Nhưng là chờ Lâm Phong đi đến mặt ngoài về sau liền phát hiện rồi đáng sợ sự tình, hư không bên trong, vậy mà ngưng tụ đi ra rồi một tòa to lớn không gì sánh được sơn vòng xoáy màu đen. Kia vòng xoáy cũng không biết rõ kết nối lấy cái gì địa phương, giống như có khả năng cắn nuốt hết thảy, nhưng Lâm Phong linh hồn đều không khỏi vì đó rung động. Không phải là trí tôn thiên đạo ý chí muốn hiện rõ rồi sao? Lâm Phong nghĩ đến rồi nào đó loại khả năng tính, này nhường thần sắc hắn lớn biến. Chí tôn thiên đạo ý chí nếu là thật buông xuống, hắn cùng bà lão, sợ là đều chỉ có đường chết một đầu. chương 9951, bà lão thân Phật. Nàng tựa hồ sớm liền đã biết rõ rồi tình huống bên ngoài, nàng đối lâm phong nói rằng, cũng không phải là chân chính trí chí tôn thiên đạo ý thức hiện rõ, nhiều nhất chỉ là trí tôn thiên đạo đi lại trên thế gian hóa thân nhận ra đến rồi bên này tình huống, do đó sẽ có ý niệm buông xuống xuống tới. Lâm phong trước đó đã nghe những kia thiên nô nói rồi, trí tôn thiên đạo sẽ ở trong nhân thế tìm kiếm một chút có to lớn tiềm lực tồn tại, sau đó đoạt xá những này tồn tại, bàn tay khống chế bọn họ thân thể. Này chính là trí chí tôn thiên đạo hóa thân, những này hóa thân bản thân liền mạnh mẽ, lại thêm lên còn có khả năng điều động thiên đạo lực lượng, đến cùng bao nhiêu khủng bố là không có cách gì tưởng tượng. Do đó, dạng này tồn tại thật nếu là hiện rõ đi ra, uy hiếp nhưng cũng quá lớn rồi. Lâm Phong nhìn hướng bà lão hỏi nói, hiện tại thế nào xử lý? Theo ta đến, Bà lão mở miệng nói rằng, nàng ở phía trước dẫn đường, mà Lâm Phong thì là cho Thủy Nguyệt Ma Tiên đổi rồi một cái tư thế, trước đó là gánh lấy Thủy Nguyệt Ma Tiên. Hiện tại thì là ôm thân thể mềm mại vào lòng, ôm lấy nàng tiến lên, mặt sau, nguyền rủa chi vương, hai đại thiên nô, còn có lít nha lít nhít nguyền rủa sinh linh thì là nhanh chóng hướng lấy ba người đuổi tới. Lão bà tử, còn có loài người tiểu tử, các ngươi là trốn không đi ra, trên trời dưới mặt đất, không có người có thể cứu tính mạng các ngươi nguyên rùa chi vương tức hồn hển gào thét lên đến. Một tôn thiên nô cũng hùng dữ nói rằng, hiện tại chúng ta chủ nhân ý niệm đã nhanh muốn buông xuống rồi, đến lúc đó xem các ngươi thế nào chết. Đồ bỏ đi chỉ có thể không có năng lực cuồng đổi. Lâm Phong nhưng không có nuông chiều bọn họ, mà lại Lâm Phong cũng biết rõ như thế nào chọc giận bọn họ. Một phen lời nói trực tiếp giống như là ở những này lòng người ổ tử mặt trong đâm dao nhỏ một loại tức giận đến ba đại cường giả gầm thét chấn trời, giận sôi lên. Nhưng khí những này người về khí những này người, cũng không thể đối bọn họ tạo thành tính thực chất tổn thương, mà lại, lâm phong bọn họ này bên tình huống xác thực là không quá diệu, truy binh phía sau quá mạnh mẽ rồi, lại thêm lên trí tôn thiên đạo phân thân ý chí lực lập tức sẽ buông xuống rồi. Có thể tưởng tượng, một khi trí tôn thiên đạo hóa thân ý chí lực buông xuống xuống tới, lâm phong bọn họ sắp sẽ hai mặt thụ địch, cho nên hiện tại lâm phong cũng chỉ có thể hy vọng bà lão có thể rất nhanh điểm mang lấy bọn họ trốn tránh bắt đầu. Mà lại tốt nhất cái đó chỗ núp có khả năng an toàn một chút. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua mấy tầng dãy núi đi đến rồi một mảnh loạn thạch thành rừng khu vực ti tiện sâu kiến các ngươi vượt biên giới các ngươi chỉ có bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tài năng bất giận bản tọa lửa giận lạnh như băng âm thanh bỗng nhiên từ bầu trời truyền đến lâm phong sắc mặt âm u hắn nói rằng bà bà kia ra hỏa ý niệm muốn buông xuống xuống tới rồi chúng ta đã đến chỗ rồi giúp ta chống cản một lần công kích bà lão nói rằng tốt lâm phong gật đầu bà lão ở niệm động khẩu quyết đồng thời phối hợp lấy pháp quyết. Oanh, mà cái này thời gian, cái kia màu đen vặn cong vòng xoáy bên trong chiếu dọi đi ra rồi một đạo thô to, khủng bố trùm sáng, trùm sáng kia hung hăng oanh giết xuống tới, trực tiếp che phủ ở rồi Lâm Phong, bà lão còn có Thủy Nguyệt Ma Tiên ba người. Lâm Phong cảm giác kinh dị, thật mạnh mẽ công kích. Hắn mảy may không do dự, thi triển đi ra rồi kính hoa ảnh này môn tuyệt học. Kính hoa ảnh thuộc về đơn thể thần thông, không thể tiến hành quần thể bảo vệ. Bất quá nếu là có khả năng cùng Lâm Phong có thân thể trên tiếp xúc, như vậy cũng sẽ bị kính hoa ảnh bao trùm ở, Thủy Nguyệt Ma Tiên bị Lâm Phong ôm. Vào, mang, bên trong, tự nhiên tính được lên có thân thể tiếp xúc, mà Lâm Phong ở thi triển kính hoa ảnh thời gian, mang để tay ở rồi bà lão bả vai bên trên, như thế một đến, cũng tính là hình thành rồi hoàn mỹ bế vòng, do đó, kính hoa ảnh này một lần kỳ thực là đối ba người hình thành rồi bảo hộ tác dụng. Trăm phần trăm hóa giải công kích, trăm phần trăm đàn hồi công kích sau đó Lâm Phong nghe đến rồi kia vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra đến rồi một đạo kêu rên thanh âm, hiển nhiên đàn hồi đi về công kích, đối trí tôn thiên đạo cái hóa thân này cũng tạo thành rồi nhất định ảnh hưởng, đúng không đúng thương đến rồi hắn liền không thể biết được rồi. Mà cái này thời gian, bà lão kích hoạt rồi chính mình thủ đoạn, ở bọn họ dưới chân, xuất hiện rồi một tòa sáu sừng mang tinh trận đồ. Cái này sáu sừng mang tinh trận đồ kịch liệt lấp lé lấy. Bá, dưới một khắc, Lâm Phong, Thủy Nguyệt Ma Tiên, bà lão, toàn bộ biến mất không thấy rồi, mà kia sáu sừng mang tinh trận đồ cũng tiếp lấy biến mất rồi. Nguyên rùa chi vương, hai đại thiên nô dẫn đầu lấy số lớn tổ nguyên rùa sinh linh giết đến, nhưng cũng chỉ xem đến lâm phong bọn họ biến mất, lại không có cách gì giữ lại dưới lâm phong bọn họ. Những này người không khỏi phẫn nộ gào thét lên đến, mặt khác một bên, chờ lâm phong lại lần nữa xuất hiện thời gian, đã xuất hiện ở rồi một chỗ to lớn động phủ bên trong, chỗ này động phủ mặt trong bầy đặt lấy bàn đá, ghế đá giường đá đợi một chút đồ vật năm đó tựa hồ có người ở chỗ này bế quan bà lão tiện tay vung lên nguyên bản che kín cho bụi hang núi rực rỡ hẳn lên bà lão đối lâm phong nói rằng người mang thủy nguyệt ma tiên thả ở giường đá trên a tốt lâm phong gật gật đầu hắn lập tức mang thủy nguyệt ma tiên thả ở rồi giường đá bên trên đồng thời kiểm tra rồi một chút thủy nguyệt ma tiên phát hiện cái này nữ nhân hít thở rất là bình ổn nhưng còn là không có thức tỉnh dấu hiệu đây là bởi vì nàng linh hồn như cũ còn ở ngủ say bên trong, bất quá thân thể hoàn toàn không việc gì, không cần lo lắng nàng mặt sau sẽ xuất hiện vấn đề. Đa tạ bà bà ra tay tương trợ, Lâm Phong ôm quyền nói rằng, nếu nói tạ ơn, nên cũng là ta tạ, tạ ngươi mới đúng, những năm này, lão thân ta cũng ở mưu đồ như thế nào mang Thủy Nguyệt Ma Tiên cứu ra đến, nhưng lại một mực không có nghĩ đến tốt phương pháp, chủ yếu là thiếu khuyết đầy đủ mạnh mẽ giúp đỡ, ta tuy biết nói ngươi tiến vào nơi này, nhưng không có nghĩ đến ngươi sẽ tiến vào Thủy Nguyệt Ma Tiên mộ huyệt bên trong, càng không nghĩ đến, ngươi thủ đoạn, vậy mà sẽ như thế chi nhiều, xem như giúp ta rất nhiều. Bà lão nói rằng, Lâm Phong thì là nói rằng, mệnh, huyền diệu khó giải thích, duyên, tuyệt không thể tả. Bà lão nói rằng, kia ngươi là cảm thấy ngươi cùng Thủy Nguyệt Ma Tiên có vận mệnh gặp nhau, kỳ diệu duyên phận, còn là cùng lão bà ta đâu. Lâm Phong nói rằng, đều có, đều có. Bà lão cười rồi cười, không có vạch trần Lâm Phong. Dù sao mặc cho ai cũng đều sẽ nghĩ lấy cùng mạo mỹ nữ tử có gặp nhau a à mà không phải là cùng nàng này loại lão bà tử. Lâm Phong thì là hỏi nói, bà bà là Thủy Nguyệt Ma Tiên người trong họ sao? Không phải là, bà lão lắc đầu, Lâm Phong giữa đôi lông mày hơi hơi một khươi, hắn vốn cho rằng này bà lão, đối Thủy Nguyệt Ma Tiên như vậy tốt, nên là Thủy Nguyệt Ma Tiên người trong họ đâu, ai từng nghĩ đến đoán sai rồi, này nhường Lâm Phong, cũng không khỏi cực kỳ kinh ngạc, đối bà lão thân phận cũng không khỏi hiếu kỳ bắt đầu, dù sao đã không phải là Thủy Nguyệt Ma Tiên người trong họ, lại nguyện ý vì Thủy Nguyệt Ma Tiên làm như vậy nhiều sự tình, nghe lên đến là rất khó bề tưởng tượng. Cho nên, bà bà cùng Thủy Nguyệt Ma Tiên là cái gì quan hệ đâu? Lâm Phong lại lần nữa hỏi nói, ai, này bà lão lại không khỏi thở dài rồi một tiếng, giống như có cái gì việc khó nói dường như. Lâm Phong nói rằng, là vãn bối đường đột rồi, bà bà chớ trách, bà lão thì là vẫy rồi vẫy tay, nói rằng, kỳ thực, cũng không có cái gì không thể nói. Trường 9952, Bích Ngọc Tiên Tử này bà lão cùng thủy nguyệt ma tiên xác thực không có nhiều ít quan hệ nhưng nàng cùng thủy nguyệt ma tiên thúc thúc có rất sâu ràng buộc lúc tuổi còn trẻ nàng cùng thủy nguyệt ma tiên thúc thúc quen biết yêu nhau nguyên bản hai người đều đã đến rồi nói chuyện cưới gả niên đại rồi bất quá cái này thời gian nữ tử đến rồi tu luyện nguy cấp bước ngoặt nói là muốn bế quan một chút thời gian ai từng nghĩ đến bế quan thời gian tu luyện ra phát hiện ra đường rẽ từ đó về sau linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong vô tận dài rằng giặc năm tháng thời gian trôi qua, Thủy Nguyệt Ma Tiên thúc thúc, một mực đều bảo vệ lấy nàng, cũng chưa từng cưới vợ. Đối này nữ tử, tính được lên trung trinh không đổi. Mà Thủy Nguyệt Ma Tiên thúc thúc càng là vì rồi cho nàng tìm kiếm linh dược, không để ý nguy hiểm tính mạng, mạo hiểm tiến vào các nơi hiểm ác chi địa. Mỗi một lần đều là chín phần chết một phần sống, này phần cảm tình, như người lộ vẻ xúc động. Nhưng có một lần, Thủy Nguyệt Ma Tiên thúc thúc đi rồi một chỗ hiểm địa về sau, liền lại cũng không có về đến rồi có tin tức ngầm truyền ra, nói là có người xem đến hắn bị chỗ kia hiểm ác chi địa xuất hiện không biết sinh linh chu sát rồi. Sau đó bị không biết sinh linh sống sờ sờ ăn rơi rồi, chết chân thực là quá thảm rồi. Liên dạng này, một vị đến thật chí tình chi người, liền chết đi như thế rồi. Thế nhưng là ai từng nghĩ tới chứ, lại qua đi rất nhiều năm, ngủ say như tử, tỉnh lại rồi qua đến, cũng đã biết được chính mình người yêu chết thảm. Nàng cũng rời khỏi rồi thương tâm mà, ai cũng không biết rõ nàng đi rồi cái gì địa phương thẳng đến thủy nguyệt ma tiên quật khởi, nghĩ muốn mang lấy người trong họ rời khỏi tòa này vỡ vụn thế giới thất bại về sau, xuất hiện rồi một vị bà lão. Này vị bà lão, không tiếc hao tổn vô tận sinh mệnh lực, thi triển nghịch thiên chi thuật, thu thập rồi thủy nguyệt ma tiên tàn hồn tàn huyết, đồng thời lợi dụng thủy nguyệt ma quốc tổ địa chỗ sâu đặc thù thảm thực vật, giúp đỡ thủy nguyệt ma tiên chuyển kiếp về đến, mà sau đó rất dài rằng giặc trong năm tháng, bà lão đều bảo vệ ở thủy nguyệt ma tiên bên cạnh, chờ đợi lấy thủy nguyệt ma tiên chuyển kiếp về đến. Nhưng về sau, Chí tôn thiên đạo phát hiện rồi đang chuyển kiếp thủy nguyệt ma tiên, liền điều động rồi mạnh mẽ thuộc hạ vây công bà lão. Bà lão lại lợi hại, cũng chỉ là một người mà thôi. Thế nào khả năng chống cản ở như vậy nhiều cường giả vây đánh đâu? Nàng trọng thương ngã gục, trốn rồi ra ngoài. Mà người đời lại không biết rõ, bà lão liền là năm đó thủy nguyệt ma tiên thúc thúc người yêu. Nghe nói bà lão cố sự lâm phòng kỳ thực là vừa thương xót mắt lại cảm động, bởi vì thủy nguyệt ma tiên thúc thúc dùng một đời bảo vệ người yêu mà người yêu của nàng đang thức tỉnh về sau, cũng bảo vệ thủy nguyệt ma tiên. Thực tình đổi thực tình, có lẽ là thế gian tốt đẹp nhất song hướng lao tới rồi. Chỉ là đáng tiếc, người tốt không có tốt báo a. À. Bọn họ vốn hẳn nên có càng tươi đẹp hơn kết cục mới là, nhưng không biết làm sao trên trời cho bọn họ mở rồi một cái lớn như trời trò đùa. Nhân sinh của bọn hắn cũng biến được tối mờ. Lâm Phong trầm mặc rồi khoảng khắc, lập tức nói rằng, cho nên, hiện tại này bức bà bà khuôn mặt nên không phải là tiền bối chân thật hình dạng a. Bởi vì Lâm Phong cảm thấy này nữ tử thực lực như vậy mạnh mẽ, mà lại vẫn chỉ là Thủy Nguyệt Ma Tiên thúc thúc một bối nhân vật, không nên giả như vậy mới đúng. Nếu là vượt xa Thủy Nguyệt Ma Tiên tuổi tác, hoặc là một hai cái thời đại trước nhân vật, giả như vậy còn có thể nói được đi qua, hiện tại này bức hình dạng, không có cách gì nhường Lâm Phong cùng Thủy Nguyệt Ma Tiên thúc thúc một bối nhân vật liên hệ ở cùng một chỗ. Bà lão gật rồi gật đầu, nàng quay đầu đi trở lại xoay người lại thời gian, đã biến thành rồi lúc đầu hình dạng. Kia là một trương vô cùng mịn màng khuôn mặt, ngập nước con mắt, tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt, rất có sông nam thủy hương dịu dàng nữ tử cảm giác. Giống như là theo trong tranh đi ra đến bộ dáng, khí chất, dung nhan, đều có thể xưng đỉnh cấp. Nhưng Lâm Phong cũng là thường thấy mỹ nữ người, tự nhiên sẽ không giống là không có thấy qua việc đời hình dạng, mà lại Lâm Phong vốn liền liệu định này nữ tử tất nhiên là đẹp như tiên nữ. Bằng không lời nói, cũng không thể để nam nhân vì nàng si thủ cả đời rồi. Lâm Phong hỏi nói, không biết nên như thế nào xưng hô tiền bối. Ta lúc còn trẻ, tự hiệu Bích Ngọc Tiên Tử, chỉ là hiện tại già rồi, đại khái cũng chỉ có thể tự hiệu Bích Ngọc Tiên Cô rồi. Nữ tử nói rằng, còn không quên tự mình chiêu chọc một phen. Nhìn được đi ra, nàng cũng không phải là loại kia đặc biệt trầm muộn tính cách, nên thuộc về loại kia tự nhiên hào phóng tính cách. Lâm Phong nói rằng, tiền bối chính vào phương hoa tuổi tác, Bích Ngọc Tiên Tử vừa vặn. Bích Ngọc Tiên cô cũng quá lão khí rồi." Nữ tử nói rằng, người đều gọi ta tiền bối, ta còn có thể để tiên tử a?" Lâm Phong xem đến rồi này nữ tử ánh mắt bên trong chuyển du chi sắc. Tưởng tượng năm đó, đại khái cũng là loại kia mang lấy một chút hoạt bát tính cách a, chỉ là vận mệnh chân thực là quá bi thảm rồi một chút." Lâm Phong nói rằng, tiên tử khác mang ta ra đùa giỡn. "Tốt rồi, không đùa ngươi rồi." Bích Ngọc Tiên tử cười rồi cười. "Không thể không nói, cái này nữ nhân, thật sự là tốt nhìn a." đặc biệt là lúc cười lên, như người có một loại thình thịch động tâm cảm giác. Nàng cùng Thủy Nguyệt Ma Tiên cùng là cực phẩm vưu vật loại nữ nhân. Nhưng là hoàn toàn khác biệt khí chất, một người giống như là tiên trong họa, một người giống như là Nguyệt Cung Tiên Tử. Này Bích Ngọc Tiên Tử lập tức lại hỏi thăm rồi một chút Lâm Phong thân phận, bởi vì nàng đối Lâm Phong cũng là tương đối hiếu kỳ, dù sao như thế tuổi trẻ, lại như thế lợi hại tu sĩ thế nhưng là cũng không nhiều lắm thấy. Lâm Phong cũng không có che giấu, nói thẳng ra chính mình thân phận, cân nhắc đến này Bích Ngọc Tiên Tử một mực bị vây ở tòa này vỡ vụn thế giới bên trong, Lâm Phong còn giải thích rồi một chút tình huống bên ngoài, ai từng nghĩ đến Bích Ngọc Tiên Tử vậy mà cũng là biết rõ tình huống bên ngoài. Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng, ta gặp qua không ít từ bên ngoài đến tu sĩ, do đó với bên ngoài là cái gì tình huống cũng là có biết một hai. Lâm Phong lập tức cùng Bích Ngọc Tiên Tử nói đến tòa này vỡ vụn thế giới cùng vỡ vụn thời đại di tộc bị vây ở chỗ này không có cách gì ra ngoài sự tình, Lâm Phong cảm thấy khả năng cùng trí tôn thiên đạo có quan hệ, Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng, người nói không có sai, xác thực cùng trí tôn thiên đạo có quan hệ, nhưng còn không chỉ cùng trí tôn thiên đạo có quan hệ, còn cùng một chút đáng sợ tồn tại có quan hệ, bọn họ năm đó không có hủy rơi những này vỡ vụn thời đại di tộc, tự nhiên càng sẽ không nhìn lấy bọn họ ra ngoài, sau đó đối bọn họ tạo thành nguy hiếp. Lâm Phong nói rằng, khó nói liền thật không có biện pháp nhường vỡ vụn thời đại di tộc tu sĩ ra ngoài sao. Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, cẩn thận nghĩ nghĩ kỳ thực còn là có pháp có thể được, chỉ là cực quá mức khó khăn mà thôi. Lâm Phong hỏi nói, cái gì biện pháp? Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng, vây khốn vỡ vụn thời đại di tộc những này tồn tại bên trong, trí tôn thiên đạo tuyệt đối lên đến rồi nhất chủ yếu nguyên nhân, cần tìm đến cùng trí tôn thiên đạo ngang vai ngang vế tồn tại, mới có khả năng đánh vỡ nơi này giam cầm cùng nguyền rủa, sau đó nhường vỡ vụn thời đại di tộc tu sĩ chạy khỏi nơi này. Tìm tới cùng trí tôn thiên đạo ngang vai ngang với người. Lâm Phong nhíu mày nói rằng, khó nói được kẻ khai hoang cấp bậc cường giả ra tay mới được không? Cái này, sợ là không quá hiện thực a à, mà lại hiện tại cũng không có cái này cấp bậc tu sĩ rồi. Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng, không, còn có thể lùi lại mà cầu việc khác, nếu là vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại ra tay, có lẽ cũng có hy vọng đánh vỡ nơi này phong tỏa. chương 9953, này loại người, đáng giá nhiều người dùng thực tình đi đối đãi nàng. Vũ trụ chi chủ không phải là cảnh giới, mà là chức vị. Nhưng là, vũ trụ chi chủ không quản là vũ trụ đại lão cấp bậc, còn là cá nhảy cấp bậc, dù sao chức vị của bọn hắn là một cái vũ trụ bên trong cao nhất, có thể điều động vũ trụ bản nguyên lực lượng, điểm này là kẻ khai hoang đều không có biện pháp làm đến, trừ phi kẻ khai hoang cũng trở thành vũ trụ chi chủ. Hiện mà côn lôn vũ trụ chi chủ là Diệp Hiên, thời gian vũ trụ chi chủ là Hạ Khiết, tịch diệt vũ trụ chi chủ là Bắc Quang. Cửu châu vũ trụ chi chủ chống chỗ, mà Lâm Phong thì là có ý định cạnh tranh cửu châu vũ trụ chi chủ. Lâm Phong nói rằng, này sự tình có lẽ có chuyển cơ, bởi vì, không lâu về sau, môn đình chi giới sắp sẽ xuất hiện, cửu châu vũ trụ sắp sẽ sinh ra bước phát triển mới vũ trụ chi chủ, mà ta. Cũng là vũ trụ chi chủ mạnh mẽ người cạnh tranh, nếu như ta thật làm lên rồi cửu châu vũ trụ đứng đầu, có lẽ có thể giúp đỡ vỡ vụn thời đại di tộc người thoát khốn. Lâm Phong đương nhiên không phải là bởi vì thiện tâm mà đi giúp đỡ những này người. Hết thảy đều là giảng lợi ích, Lâm Phong là nghĩ muốn mang những này cổ xưa trùng tộc cột vào chính mình chiến xa bên trên, Tuy nói những này cổ xưa chủng tộc cùng năm đó ngọn núi đỉnh thời kỳ so lên đến, nhỏ yếu không ít, nhưng bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Những này thế lực, kỳ thực như cũng mạnh khó bề tưởng tượng. Đặc biệt là, dạng này thế lực thêm ở cùng một chỗ được có mười mấy chi chi nhiều, cỗ lực lượng này là mười phần khủng bố, liên hợp lên đến về sau, dù là vĩnh sinh chi môn, vô thượng thần đình nội bộ tu sĩ, bao quát trừ lão điện đợi một chút thế lực đều sẽ kiêng rẻ không thôi. Sau đó, Lâm Phong không tiếc hao phí rất lớn sức lực đi giúp đỡ những này thế lực, bọn họ cũng đáng được Lâm Phong giúp đỡ. Mà nghe đến Lâm Phong nói như thế, Bích Ngọc Tiên Tử hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cực quá mức giật mình. Dù sao một phen tiếp xúc về sau, nàng cũng biết rõ Lâm Phong đến cùng là bao nhiêu không đơn giản nhân vật. Tuổi trẻ, thực lực mạnh mẽ, tâm tư kín đáo, có can đảm gánh vác trách nhiệm, giàu có đồng tình tâm. Một người như vậy, thật có tư cách cạnh tranh vũ trụ tri chủ mà lại như này Cửu Châu Vũ trụ chi chủ thật rơi ở rồi Lâm Phong tay bên trong. Như vậy nên là tương đối tốt một loại tình huống, dù sao cũng so rơi ở những kia tà ác tu sĩ tay bên trong muốn tốt hơn nhiều. Bích Ngọc Tiên tử nói rằng, nếu như Lâm công tử thật sự có thể trở thành Cửu Châu Vũ trụ đứng đầu, như vậy cơ bản bàn sự tình liền có rồi, ngươi có khả năng câu thông Cửu Châu Vũ trụ bản nguyên, Chí Tôn Thiên Đạo cũng không có cách gì không biết làm sao ngươi, chỉ là, lấy Lâm các chủ thực lực bản thân mà nói, đối lập còn là kém rồi một chút nội tình. Điểm này là từ chối cho ý kiến, dù sao Lâm Phong bản thân cảnh giới cũng xác thực không có như vậy cao thâm. Lâm Phong nói rằng, cho nên, ngươi là nói, ta còn cần cần muốn giúp đỡ. Bích Ngọc Tiên Tử gật đầu, nói rằng, nếu là có khả năng lại mời đến một hai tôn vũ trụ chi chủ cùng một chỗ ra tay lời nói, kia thành công khả năng tính, liền sẽ gia tăng nhiều rồi. Lâm Phong hơi hơi trầm ngâm một chút, lúc này ánh sáng vũ trụ chi chủ hạ khiết, còn có tịch diệt vũ trụ chi chủ bắc quang đối với Lâm Phong tới nói là tương đối lạ lắm, lâm phong cũng không có cùng bọn hắn tiếp xúc qua cũng không biết rõ bọn họ có phải hay không tốt người nói chuyện nghĩ muốn tìm bọn hắn giúp đỡ tự nhiên không quá dễ dàng rồi nhưng là côn lôn vũ trụ chi chủ diệp hiên là bọn hắn này bên liên minh danh nghĩa trên thủ lĩnh lại thêm lên còn cùng chính mình tổ tiên chúa tể thủy tổ là bản thân bạn tốt cũng đã từng hiển hóa giúp qua chính mình hắn này bên nên không có cái gì vấn đề nghĩ đến nơi đây lâm phong trong lòng hơi định hắn nói rằng ta sẽ tìm côn lôn vũ trụ chi chủ diệp hiên ra tay tương trợ Nghe lời nói, Bích Ngọc Tiên Tử thật cao hứng, nàng nói rằng, Diệp Hiên là rồi dào nhất sắc thái truyền kỳ vũ trụ chi chủ, nếu là có khả năng mời đến hắn lời nói, kia xác suất thành công nhưng liền tăng nhiều rồi. Lâm Phong nói rằng, nhưng nội bộ thế lực cũng muốn làm đến thống nhất tư tưởng mới đi, dù sao nội bộ không thống nhất tư tưởng lời nói, sự tình còn là rất khó làm thành, đặc biệt là, hiện tại tòa này thế giới nghe nói phân làm tứ đại khu vực, còn không liên quan đến nhau, rất nhiều sự tình xử lý, còn là khá là phiền toái bích ngọc tiên tử nói rằng kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không tương thông luôn có một chút bí ẩn đến cực điểm mật đạo một loại địa phương có thể xuyên qua không giống địa vực dạng này tốt rồi này kiện sự tình giao cho ta a à. ta sẽ giúp ngươi cùng vỡ vụn thời đại các lớn di tộc người nói một chút này kiện sự tình nhưng ta cảm giác nghĩ muốn triệt để nhường tất cả người đều duy trì cái này quyết định là tương đối khó bởi vì một chút tộc đàn đã triệt để sợ hãi không nhất định nguyện ý mạo hiểm rất có thể sẽ không tham dự tiến đến lâm phong nói rằng những này người nói trắng rồi chính là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, làm sự tình thời gian không nguyện ý tham dự, nhưng khi chia sẻ thắng lợi trái cây thời gian, bọn họ lại sẽ hung hăng cắn một cái, ngồi mát ăn bát vàng. Đối với loại hành vi này, Lâm Phong cũng là lệch là khinh bỉ, nhưng là, này loại sự tình là không có biện pháp cấm chỉ, đừng nói những này ngoại bộ thế lực rồi, thậm chí liền tính Lâm Phong dưới trướng thế lực bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện này loại tình huống. Bích Ngọc tiên tử nói rằng, mà trừ rồi những này tư tưởng ích kỷ bên ngoài, còn có một chút người, thì là càng khiến người ta đau đầu, bởi vì, những này vỡ vụn thời đại di tộc, rất khả năng đã thần phục trí tôn thiên đạo rồi, trở thành rồi trí tôn thiên đạo nô lệ. Ồ, còn có như thế không có cốt khí gia tộc cao cấp sao? Lâm Phong kinh ngạc, nhưng lập tức liền cũng tiêu tan rồi. Cái này thế giới, tràn ngập rồi các loại hắc ám cùng bẩn thỉu cái gì sự tình đều khả năng phát sinh. Mà Lâm Phong cảm thấy, những này bị trí tôn thiên đạo thu phục, lại còn tiếp tục đâm dễ ở mảnh này vỡ vụn thế giới thế lực, nên tính được lên một cái tai họa ngầm rồi. Lâm Phong hỏi nói, có khả năng loại bỏ đi ra những này thế lực, đều là cái nào thế lực sao? Cái này cần một chút thời gian tốt tốt tiến hành loại bỏ mới đi. Bích Ngọc Tiên Tử nghĩ rồi nghĩ nói rằng, nàng lập tức lại bổ sung nói, bất quá đầu mối luôn luôn có thể có khả năng tìm tới một chút. Lâm Phong nói rằng, được giải quyết những này ra hỏa mới đi, bằng không lời nói, nếu là chờ chúng ta nếm thử lấy đánh vỡ nơi này nguyền rủa cùng cấm phong thời gian, những người này ở đây nội bộ làm phá hư, rất khả năng sẽ nhường chúng ta thất bại trong gang tắc. Chúng ta nhất định phải mang mỗi một cái phân đoạn đều làm tốt, chỉ có thể là nghiêm túc đối đãi mỗi một chi tiết nhỏ chi chỗ, duy chỉ có như thế, tài năng đủ hiểm bên trong cầu thắng. Bích Ngọc Tiên Tử cũng biểu hiện rất đồng ý, nàng nói rằng, ta sẽ nếm thử lấy loại bỏ này kiện sự tình, đến lúc đó sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhưng là ngươi chính mình cũng phải nỗ lực nha lâm phong nói rằng yên tâm ta sẽ không nhường ngươi thất vọng chỉ là ta có chút lo lắng ngươi đừng có lại xuất hiện cái gì nguy hiểm không biết làm sao ta là kẻ từ bên ngoài đến cũng không có cách gì cho ngươi cung cấp càng nhiều giúp đỡ bích ngọc tiên tử nói rằng không cần ta sẽ không có việc này nữ tử nói xong đối lâm phong cười rồi cười tựa hồ đang an ủi lâm phong lâm phong trong lòng tự nhủ cũng khó trách năm đó thủy nguyệt ma tiên thúc thúc nguyện ý thủ hộ trở thành người chết sống lại bích ngọc tiên tử cái này nữ nhân không chỉ là dài được xinh đẹp mà thôi. Tính cách, cũng là thật làm người khác ưa thích, mà lại đối đãi bạn bè, cũng chân thành. Làm sự tình, cũng nghiêm túc, tâm địa thiện lương, này loại người, đáng giá nhiều người dùng thực tình đi đối đãi nàng. chương 9954, thổ lộ tâm tình bạn bè. Cái gì công pháp, Bích Ngọc Tiên Tử cười lấy hỏi nói, kỳ thực nàng cũng không cần công pháp, dù sao xuất thân của nàng, cảnh giới đợi một chút ý vị lấy nàng tu luyện rồi rất cao thâm công pháp một loại công pháp, nàng cũng xem không lên, bất quá trước đó cũng nói rồi cái này nữ nhân kỳ thực rất khéo hiểu lòng người, không có từ chối Lâm Phong, mà là thuận lấy Lâm Phong lời nói bắt đầu, chủ yếu là cân nhắc đến trực tiếp từ chối Lâm Phong, sẽ bác bỏ rồi Lâm Phong mặt ngoài, nhưng Lâm Phong mặt trên không quá tốt nhìn. Lâm Phong nói rằng, này môn công pháp gọi là tiêu diêu thiên công, người xem xem liền biết. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phong hướng lấy này bích ngọc tiên tử nhẹ nhàng một điểm. Lâm Phong liền mang tiêu diêu thiên công tu luyện chi pháp, truyền lại cho rồi Bích Ngọc Tiên Tử. Này môn công pháp Lâm Phong rất ít truyền cho người ngoài. Dù sao liên lụy quá lớn, ai cũng không biết rõ sẽ sẽ không phát sinh đối Lâm Phong rất không tốt nhân quả, do đó Lâm Phong truyền cho người ngoài thời gian, sẽ khá là cẩn thận. Do đó, cơ bản trên đều là nhất mạnh thiên đoàn thành viên, mới có tư cách tu hành phương pháp này. Nhưng hiện tại, Bích Ngọc Tiên Tử nhân phẩm chinh phục Lâm Phong. Lâm Phong này mới cầm ra đến rồi tiêu diêu thiên công bích ngọc tiên tử mới đầu không có quá mang này môn công pháp thả ở trong lòng nhưng mặt sau càng xem càng là tâm kinh nàng như vậy sâu hiểm khó dò tu vi tự nhiên một mắt có thể nhìn được đi ra này môn công pháp chỗ bất phàm này tuyệt đối là một môn có thể xưng nghịch thiên công pháp một khi lưu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ gây nên mưa máu gió tanh vô số đỉnh cấp cường giả đều sẽ bởi vì nó mà si mê chờ bích ngọc tiên tử sau khi xem xong mặt trên chỉ thừa xuống rồi hết sức kinh hãi nàng nói rằng lợi hại lợi hại Sáng tạo này loại công pháp chi người, thật sự là thiên tài." Lâm Phong nói rằng, "Này công pháp tiên tử nhưng còn hài lòng sao?" Bích Ngọc tiên tử nói rằng, "Hài lòng a, à, ta chân thực là rất hài lòng rồi, này công pháp đối ta giúp đỡ sẽ cực kỳ to lớn. Lâm công tử, thật sự là cảm ơn ngươi, ngươi xem như giúp rồi ta đại ân rồi." Lâm Phong nói rằng, "Có dùng liền tốt, chúng ta là bạn bè, bản thân chính là hỗ bang hỗ trợ, tiên tử cũng không có cần này loại khách khí." kia ta cũng không thể để lâm công tử ngươi ăn thiệt thòi, dạng này tốt rồi, ta nơi này còn có một khối tiên hồn ngọc thủy, này đồ vật đối với ôn dưỡng linh hồn, rất có ích lợi, còn mời công tử thu xuống, hy vọng đối công tử có chỗ giúp đỡ. Bích ngọc tiên tử nói lấy, lấy ra rồi một khối tím xanh màu ngọc thủy đưa cho rồi lâm phong. Xem đến này ngọc thủy, lâm phong trong lòng một trận vui vẻ, này loại ngọc thủy lâm phong trước đó liền nghe nói qua, chính là một loại cực kỳ bậc cao cấp ngọc thủy ẩn chứa trong đó cực kỳ mạnh mẽ mà lại tinh thuần năng lượng đối với linh hồn có rất nhiều chỗ tốt, chỉ là này loại đồ vật rất hiếm thấy, Lâm Phong trước đó cũng chỉ là nghe nói qua, không có gặp qua. Xem đến chả được là những này dài rằng giặc năm tháng trước kia tu sĩ trên người tài năng đủ cầm ra đến rất nhiều truyền thuyết bên trong trí bảo, mặt sau tu sĩ, rất khó cầm ra đến rất nhiều bảo bối rồi, bởi vì những kia bảo bối đều bị tiền nhân tìm kiếm kém không nhiều rồi. Lâm Phong cũng không có khách khí, hắn thu xuống rồi ngọc tủy. Lâm Phong lập tức nói rằng, mặt ngoài nguyền rủa chi vương đám người, sợ là còn bảo vệ ở chung quanh đâu bọn họ sẽ không tìm đến a bích ngọc tiên tử nói rằng cái này ngươi có thể yên tâm cái này địa phương đầy đủ an toàn bọn họ tìm không thấy nơi này lâm phong nói rằng ta cảm thấy bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi sẽ không sẽ một mực thủ ở nơi này nếu là như thế chúng ta sợ là cũng không có biện pháp ra ngoài bích ngọc tiên tử nói rằng nơi này có truyền thống trận có thể trực tiếp truyền thống đến thủy nguyệt ma quốc tổ địa ngoại vi khu vực núi rừng bên trong mà nguyên rủa chi chủ thiên nô chờ tồn tại dù sao cũng là không thể gặp ánh sáng, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Về phần trí tôn kia thiên đạo hóa thân, càng là không thể gặp ánh sáng tồn tại. Cơ bản trên theo không ở bên ngoài thế giới bên trong hiện rõ đi ra, cho nên chỉ cần đến rồi mặt ngoài núi rừng bên trong, cơ bản trên liền an toàn. Ngươi ở chỗ này khôi phục một chút ha, chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi đâu? Lâm Phong hỏi nói. Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng. Ta còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, dù sao ta muốn quan sát một chút Thủy Nguyệt Ma Tiên tình huống. Ừm, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức hai người đều tự tìm địa phương điều chỉnh chính mình trạng thái. Rất nhanh, Lâm Phong liền triệt để khôi phục rồi, Bích Ngọc Tiên tử còn ở điều chỉnh bên trong, Lâm Phong liền không có quấy rầy hắn, ngược lại là kia Thủy Nguyệt Ma Tiên hấp dẫn rồi Lâm Phong sự chú ý. Lâm Phong phát hiện Thủy Nguyệt Ma Tiên thân thể phát sinh rồi một chút biến hóa, nàng thân thể bên trong nảy sinh rồi hai loại rất thần bí lực lượng một loại giống như là thần tính lực lượng một loại giống như là sức mạnh ma quái thần tính lực lượng cùng sức mạnh ma quái đan vào ở cùng một chỗ đang ngưng kết bước phát triển mới yêu hoa này loại tình huống nhường lâm phong đều cảm giác không gì sánh được hết sức ngạc nhiên nàng rất đặc thù sinh mệnh lực rất phượng thịnh đây cũng là nàng chết sau có thể chuyển kiếp qua đến chủ yếu nguyên nhân đổi thành người khác sớm liền đã hình thần câu diệt rồi đoạn không có chuyển kiếp khả năng bích ngọc tiên tử cũng tỉnh lại xem đến lâm phong đang quan sát thủy nguyệt ma tiên liền mở miệng nói rằng lâm phong nói rằng có lẽ chính là bởi vì nàng quá bất phàm rồi mới dám mang lấy người trong họ xông phá cấm chế cùng nguyền rủa tiến về phía trước mặt ngoài thế giới mới cũng chính bởi vì nàng quá bất phàm rồi nàng chuyển kiếp chi thể mới sẽ bị trí tôn thiên đạo vừa ý thậm chí nghĩ muốn chiếm làm của riêng này cũng đã định trước rồi nàng cả đời này cũng không phàm cũng long đong bích ngọc tiên tử nói rằng người đối nhân sinh cảm ngộ không phải là người cái này tuổi tác đoạn tu sĩ nên có, thậm chí rất nhiều sống đến già người, đều không nhất định có người này loại cảm ngộ, xem đến, những năm này người trải qua sự tình, cũng là người khác không cách nào tưởng tượng. Lâm Phong tựa hồ theo này bích ngọc tiên tử con mắt chỗ sâu xem đến rồi một chút đau lòng, nàng là linh lung tâm, có thể theo đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra Lâm Phong kinh lịch, đương nhiên nàng này loại đau lòng, không phải là giữa người yêu đau lòng, mà là giữa bằng hữu đau lòng. Lâm Phong nói rằng, cực khổ đối với một chút người mà nói là tai nạn, nhưng đối với một chút người mà nói thì là lịch luyện, này là quý giá tài phú, duy chỉ có kinh lịch cực khổ, đồng thời mang chi chiến thắng, chúng ta mới có thể trở thành người càng tốt hơn, cũng nhưng cho rằng cái khác còn ở kinh lịch gặp chắc trở chi người làm một chút khả năng làm được sự tình. Bích Ngọc Tiên Tử nói rằng, hy vọng Lâm Công Tử mặt sau có khả năng tâm tưởng sự thành, Lâm Công Tử theo ngoại giới mà đến, thân thể cũng là thần niệm chỗ hóa mà thành. Ở này vỡ vụn thế giới dừng lại quá lâu đối thân thể không hề quá tốt, cho nên, ta hiện tại liền đưa Lâm Công Tử ra ngoài, như còn có một chút sự tình lời nói, Lâm Công Tử cũng làm mau chóng xử lý về sau trở về hiện thực thế giới bên trong. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Phong ôm quyền, sau đó Bích Ngọc Tiên Tử kích hoạt rồi nơi này trận pháp, Lâm Phong đứng ở trận pháp bên trong đối lấy Bích Ngọc Tiên Tử vung rồi vung tay, lập tức liền bị truyền tống đến rồi mặt ngoài núi rừng bên trong. Lâm Phong mới vừa tới đi ra bên ngoài núi rừng bên trong, một đạo óng ánh trói mắt kiếm khí, cũng đã hướng lấy Lâm Phong chém giết mà đến chương 9955, một quyền quật ngã. Nhưng Lâm Phong là hạng gì lợi hại tồn tại, nghĩ muốn đơn thuần dùng kiếm khí đối phó Lâm Phong nhưng cũng không phải là một kiện dễ dàng được sự tình, Lâm Phong bấm đốt ngón tay một bắn. Kia đạo kiếm khí trực tiếp vỡ nát, người rất không sai, có thể chống cản ở của ta kiếm khí. Một tên hai tay ôm lấy bảo kiếm tu sĩ theo núi rừng bên trong đi rồi đi ra. Này tên tu sĩ, nhìn lấy hơn 30 tuổi khuôn mặt, ăn mặc người nhật một dạng quần áo, tóc tai rối bời bên hông còn mang theo hồ lô rượu, một bộ chọc thế kiếm khách hình dạng. Đương nhiên, hắn ở kiếm đạo mặt trên, cũng xác thực là có một chút thành tựu. Trừ rồi này người bên ngoài, lại tuôn ra đến rồi một nhóm người, là trước kia bị lâm phong phạt quỳ một đám người, hiện tại bọn hắn trên người cấm chế bị người cởi ra rồi, khôi phục rồi hành động. Bao quát kia gọi là lý mộ nguyệt Gia, trắng, mạo, đẹp, lớn, dài, chân nữ tử cũng ở nơi đây. Lâm Phong nhàn nhạt, nhạt xem rồi này ôm kiếm nam tử một mắt, nói rằng, ngươi một cái ra tay đánh úp người khác chi người nhưng không có tư cách ở ta trước mặt nói ra này phen tự cho là đúng lời nói đến kiếm là binh chủng quân tử mà hành vi của ngươi đã định trước rồi ngươi tính không được cái trước tuyệt đỉnh kiếm khách nghe đến lâm phong này phen lời nói về sau này kiếm tu khóe miệng hơi hơi run rẩy rồi một chút sắc mặt cũng biến được cực kỳ âm u bắt đầu mà trong đó một tên bị lâm phong chừng trị qua tu sĩ càng là cười lạnh lấy nói rằng tiểu tử người biết rõ chúng ta bên thân này vị đại nhân là ai sao hắn nhưng là linh tộc lý thị đại kiếm tiên người tiểu tử vậy mà dám ở linh tộc lý thị đại kiếm tiên trước mặt xuồng xã quả thực chính là không biết sống chết linh tộc cũng liền là tòa này thế giới đông bộ khu vực vỡ vụn thời đại di tộc một trong dạng này bộ tộc cổ xưa tự nhiên không khả năng chỉ có một cái dòng họ truyền thừa rồi linh tộc lý thị liền là linh tộc thế gia tộc lớn cũng là linh tộc thế lực cường đại nhất một trong ở linh tộc quyền lên tiếng là rất nặng mà kia lý mộ nguyệt cũng là linh tộc lý thị người Trước mắt cái này được xưng chi vì đại kiếm tiên gia hỏa, chính là Lý Mộ Nguyệt huynh trưởng, gọi là Lý Mộ Kiếm, từ nhỏ ở kiếm đạo mặt trên tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Theo mười mấy tuổi thời gian liền bắt đầu bốn phía khiêu chiến kiếm đạo cao thủ rồi. Ở hắn kiếm dưới lại bại kiếm đạo cao thủ, đếm mãi không hết. Do đó thanh danh của hắn ngược lại không là linh tộc lý thị cho hắn, mà là chính hắn xông sáo xuống tới. Hiện tại, ở này vỡ vụn thế giới nhắc đến đại kiếm tiên tên, dù là rất nhiều lão một bối cường giả, cũng là không dám khinh thường. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói, này không có cái gì uy hiếp. Kiếm đạo lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh nhất mạnh Thiên Đoàn Bất Diệt Kiếm Chủ lợi hại sao? Dù sao mà liền Lâm Phong đối Bất Diệt Kiếm Chủ đều cực kỳ bội phục, hắn đối với kiếm đạo lý giải, sớm liền đã vượt qua rất nhiều kiếm tu rất nhiều cấp bậc rồi, dù là cảnh giới cao hơn hắn kiếm tiên, ở kiếm đạo mặt trên lý giải, chỉ sợ cũng là xa không bằng Bất Diệt Kiếm Chủ. Càng huống chi, cái này cái gọi là đại kiếm tiên lý mộ kiếm có vẻ như còn chưa trở thành vũ trụ đại lão đâu, chỉ là hơn 90 tòa tiên điện thực lực, bất quá theo hắn vừa mới kích phát một kiếm đến xem, lại có vũ trụ đại lão cấp bậc công kích cường độ, nói rõ này người còn là có một chút thủ đoạn, ở cấp thấp khác có thể vượt qua lớn cảnh giới khiêu chiến cao cấp bậc tu sĩ, một là khả năng cùng xuất thân có quan hệ, được rồi không ít ban thưởng, hai là bản thân hắn cũng có thể là không nhỏ cơ duyên. Bằng không không khả năng có này loại vượt qua lớn cấp bậc khiêu chiến đối phương năng lực. Ở kia tên tu sĩ điểm danh rồi Lý Mộ Kiếm Linh tộc Lý Thị Đại Kiếm Tiên thân phận về sau, lại có mấy tên bị Lâm Phong sửa chữa qua tu sĩ trước sau mồm năm miệng người uy hiếp rồi Lâm Phong một phen, đơn giản chính là nhường Lâm Phong quỳ xuống tới cho bọn hắn xin lỗi, bọn họ liền sẽ tha thứ Lâm Phong cái gì, bằng không lời nói, chờ Linh tộc Lý Thị Lý Mộ Kiếm ra tay về sau, sự tình cũng sẽ không như vậy đơn giản coi xong. Nhưng là nhường Lâm Phong kinh ngạc là, kia Lý Mộ Nguyệt vậy mà đối Lý Mộ Kiếm nói rằng, ta, tính rồi còn là đừng gây chuyện rồi, người cũng đều đã cứu được rồi, liền để hắn đi a. À. Chi 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 chi, kia Lý Mộ Nguyệt trong ngực thôn tiên thú lập tức vung vẩy lấy nhỏ chân kêu rồi lên đến, tựa hồ ở nghiêm trọng đồng ý Lý Mộ Nguyệt cách nói. Lý Mộ Nguyệt bên thân những kia người tự nhiên không nghĩ tính như vậy rồi. Thế nhưng là, bọn họ không dám nhiều nói cái gì. Nhưng trong lòng lại hy vọng Lý Mộ Kiếm đừng nghe Lý Mộ Nguyệt. Người rất ít làm một cái nam nhân nói chuyện, Lý Mộ Kiếm hơi hơi nhíu mày xem rồi một chút chính mình muội muội Hắn tự nhận là còn là so sánh hiểu rõ chính mình muội muội, người theo đuổi nàng nối liền không dứt, không thiếu đỉnh cấp thế lực dòng chính con cháu, nhưng Lý Mộ Nguyệt đối với người ta đều là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng hôm nay vì rồi một cái địch nhân nói chuyện, này có điểm không quá bình thường. Lý Mộ Nguyệt bị Lý Mộ Kiếm xem trong lòng hốt hoảng, nàng xác thực đối Lâm Phong này sinh rồi hiếu kỳ, nhưng nàng cũng biết rõ, cùng Lâm Phong là không có cái gì khả năng, dù sao Lâm Phong chỉ là một cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Lý Mộ Nguyệt cố giả bộ chấn định, nói rằng đó là bởi vì ta không nguyện ý ăn hiếp từ bên ngoài đến tu sĩ, bọn họ tới nơi này đều chỉ là vì tìm kiếm một chút cơ duyên. Chúng ta xem như thổ dân ăn hiếp người ta tính cái gì bản sự. Lý Mộ Kiếm nói rằng thế nhưng là ta xem này tiểu tử rất bừa bãi a, à. ta Lý Mộ Kiếm không cho phép con người ở ta trước mặt như thế bừa bãi. Phốc Lâm Phong nhịn không được trực tiếp cười rồi đi ra. Tiểu tử người cười cái gì? Không phải là đang giễu cợt chúng ta Lý Mộ Kiếm đại ca sao? Những kia thế gia con cháu trực tiếp la ẩm lên, cũng có điểm thêm mắm thêm muối ý tứ. Lý mộ kiếm tự nhiên biết rõ những ngày người tâm tư, nhưng hắn không có để ý tới những ngày người mà thôi. Thậm chí ở hắn xem đến, những thế gia này con cháu cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, như không phải là phụ thuộc vào linh tộc lý thị, hắn thậm chí lười nhắc cứu bọn họ. Lý mộ kiếm nhìn hướng lâm phong, cười lạnh lấy nói rằng, tiểu tử, người xác thực có chút bừa bãi rồi, ta nói không đúng sao. Lâm phong nói rằng, Người nếu là dạng này cho rằng, ta cũng không làm phủ nhận cùng giải thích. Lý mộ kiếm dậm chân mà ra, nói rằng, rất tốt, ta hiện tại có điểm thưởng thức ngươi rồi, mặc dù ngươi cái này người bừa bãi rồi một chút, không quá làm người khác ưa thích, nhưng là, ngươi hoặc nhiều hoặc ít, còn tính là một cái người quang minh lỗi lạc. Cho nên, ta có thể nhường ngươi trước ra tay, ngươi nếu là có khả năng ở ta tay bên trong chống cản 10 cái hiệp lời nói, ta liền có thể thả rồi ngươi, thậm chí, ta còn có thể giao dưới ngươi cái này bạn bè, này đối với người tới nói cũng tính là không có cái nào lớn hơn vinh hạnh rồi. Lâm Phong hiện tại đều nhanh không có lời rồi. cái này Lý mộ Kiếm thật sự là các loại cảm giác yêu việt bạo dạp, các loại tự mình cảm giác tốt đẹp a. À. đương nhiên hắn cũng xác thực rất mạnh mẽ, đây cũng là hắn lực lượng nơi, chỉ là kia cũng phải nhìn xem cùng ai so, cùng so với hắn bắt đầu kém quá xa rồi. Lâm Phong nói rằng tốt, ngươi nhường ta trước ra tay, kia ta trước hết ra tay thôi. Lý mộ kiếm bầy mở tư thế, bắt đầu rút kiếm. Bá, nhưng tia sáng một lóe, Lâm Phong đã đi tới rồi hắn trước người, quả thực giống như là thuấn di một loại, tốc độ nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Sau đó, Lâm Phong một quyền oanh giết hướng rồi Lý mộ kiếm. Phanh, hắn này thế lớn lực chìm một quyền đập vào rồi Lý mộ kiếm trước mặt bên trên, Lý mộ kiếm kêu thảm một tiếng, máu mũi cuồng phun, ngửa mặt lên trời ngã trên đất, chết ngất đi qua. Chương 9956, Ba Hải này một màn, nhưng chung quanh nháy mắt giữa biến được yên lặng như tờ. Bao quát lý mộ kiếm bên thân những kia trước đó bị lâm phong thu thập thế ra con cháu, hiện tại mỗi một cái đều là sống gặp quỷ một loại biểu lộ. Trực tiếp dọa mộng bức rồi, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời gian, một cái cái dọa hỗn thân run rẩy Bọn họ biết rõ lâm phong là có một chút bản sự, nhưng là không có nghĩ đến lâm phong vậy mà như thế mạnh mẽ a à, đối mặt lấy lý mộ kiếm như thế khủng bố tồn tại, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đem nó triệt để đánh tan, Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, quả thực không phải nhân loại nên có lực lượng a. Mà chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, đồng dạng chấn động vô cùng. Bất quá đối với Lý Mộ Kiếm bên thân những kia người hoảng sợ, bọn họ thì là nhiệt liệt nghị luận lên đến. Hôm nay xem đến hình tượng chân thực là quá kích thích, quá rung động rồi. Có thể tưởng tượng nơi này tin tức truyền ra đi về sau sẽ dẫn tới hạng gì kinh người gợn sóng. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. À. Một đám đổ bỏ đi, cho ta lăn ra, chó ngoan còn không chặn đường đâu. Lâm Phong giải quyết rồi lý mộ kiếm về sau, đối lấy này một đám nhị thế tổ một loại gia hỏa răn dậy bắt đầu, những này người, điển hình tiện xương cốt, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, nói chính là bọn họ những này nhị thế tổ, ỉ vào mặt sau dòng họ thế lực ở bên ngoài làm sằng làm bậy, kỳ thực trên thật nếu là gặp đến rồi cứng gốc giả tử, những này gia hỏa sợ giống như là cháu trai một loại. Mà ở nghe đến Lâm Phong quát lớn về sau, những này nhị thế tổ một loại gia hỏa không vẻn vẹn không có sinh khí, ngược lại là như được đại xá biểu lộ một cái cái liền vội vàng nói rằng chúng ta lăn chúng ta lăn chúng ta bây giờ liền lăn mở sau đó những ngày ra hỏa nhanh chóng hướng lấy hai bên tán đi bọn họ thế nhưng là không dám đối lâm phong nói một chữ không chỉ có lý mộ nguyệt nổi giận đùng đùng nhìn lấy lâm phong nói rằng người ra tay quá độc ác này nữ nhân xác thực xinh đẹp sinh khí hình dạng cũng nhìn rất đẹp nhưng đối với lâm phong tới nói cũng chỉ thế thôi lâm phong nhàn nhạt, nhạt về rồi lý mộ nguyệt một câu nói rằng yên tâm, không chết được, nhiều nhất chính là mê man một đoạn thời gian, sau khi tỉnh lại liền không có việc rồi. Nghe lời nói, Lý Mộ Nguyệt này mới yên tâm xuống tới. Lâm Phong lập tức rời khỏi rồi đây là không phải chi địa, hắn cũng không phải sợ hãi những này gia tộc cao cấp, chủ yếu là lo lắng trí tôn thiên đạo A, thiên noa này bên lại xuất hiện một chút vấn đề khác nhưng liền không quá tốt rồi. Chờ rời khỏi về sau, Lâm Phong cơ bản trên không có cái gì dừng lại, trực tiếp giết hướng rồi thất tinh tiên mộ cái này địa phương, Trước đó quỷ diện hùng cho Lâm Phong nói qua thất tinh tiên mộ sự tình, này là năm đó tiếng tăm lừng lẫy thất tinh tiên quốc mồ mả bầy nơi địa phương, này nói rõ nơi này không phải là một ngôi mộ lớn như vậy đơn giản, mà là một cái cổ xưa thế lực, một đời thay cường giả mồ mả chi địa, này nhưng liền so sánh khủng bố một chút rồi, mồ mả bầy như vậy nhiều đỉnh cấp cường giả cổ mộ. Đến cùng có khả năng chôn cất nhiều ít chí bảo căn bản không có cách gì tưởng tượng, không phải là mạnh thủy nguyệt ma quốc bị người chuyển khoảng không tổ địa có thể so. Theo quỷ diện hùng ngôn ngữ bên trong Lâm Phong biết được, rất nhiều đỉnh cấp cường giả, đoán chừng đều sẽ tiến về phía trước thất tinh tiên mộ bên kia. Lâm Phong cũng đang mong đợi theo thất tinh tiên mộ nơi đó đạt được một chút tốt đồ vật. Ngoài ra, tìm tòi xong thất tinh tiên mộ, Lâm Phong thần niệm kém không nhiều cũng tự sắp trở về hiện thực thế giới rồi, bởi vì Bích Ngọc Tiên Tử cũng cho Lâm Phong nói rồi, thần niệm lâu dài đợi ở chỗ này không hề là cái gì tốt việc, được rồi cơ duyên đi về tiêu hóa hết cơ duyên là tốt nhất tuyển chọn. Đương nhiên rồi, này vỡ vụn thế giới bên trong còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, nhưng những kia sự tình, đều cần muốn Bích Ngọc Tiên Tử đi làm, Lâm Phong cũng không có cách gì giúp đỡ Bích Ngọc Tiên Tử. Năm ngày về sau, Lâm Phong đi đến rồi thất tinh tiên mộ nơi khu vực. Thất tinh tiên quốc, bản thân xây dựng ở bảy tòa dãy núi trung tâm vị trí. Này bảy tòa dãy núi cũng không đơn giản, nhìn lấy giống như là bảy đầu thú khổng lồ bồ ở ở rồi đất trên một loại. Phân biệt là rồng, kỳ lân, thao thiết, hỗn độn, tất phương, tổ ngạc, đại hoang man nghiêu, toàn nghê, cùng kỳ. Đều là uy danh hiển hách hung thú hình tượng. Nghe đồn nói, này bảy tòa dãy núi bản thân chính là muốn tiến hóa làm bảy con hung thú, một khi hoàn thành tiến hóa, kia thế nhưng là bằng đá hung thú, thuộc về thạch tộc, thiên phú chi cường tuyệt đúng là khó mà tưởng tượng, đám hung thú này cũng sẽ trở thành cái thế khủng bố tồn tại, chỉ là về sau tựa hồ xuất hiện rồi một chút không muốn người biết bí mật, này mới không có tiến hóa thành công, mà kia thất tinh tiên quốc càng là dùng cái này mà vì theo điểm, xây dựng rồi thất tinh tiên quốc thất tinh tiên quốc đã từng đang thịnh đến cực điểm, nhưng cuối cùng còn là suy bại rồi. Này có lẽ chính là thế gian hết thảy sự vật quy luật vận hành A, không có không tắt phương chiều. Đổi hướng đổi thay là rất bình thường sự tình, đồng dạng, cũng không có một mực đang thịnh thế lực, từ thịnh mà suy là thường thấy chi việc. Thất tinh tiên quốc gì chỉ xem như là người ta chú ý nhất cơ duyên một trong, bây giờ cấm chế sẽ phải tiêu tan rồi, hấp dẫn cường giả tự nhiên là cực kỳ chi nhiều, khắp nơi đều có thể xem đến tu sĩ bóng dáng, này nhưng so thủy nguyệt ma quốc di chỉ bên kia tu sĩ nhiều quá nhiều rồi. Lâm Phong thậm chí còn chứng kiến rồi quỷ diện hùng này ra hỏa. Quỷ diện hùng, như núi một loại hình thể cho người cảm giác áp bách mười phần, từ đằng xa bay đến, rơi xuống một tòa trên ngọn núi. Đều chảy trứng, bằng không ăn rồi các ngươi. Quỷ diện hùng tương đương hung ác, lạnh lùng khiển trách phía trên ngọn núi kia tu sĩ. Những kia tu sĩ bị tự dương giăn dậy, sắc mặt tự nhiên không quá tốt nhìn, một cái cái ánh mắt âm trầm, chỉ là sợ hãi tại quỷ diện hùng thực lực bọn họ không dám nhiều nói cái gì chỉ có thể sám xịt rời khỏi rồi quỷ diện hùng đến về sau tiếp lấy lại tới hai đầu hung thú cùng quỷ diện hùng một dạng đều là lớn hung cấp bậc tồn tại hung danh hiển hách người bình thường không dám trêu chọc bọn hắn trong đó một đầu hung thú chính là ba đầu chó địa ngục loại sinh linh này lâm phong cũng là tiếp xúc qua chỉ là so sánh thưa thất một chút thiên phú khác thường mạnh mẽ thực lực tự nhiên cũng khủng bố vô biên mà lại này là địa ngục bên trong sinh linh, ngoại giới còn là rất ít nhìn thấy đến, ngược lại là không ngờ tới ở chỗ này nhìn thấy đến rồi một chỉ ba đầu chó địa ngục. Về phần mặt khác một đầu hung thú, thì là một chỉ khổng lồ bọ ngựa. Thân cao đại khái tầm chừng 10 thước, toàn thân màu hoàng kim, này chỉ bọ ngựa cùng bình thường bọ ngựa thú cũng không đồng dạng, bình thường bọ ngựa đều là hai cái lớn chân, nhưng là này chỉ bọ ngựa lại sinh ra sáu cái lớn chân, nó chân chính là sắc bén nhất vũ khí, dễ dàng, liền có thể xé rách hư không này ba người rõ ràng là một nhóm, hắn sao, liền ba hại đều đến rồi, xác định vững chắc còn sẽ tới càng rất mạnh hơn người, muốn ở chỗ này đạt được nghịch thiên cơ duyên cũng không dễ dàng. Có người nhỏ giọng mắng, ba hại chỉ đại khái chính là quỷ diện hùng, ba đầu chó địa ngục cùng lục trảo hoàng kim bọ ngựa rồi. Này ba vị tồn tại thực lực xác thực mạnh mẽ, mà lại bọn họ còn là một cái đoàn nhỏ băng. Dù là những kia đỉnh cấp thế lực, chỉ sợ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Lão Tam, nghe nói người bị người cho sửa chữa rồi. Cái đó người ở chỗ nào, tìm tới kia ra hỏa, nhị ca ta giúp người xé nát rồi hắn. Ba đầu chó địa ngục lắc lư lấy đầu to lớn mở miệng nói rằng. chương 9957, Linh Tộc Lý Thị. Lão Tam, người sợ cái gì? Có ta cùng đại ca cho người chỗ dựa, chẳng lẽ còn sợ một cái kẻ từ bên ngoài đến không thành sao? Ba đầu chó địa ngục nói rằng, quỷ diện hùng nói rằng, không phải sợ, mà là không nghĩ gây như vậy nhiều sự tình. Ba đầu chó địa ngục rõ ràng là hiếu chiến phần tử, còn nghĩ muốn lại nói chút cái gì, nhưng lại bị sáu chảo hoàng kim bọ ngựa ngăn lại rồi. Sáu chảo hoàng kim bọ ngựa nói rằng: "Lão nhị, tốt rồi, tam đệ đã không nghĩ nhiều đàm này kiện sự tình, kia chúng ta tạm thời liền đừng nói rồi, trước chờ Thất Tinh Tiên Mộ mở ra a, à, nơi này cấm chế nên chẳng mấy chốc sẽ tán đi rồi, trước chờ Thất Tinh Tiên Mộ mở ra về sau, trước tìm cơ duyên lại nói." Hắc hắc, cũng không biết rõ nghe đồn bên trong Thất Tinh Tiên Dịch đúng không đúng thật ở chỗ này, kia thế nhưng là thế gian thần bí nhất tiên dịch một trong a. À đối tu vi nâng cao rất có ích lợi quỷ diện hùng nhếch miệng cười nói đừng nhìn này quỷ diện hùng đại cẩu gấu dường như hắn nhưng một điểm không khờ trái lại rất có trí tuệ rất nhiều thời điểm thậm chí so tính khí nóng nảy ba đầu chó địa ngục chỗ việc còn tỉnh táo nhiều mà bọn họ những ngày thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp hung thú cấp bậc tồn tại cảm thấy hứng thú nhất đại khái chính là trực tiếp nâng cao thực lực trí bảo rồi kỳ thực đừng nói bọn họ rồi liền tính còn lại cường giả bao quát lâm phong cũng là như thế a à dù sao tu luyện đến như thế cao thâm cảnh giới dần dần từng bước tu luyện mặc dù cũng có thể nâng cao thực lực nhưng chân thực là quá chậm một chút còn là cần tìm một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện mới có thể mang tu luyện tốc độ nâng cao đi lên đặc biệt là đến rồi luân hồi thời kỳ cuối thời gian cơ hồ tất cả người đều sẽ nảy sinh một loại mãnh liệt nhanh chóng nâng cao thực lực cảm giác cấp bách do đó cái này thời đại nhất nhường người nóng mắt đồ vật nhất định là trực tiếp nâng cao thực lực bảo bối mà thất tinh tiên dịch nghe đồn chân thực là quá nhiều rồi. Mọi người đối này bảo bối nhưng đều là tương đương nóng mắt. Cạnh tranh tự nhiên cũng kịch liệt, lâm phong khoảng cách quỷ diện hùng bọn họ mặc dù có một chút khoảng cách, nhưng lại nhạy bén bắt đến rồi bọn họ nói chuyện nội dung, lập tức liền mang thất tinh tiên dịch này loại bảo bối nhớ kỹ ở rồi trong lòng. Kỳ thực đối với cái khác đỉnh cấp cường giả tới nói, lâm phong nâng cao cảnh giới tâm thái là càng thêm bức thiết, dù sao lâm phong mặt sau muốn cạnh tranh cửu châu vũ trụ chi chủ, Hắn cạnh tranh đối thủ nhóm nhưng không có một cái cạn dầu đèn. Trừ rồi các phương diện đều muốn làm đến tận thiện tận đẹp bên ngoài, Lâm Phong thực lực bản thân cũng chỉ có thể là nâng cao lên đến mới đi. Ở cái khác từng cái phương diện đều làm so sánh không sai tình huống phía dưới, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, trở thành cửu châu vũ trụ chi chủ xác suất cũng sẽ càng lớn một chút. Sau đó mấy ngày thời gian, lần lượt có càng nhiều cường giả đến. Có hải ngoại lớn tán tu thành đoàn mà đến, có đất đáy ma tộc cũng tới đến rồi nơi này đương nhiên cũng có các lớn thế gia cường giả đến, thậm chí bao gồm vỡ vụn thời đại di tộc tu sĩ cũng tới đến rồi nơi này. Đông bộ khu vực vỡ vụn thời đại di tộc chủ yếu chính là hoang tộc, nắm giữ rồi thời gian lực lượng chủng tộc. Linh tộc, nắm giữ rồi thiên địa lực lượng chủng tộc. Vũ tộc, nắm giữ rồi không gian lực lượng chủng tộc. Này ba đại chủng tộc, lại phân làm rất nhiều dòng họ, hoang tộc dòng họ nghe nói là nhiều nhất, có 36 cái dòng họ, linh tộc thì là có 32 cái dòng họ, vũ tộc dòng họ ít nhất, hết thảy 27 cái dòng họ. Không giống dòng họ, không giống thế lực, những này vỡ vụn di tộc nội bộ ở giữa cũng có rất nhiều phân tranh, một chút dòng họ khả năng quan hệ so sánh tốt một chút, một chút dòng họ quan hệ thì là cực kỳ hỏng bét, đương nhiên, cho dù có phân tranh, cũng đều sẽ ở nhưng không phạm vi bên trong tranh đấu. Sẽ không đấu người chết ta sống, nhưng đừng nhìn những này vỡ vụn di tộc nội bộ dòng họ ở giữa có tranh đấu, thế nhưng là làm chủng tộc gặp đến phiền phức thời gian, những này không giống dòng họ người, lại sẽ thả xuống tất cả ân oán thành kiến, nhất trí đối bên ngoài. Lâm Phong cùng Hoang tộc, còn có Vô tộc không hề hiểu rõ, trước đó cũng không có cái gì tiếp xúc. Bất quá hắn cùng Linh tộc Lý thị từng có tiếp xúc, cũng liền là Lý Mộ Nguyệt, Lý Mộ Kiếm bọn họ. Hôm nay thời gian, Lâm Phong thì là lại lần nữa nhìn thấy đến rồi Lý Mộ Nguyệt, Lý Mộ Kiếm đám người, bọn họ đi theo mấy tên lão giả còn có hơn 10 người người trung niên bên thân, nhìn lấy 10 phần yên tĩnh những kia người nên là linh tộc lý thị cường giả rồi ở bậc trên trước mặt này hai huynh muội cũng biến thành rồi bé ngoan một loại mà này lý mộ nguyệt ánh mắt rất tốt vậy mà xem đến rồi lâm phong lâm phong theo nàng ánh mắt bên trong tựa hồ xem đến rồi một chút kinh ngạc còn chứng kiến rồi một chút mừng rỡ lâm phong trong lòng lẩm bẩm kinh ngạc liền cũng được rồi dù sao ở chỗ này xem đến chính mình có chút kinh ngạc cũng rất bình thường mừng rỡ là cái gì quỷ hẳn là này nữ nhân thích chính mình không thành, có vẻ như mình cũng không có cho nàng cái gì sắc mặt tốt nhìn qua a, à, thậm chí còn giáo huấn qua nàng. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được ưa thích trên chính mình, hẳn là này nữ nhân hữu thụ ngược. Nhưng, hướng không thành à, những nhị đại này, đều là cái gì ham mê a? À. Một cái so một cái biến thái, kia lý mộ kiếm, nhận ra đến rồi muội muội ánh mắt biến hóa, cũng hướng lấy này bên nhìn đến, hắn xem đến rồi lâm phong, khóe miệng lập tức kịch liệt co quắp, nghĩ đến trước đó ở Lâm Phong trước mặt không ai bị nổi, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Phong một chiêu miểu sát, mê man rồi ba ngày vừa mới tỉnh lại qua đến, Lý Mộ Kiếm cảm giác khuôn mặt đau rát a, hắn nhân sinh một mực thuận thuận gió nước, chưa bao giờ nếm qua như thế lớn thiệt thòi, này một lần thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Bây giờ gặp lại Lâm Phong, ngược lại là không có ghen ghét, chỉ có kính sợ. Này cũng ứng đối rồi câu nói kia, làm hai cái người kém không nhiều thời gian, khả năng sẽ bởi vì một chút sự tình nhường một cái người nảy sinh ghen ghét nhưng nếu như tranh lệch của song phương chân thực là quá lớn yếu như vậy người đối với cường giả liền chỉ thừa xuống kính sợ mà không phải là ghen ghét rồi rất phù hợp lý mộ kiếm hiện tại tình huống kia người là ai một người trung niên người hỏi thăm nói lý mộ nguyệt biếu biểu miệng nói rằng phụ thân ta ca trước đó ở kia mặt người trước trang so bị người một quyền quật ngã mắc cỡ chết người nghe lời nói linh tộc lý thị người đều rất kinh ngạc bọn họ kỳ thực là biết rõ này kiện sự tình, mà lại đối phương rõ ràng tay dưới lưu tình rồi, do đó bọn họ cũng cùng lúc chưa nhúng tay này kiện sự tình. Thế nhưng là bọn họ không có nghĩ đến, ra tay chi người, vậy mà là tại dạng này một loại thiếu niên bộ dáng tu sĩ. Là thật tuổi trẻ a à, thực lực lại như vậy mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là bình thường nhân vật, kiếm nhi, người đi tìm vậy đạo hữu nói lời xin lỗi, sau đó mời hắn qua đến một lần. Lão giả dẫn đầu nói rằng, này lão giả dẫn đầu chính là là linh tộc Lý thị Thái Thượng trưởng lão Đoàn Thái Thượng đại trưởng lão, thân phận tôn sùng không gì sánh được. Nhưng đối Lâm Phong dạng này một tên tuổi trẻ người vậy mà này loại trịnh trọng, thậm chí còn dùng đạo hữu một từ đến xưng hô Lâm Phong, nhưng không ít người cảm giác giật mình, bởi vì rất nhiều thời điểm, một cái xưng hô, thế nhưng là có khả năng nói rõ rất nhiều sự tình. Tốt, ta đi." Lý Mộ Kiếm thu hồi nội tâm hết sức kinh hãi, ứng rồi một tiếng, lập tức hướng lấy Lâm Phong này bên bay đến các vị bậc trên, ta cũng cùng một chỗ đi qua xem xem. Lý Mộ Nguyệt con người chuyển rồi chuyển, nói một tiếng, cũng hào hứng hướng lấy lâm phong này bên chạy tới. chương 9958, Linh Tộc Lý Thị Nắm giữ bí địa. Một người trung niên tu sĩ cười lấy trêu chọc nói, này Nguyệt Nhi, sợ là nhớ Trần Tục rồi a à? Lý Mộ Nguyệt phụ thân thì là lắc rồi lắc đầu, nói rằng, kia tuổi trẻ công tử là kẻ từ bên ngoài đến, mà kẻ từ bên ngoài đến chỉ có thể thần niệm buông xuống, cho nên hắn thân thể cũng là thần niệm ngưng luyện mà thành, trong thế giới của chúng ta mặt đợi không lâu. Mặt khác một người trung niên tu sĩ nói rằng, nếu là như thế, kia liền nên tránh cho nảy sinh quá nhiều tiếp xúc, bằng không cuối cùng sẽ chỉ mình đầy thương tích. Này loại sự tình kỳ thực bọn họ đã nhìn qua rất nhiều rồi, thậm chí bọn họ dòng họ bên trong liền có người cùng từ bên ngoài đến tu sĩ nảy sinh qua cảm tình. Nhưng cuối cùng, lại không có cái gì tốt kết quả. Bọn họ lại không có biện pháp ra ngoài, mặt ngoài tu sĩ cũng không có biện pháp tiến đến. Đối với người yêu tới nói, này là rất tàn nhẫn sự tình. Lý Mộ Nguyệt phụ thân cảm thấy rất có đạo lý, thầm nghĩ lấy riêng ngầm xuống nên muốn khuyên bảo Lý Mộ Nguyệt một phen, không cần nhường Lý Mộ Nguyệt cùng Lâm Phong có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng cái này thời gian, Thái Thượng Đại trưởng Lão lại nói nói, cái này người, rất không một loại, tạm thời không cần đối Nguyệt Nhi nói cái gì, tương lai thế nào, hết thảy đều không quá tốt nói. Vâng, đám người đáp lời, mà cái này thời gian, Lý Mộ Kiếm, Lý Mộ Nguyệt huynh muội như người đã đi tới rồi Lâm Phong nơi này. Thế nào, lại muốn bị thu thập rồi? Lâm Phong nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng Lý Mộ Kiếm, Lý Mộ Kiếm cười khổ một tiếng, nói rằng, các hạ hiểu lầm rồi, ta là tới xin lỗi ngươi. Lâm Phong thì là cười ha ha một tiếng, nói rằng, tốt rồi, vừa mới ta cũng là cùng ngươi nói đùa, ngươi cũng không có cần cùng ta xin lỗi, người không nhẹ cuồng uổng thiếu niên, người xác thực tính được lên cực kỳ xuất chúng nhân vật, có một chút ngạo khí cũng là bình thường ta cũng sẽ không thả ở tâm trên. Lý Mộ Nguyệt thì là nói rằng, chúng ta dòng họ bậc trên muốn gặp một lần ngươi. Ngươi có thể theo lấy chúng ta cùng một chỗ đi qua sao? Đương nhiên, Lâm Phong gật gật đầu, chủ yếu là Lâm Phong mặt sau còn nghĩ lấy lôi kéo vỡ vụn thời đại di tộc, hắn này bên nếu là có khả năng trước cùng linh tộc Lý thì qua lại thân thiết. Mặt sau, Bích Ngọc Tiên Tử đi ra làm các tộc công tác thời gian, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Xem đến Lâm Phong đáp ứng xuống tới, Lý Mộ Nguyệt lộ ra 10 phần cao hứng, Lý Mộ Nguyệt lập tức nói rằng, ta huynh trưởng gọi là Lý Mộ Kiếm, ta gọi là Lý Mộ Nguyệt, người gọi là cái gì? Lâm Phong, ta thế nào cảm giác nghe qua tên này đâu? Lý Mộ Kiếm nhỏ giọng thầm thì rồi một tiếng. Kỳ thực trên, Lâm Phong ở này trong cơ bản trên không có cái gì tiếng tăm, dù sao toàn này thế giới cùng ngoại giới không hề liên thông ở cùng một chỗ, dù là một chút tu sĩ tiến vào nơi này, khả năng mang đến một chút ngoại giới tin tức, thậm chí cũng có thể là mang đến Lâm Phong một chút tin tức, nhưng những tin tức này đều là rất ít lý mộ kiếm nói không chừng vô ý bên trong ở chỗ nào đã nghe qua loại này tin tức nhưng cũng sẽ không quá quan tâm coi trọng một là tin tức ít hai là ngoại giới sự tình cùng bọn hắn cũng không có nhiều lớn quan hệ bọn họ mới không quản ngoại giới là cái gì tình huống đâu lâm phong thì là theo lấy lý thị huynh nguội đi đến rồi linh tục lý thị này bên các vị tốt lâm phong ôm quyền thái thượng đại trưởng lão cũng ôm quyền cười lấy nói rằng đạo hữu khách khí lập tức lý mộ nguyệt mạo xưng làm người trung gian vì hai bên làm rồi dẫn tiến đạo hữu nhưng nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tìm tòi này thất tinh tiên mộ sao đến lúc đó sẽ không thiếu rồi đạo hữu khắp nơi này linh tộc lý thị thái thượng đại trưởng lão trực tiếp mở miệng nói rằng hắn ngược lại là một cái rất trực tiếp người trực tiếp tỏ rõ rồi chính mình ý nghĩ cũng không có che lấy dấu lấy này ngược lại là lâm phong lệch là thưởng thức tính cách dù sao loại kia giả tạo ba não người mới là làm người kiêng kỵ nhất lâm phong nói rằng ta tự nhiên là vui lòng cùng các vị cùng một chỗ tìm tòi này thất tinh tiên mộ, chỉ là ta trong lòng có một chút nghi hoặc. Đạo hữu thỉnh giảng, Thái Thượng Đại trưởng Lão nói rằng, Lâm Phong nói rằng, nơi này cường giả nhưng không ít, các lớn thế lực cũng tới rồi rất nhiều, vì cái gì kéo ta nhập bọn đâu. Thái Thượng Đại trưởng Lão cười lấy nói rằng, trực giác, trực giác tố cáo ta, đạo hữu là một cái khó bề tưởng tượng nhân vật, mà cùng đạo hữu hợp tác lời nói, sẽ là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Thái Thượng đại trưởng lão lời nói rất dễ dàng như người hoài nghi là lời khách khí. Nhưng Lâm Phong lại không có hoài nghi Thái Thượng đại trưởng lão lời nói, rất nhiều lợi hại nhân vật đều có khả năng nảy sinh một chút đặc thù trực giác, rất khó nói rõ ràng vì cái gì sẽ nảy sinh dạng này trực giác, thậm chí bao gồm Lâm Phong đều là như thế, có đôi khi sẽ nảy sinh một chút đặc thù trực giác, mà những này trực giác thường thường 10 phần chuẩn xác. Thái Thượng đại trưởng lão cũng là loại kia cảnh giới cao thâm nhân vật theo chính mình trên người cảm nhận đến một chút không giống bình thường địa phương chân thực là quá bình thường bất quá rồi do đó lâm phong cảm thấy hắn lời nói còn là có độ có thể tin lâm phong cười rồi cười nói rằng ta cũng hy vọng sự hợp tác của chúng ta có thể có một cái vui sướng quá trình hi hi thật sự là quá tốt rồi có rồi lâm công tử thêm vào đối với chúng ta mà nói có thể nói là như hổ thêm cánh một bên lý mộ nguyệt cao hứng nói rằng trong ngực nàng nằm sắp lấy thôn tiên thú cũng chi 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 chi, chi kêu lấy tựa hồ ở hoan nghênh lâm phong thêm vào một loại này thôn tiên thú đại khái còn nhớ kỹ lâm phong cho nó thịt nướng đối lâm phong thái độ một mực đều so sánh tốt mà linh tộc lý thị người xem lý mộ nguyệt kia cao hứng hình dạng ánh mắt đều là lạ trong lòng tự nhủ này nhỏ bé gái sợ là thật muốn luân hãm bất quá nghe nói bọn họ trước đó từng có xung đột a mà lại này nhỏ bé gái còn nếm qua không ít thiệt thòi không vẻn vẹn không có ghi hận lâm phong ngược lại luân hãm vào thật sự là kỳ quái đến cực điểm sự tình chỉ có thể nói nữ nhân tâm hải ngọn nguồn châm A. À. Mà cảm nhận đến người trong họ ánh mắt, Lý Mộ Nguyệt khuôn mặt cũng không khỏi hơi hơi một đỏ, không còn dám nhiều nói cái gì, sợ bị người trong họ nhìn ra đến một chút cái gì. Lâm Phong nói rằng, xem tình huống, còn cần chờ một hai ngày, này cấm chế tài năng đủ tiêu tan. Là, chờ cấm chế tiêu tan về sau, chúng ta đi một chỗ bí địa, cái đó địa phương, nên là có chỗ thu hoạch. Thái Thượng Đại trưởng Lão Hạ giọng nói rằng, Lâm Phong giữa đôi lông mày không khỏi hơi hơi một khươi, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, này linh tộc lý thị, xem như linh tộc bên trong xếp tên trước mấy siêu cấp thế lực, chỉ sợ nắm giữ lấy một chút bí mật, hiện tại xem đến, còn thật sự là như thế. Thất tinh tiên quốc, xem như năm đó là mạnh mẽ nhất cổ xưa thế lực một trong, hưng thịnh như vậy nhiều năm, đột nhiên hủy diệt, rất nhiều tốt đồ vật đều vùi lấp ở rồi nơi này, cho nên thất tinh tiên quốc một chút bí địa hoặc là bảo khố một loại địa phương, tuyệt đối nhiều người mong đợi không thôi. Lâm Phong nói rằng, kia thật sự là quá tốt rồi, tìm tòi xong bí địa về sau, linh tộc lý thị nên lại đều sẽ nâng cao không ít. Thái thượng đại trưởng lão cười lấy nói rằng, đạo hữu cũng là như thế. Hai người nhìn nhau một cười. Thời gian trôi qua, sau một ngày, kia nhìn lấy có chút lờ mờ Thất Tinh Tiên Quốc di chỉ, vô số cấm chế phát ra rồi kịch liệt ba động, hấp dẫn rồi phân tán ở Thất Tinh Tiên Quốc mặt ngoài từng cái khu vực tu sĩ sự chú ý. Chương 9959, Lý Mộ Nguyệt bị cắn rồi. Xem đến kia kịch liệt ba động cấm chế, rất nhiều người mặt trên đều lộ ra rồi ý cười đến. Đương nhiên, càng nhiều người đều ở vung tay vung chân, chuẩn bị nắm chắc lần này cơ hội, thu hoạch được rất nhiều cơ duyên, một bay ngút trời. Lâm công tử, người biết rõ sao, chúng ta tòa này đặc thù thế giới, ôm có vô cùng vô tận bí tàng bí địa, đây cũng là rất nhiều mặt ngoài tu sĩ ưa thích tới nơi này chủ yếu nguyên nhân, ở chỗ này thu được cơ duyên xác suất là mặt ngoài mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần chi cao nhưng là những kia cơ duyên căn bản không có biện pháp cùng thất tinh tiên quốc này bên đánh đồng. Lý Mộ Nguyệt ở Lâm Phong bên thân mở miệng nói rằng, những này sự tình Lâm Phong đều là biết rõ, nhưng Lý Mộ Nguyệt lại còn là nâng lên cái này chủ đề. Lâm Phong cảm thấy nàng là một thoại hoa thoại, nghĩ muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen. Lâm Phong cũng có chút cảm khái, mị lực quá lớn thật sự là nhiều người đau đầu a. À, đi đến chỗ nào đều có nữ chính là thần cấp vư vật trước đến lấy lại, nghĩ không bác ái cũng không được. Lâm Phong trước đó mặc dù không hề thế nào chào đón cái này Lý Mộ Nguyệt, nhưng chân chính tiếp xúc xuống tới, kỳ thực phát hiện cái này Lý Mộ Nguyệt còn là có một chút đáng yêu. Mặc dù không có cùng Lý Mộ Nguyệt nói chuyện yêu đương tâm tư, nhưng đã người ta một cái nữ tử chủ động trước đến đáp lời, Lâm Phong cũng sẽ không ở trước mặt mọi người bác bỏ mặt của người ta tử A, à, đó thật là quá hại người rồi, cũng quá không có IQ rồi, do đó Lâm Phong liền có một câu không có một câu cùng Lý Mộ Nguyệt giao lưu lấy, mà Lý Mộ Nguyệt đâu, đối với mặt ngoài thế giới mười phần hiếu kỳ, liền hỏi thăm Lâm Phong mặt ngoài một chút tình huống, Lâm Phong cũng nhặt được một chút hoặc là kinh hiện, hoặc là kích thích, hoặc là có ý tứ sự tình cùng Lý Mộ Nguyệt giảng thuật bắt đầu. Đương nhiên, không chỉ Lý Mộ Nguyệt ở nghe, thậm chí bao gồm Lý Mộ Nguyệt người trong họ cũng đều ở nghe, bọn họ con mắt bên trong, đều lộ ra rồi chờ mong ánh mắt, có thể cảm thụ được đi ra, kỳ thực bọn họ cũng nghĩ muốn đi mặt ngoài thế giới, đó mới là tự do tự tại thế giới, mà ở trong đó, đối với bọn hắn tới nói, càng giống là một tòa lồng giam. Đám người thần thái biến hóa bị Lâm Phong thu hết đáy mắt, Lâm Phong trong lòng tự nhủ, liền sợ các người với bên ngoài thế giới không có hứng thú, chỉ cần có hứng thú vậy liền dễ làm, mặt sau nói chuyện hợp tác thời gian cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Sau một ngày, che phủ Thất Tinh Tiên Quốc cấm chế rốt cuộc triệt để biến mất rồi, Thất Tinh Tiên Quốc di chỉ triệt để hiện rõ rồi đi ra, bốn phương tám hướng, từng cái phương hướng, vô số tu sĩ đều hướng lấy Thất Tinh Tiên Quốc bên trong phóng đi. Lâm Phong đám người đồng dạng cũng không ngoại lệ nhanh chóng hướng lấy thất tinh tiên quốc di chỉ nơi phương hướng bay đi. Thất tinh tiên quốc chung quanh này mấy đầu dãy núi, kéo dài trên ngàn cây số, mà thất tinh tiên quốc sớm nhất thời gian lấy những này dãy núi làm cơ sở, xây dựng mạnh mẽ thành trì, rất nhiều thành trì cùng dãy núi kết nối ở cùng một chỗ, mang chung quanh mấy ngàn dặm địa phương tròn trong tất cả địa phương đều che phủ ở rồi trong đó, lại thêm lên thất tinh tiên quốc biển cường giả còn kết hợp địa thế, bố trí rồi đặc thù pháp trận che phủ ở rồi mấy ngàn dặm phương viên, do đó thất tinh tiên quốc quả thực chính là một cái không thể phá vỡ thành lũy một loại. năm đó nơi này chính là tuyệt đối thần thánh chi địa, vô số người say mê tiên tri quốc độ, có khả năng ở thất tinh tiên quốc phạm vi bên trong khai ích động phủ người, tuyệt đối đều là danh chấn một phương cường giả, nhưng cái này thế lực lại đột nhiên ở giữa hủy diệt mất rồi, nhưng tất cả người đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. đã từng có người nếm thử lấy điều tra đến cùng phát sinh rồi cái gì sự tình nhưng lại hoàn toàn không có thu hoạch. Bây giờ thất tinh tiên quốc chân chính hiện ra ở trước mặt của thế nhân, rất nhiều bí mật, có lẽ sẽ dần dần nổi lên mặt nước, cũng có khả năng sẽ một mực trầm luân, không muốn người biết, mà bây giờ lâm phong đám người, đã tiến vào rồi thất tinh tiên quốc di chỉ bên trong, bọn họ theo một vùng núi phía trên đi qua, có thể nhìn được đi ra, này dãy núi lưng núi bên trên đã từng xây dựng qua tường thành, rất như là côn lôn vũ trụ nghe đồn bên trong trường thành, nhưng hiện tại, đều đã trở thành rồi phế tích bất quá ngọn núi như cũ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo tiến vào thất tinh tiên quốc phạm vi bên trong xa xa nhìn ra xa có thể xem đến ở dãy núi che phủ bằng phẳng khu vực kiến tạo một tòa tòa thành trấn có rất có nhỏ nhưng những này thành trấn cơ bản trên cũng đều đã trở thành phế tích rồi linh tộc lý thị thái thượng đại trưởng lão đối lâm phong nói rằng thất tinh tiên quốc chân chính tốt đồ vật là những kia cường giả xây dựng động phủ mà không phải là những này thành trấn oanh nơi xa có tu sĩ lẫn nhau giết ở rồi cùng một chỗ có người tiến đến không lâu liền phát hiện rồi cường giả động phủ, năm đó thất tinh tiên quốc thời kỳ cường thịnh, nhất có thân phận người, đều sẽ khai ích động phủ, Mỹ danh nó nói động tiên phúc địa, nghe đồn nói những này động phủ nội bộ đều có tiên khí linh tuyển cung ứng, là mặt ngoài không có cách gì cùng nó so sánh, nhưng vô số cường giả chạy theo như vịt, có khả năng ở chỗ này xây dựng động phủ, tuyệt đối là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Do đó làm cổ tu động phủ xuất hiện về sau, lượng lớn tu sĩ tuôn đi qua, sau đó những này tu sĩ lẫn nhau giết ở rồi cùng một chỗ, bọn họ đều muốn cướp đoạt động phủ quyền sở hữu, không thể tránh khỏi phát sinh rồi máu tanh đến cực điểm đổ máu sự kiện. Mà rất nhanh, không ít phương hướng, đều truyền ra đến rồi chấn trời động đất loại tiếng họ giết, bởi vì trước sau lại có không ít cổ tu động phủ bị người phát hiện rồi, những này cổ tiên động phủ tự nhiên lại gây nên rồi rất nhiều cường giả tranh đoạt. Lâm Phong thật sự là xem trợn mắt hốc mồm, chưa bao giờ ở cái nào cơ duyên nơi chi địa xem đến qua như thế nhiều cổ tu động phủ, thật sự là nhiều người hết sức kinh hãi a à. lâm phong tâm nghĩ nhất định cũng có không ít nhất mạnh thiên đoàn thành viên đi đến thất tinh tiên quốc nơi này a à. chỉ là cái này địa phương chân thực là cực quá mức to lớn rồi nghĩ muốn đụng đến nhất mạnh thiên đoàn thành viên tự nhiên khó như lên trời một loại rồi đương nhiên nhất mạnh thiên đoàn thành viên tất nhiên cũng có không ít người rơi xuống mặt khác ba khu vực lớn bên trong bất quá lâm phong cũng sẽ không lo lắng bọn họ bỏ qua cơ duyên đồng bộ khu vực cơ duyên rất nhiều chắc hẳn mặt khác ba khu vực lớn cơ duyên đồng dạng là cực kỳ chi nhiều. Mà giống linh tộc lý thị dạng này thế lực khổng lồ đối với mặt ngoài những này cơ duyên cũng không có nhiều ít hứng thú, bọn họ này loại cấp thế lực khác, nhìn chăm chú lên tự nhiên là là cấp cao nhất cơ duyên rồi. Một đường phi hành 300 dặm, bọn họ đi đến rồi một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Nơi này tản ra âm u khủng bố khí tức, Nhưng người cảm giác rất không thoải mái, thỉnh thoảng còn có cú vọ kia thê lương âm thanh theo núi rừng chỗ sâu truyền ra đến, nghe lấy 10 phần khiếp người. Mà hiển nhiên, linh tộc lý thị nắm giữ bí địa nên liền ở mảnh này khu vực a à, đau quá bỗng nhiên đi ở phía sau lý mộ nguyệt hét thảm lên nghe lời nói đám người kinh hãi nhao nhao quay đầu nhìn đi liền xem đến lý mộ nguyệt ngồi xổm ở đất trên bưng bít lấy bắp chân vị trí sắc mặt mười phần tái nhợt đám người nhanh chóng hướng lấy lý mộ nguyệt đi tới lý mộ nguyệt phụ thân lý lâm hỏi nói nguyệt nhi thế nào rồi giống như có cái gì đồ vật cắn rồi ta một thanh lý mộ nguyệt nói rằng mộ nguyệt ngươi ngươi bỗng nhiên đám người bên trong mặt khác một tên lý gia nữ tử kinh hô bắt đầu tựa hồ xem đến rồi cái gì đáng sợ sự tình còn lại người sắc mặt cũng đều lớn biến